Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 286, thể thao tinh. Mặc dù chỉ là một động tác sáo rỗng đẹp mắt, nhưng có thêm thể chất đáng sợ của đại tinh tinh cường tráng này, thì uy lực cú huyết này cũng không phải là dạng vừa đâu. Tống Thư Hàng không dám đối cứng, hắn hơi nghiêng người, vận dụng thân pháp, quân tử vạn lý hành. Sau đó hắn bước ra mấy bước, nhẹ nhàng di chuyển đến sau lưng đại tinh tinh. Tiếp theo, Thư Hàng đánh một chưởng vào sau lưng đại tinh tinh, chưởng này đánh ra, đã bộc phát hết toàn bộ khí huyết chi lực có ở trong hai đại khiếu huyệt là tâm khiếu và nhãn khiếu. Một chưởng này lực mạnh thế trầm. Dầm. Đại tinh tinh không kịp né tránh, ăn trọn một chưởng này. Chưởng lực trực tiếp xuyên qua lớp da lông dày cộm của nó, đánh xuyên qua cơ thể, làm lục phủ ngũ tạng của nó bị chấn thương. Rào, đại tinh tinh kêu thảm thiết, nước bọt trong miệng bắn tung tóe. Đồng thời, thân hình nó bị đánh ngã nhào tới chỗ cái nồi nước sôi sùng sục, đụng đổ cái nồi to, ngã vào đống lửa đang bốc cháy. Bộ lông trên người của đại tinh tinh lập tức bị lửa đốt cháy, nó liên tục kêu la thảm thiết. Nhưng, rất nhanh, nó lại nhanh trí lăn qua lăn lại trên mặt đất, muốn lợi dụng việc lăn mình để dập tắt ngọn lửa. Xem ra, bọn chúng rất có kinh nghiệm đối phó với tình huống bị bén lửa trên người thì phải. Chắc là ngày thường, chúng nó cũng bị cháy xém hoài ấy nhỉ. Khóe miệng của Tống Thư Hàng giật giật lại nói, đây thật sự là đại tinh tinh bình thường sao, không phải là tinh tinh thành tinh đấy chứ. Sau khi đại tinh tinh cường tráng liên tục lăn lộn trên mặt đất thì suy yếu nằm dưới đất, không nhúc nhích. Lần này nó thật sự bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể nào đứng dậy nổi. Tống Thư Hàng quay đầu lại, nhìn về phía đàn tinh tinh. Grao grao. Đàn tinh tinh gầm thét lên với Tống Thư Hàng. Sau đó, lại có thêm một con đại tinh tinh to lớn đi ra khỏi đàn, xông về phía Tống Thư Hàng. Ô kìa, đàn đại tinh tinh này có tinh thần kỵ sĩ thật đấy, không thèm quần ẩu mà muốn đơn đả độc đấu à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, khi con đại tinh tinh xông đến nửa đường liền thuận tiện nhặt tảng đá to, ném về phía Tống Thư Hàng mẹ. Hóa ra cái chiêu ném đá trước khi chiến đấu này không chỉ là tuyệt chiêu riêng của con đại tinh tinh cường tráng kia, mà là thiên phú của loại đại tinh tinh này sao? Ném đá cũng vô dụng với ta thôi. Tống Thư Hàng vẫn giơ tay đánh bay tảng đá như trước. Nhưng mà, đột nhiên lại xảy ra chuyện làm hắn phải kinh ngạc. Khi đại tinh tinh cao lớn đến gần hắn, hai cái chân ngắn củn của nó đột nhiên bước ra vài bước chân khá kỳ lạ ấy chính là bộ pháp, quân tử vạn lý hành mà Titi đã thi triển ra lúc nãy. Sau đó, con đại tinh tinh cao lớn kia di chuyển đến sau lưng Tống Thư Hàng, dùng sức đánh một chưởng về phía lưng của Titi. Một loạt động tác này, chính là chiêu mà Tống Thư Hàng vừa dùng để đánh con đại tinh tinh cao to khi nãy. Khả năng bắt chước mạnh thật đấy. Mặc dù mấy bước của bộ pháp quân tử vạn lý hành này cũng chỉ bắt chước được động tác sáo rỗng, nhưng năng lực bắt chước của đàn đại tinh tinh này đúng thật là nghịch thiên. Trong lòng Tống Thư Hàng đang suy nghĩ xem có nên bắt một con về cho Bạch Tiền Bối chơi hay không. Sau đó, đối mặt với thế tấn công từ sau lưng của con đại tinh tinh nọ, Titi giơ một chân đá hậu một cú, đá trúng con đại tinh tinh ở sau lưng. Một chiêu đá hậu đánh ra sau nhưng lại chiếm được thế thượng phong trước, trực tiếp đá bay con đại tinh tinh kia. Sức lực của con tinh tinh to cao này kém hơn đại tinh tinh cường tráng lúc trước, ngực của nó bị Tống Thư Hàng đá một cú thì ngã xuống đất hôn mê luôn, không dậy được. Ánh mắt Tống Thư Hàng quét qua 19 con đại tinh tinh còn lại, nếu đàn đại tinh tinh này thay nhau xông lên đánh xa luân chiến thì bắt cả đàn này cũng không khó lắm. Nhưng, đàn đại tinh tinh này sẽ xông lên đánh tiếp từng con sao? Đáp án đương nhiên là, không có cửa rồi. Sau khi hai con đại tinh tinh cường tráng nhất trong đàn bị Tống Thư Hàng tiêu diệt, thì 19 con đại tinh tinh còn lại gầm lên đầy giận dữ, đồng loạt xông về phía Tống Thư Hàng. Mà tuyệt hơn nữa là, khi cả đàn xông lên đến nửa đường thì đều đồng loạt xoay người nhặt một tảng đá to lên ném mạnh về phía Tống Thư Hàng. Đây đúng là thiên phú riêng của chủng tộc này mà. Nhiều đá ném qua cùng một lúc như vậy, số lượng nâng cao chất lượng, lực sát thương và uy hiếp tăng gấp bội. Tống Thư Hàng nhìn đá ném đầy trời, cảm thấy ruột gan đau đớn âm ỉ. Bên kia, trên thảo nguyên cách đàn tinh tinh không xa, xác của chiếc máy bay xảy ra tai nạn rơi xuống thảo nguyên. Nhưng đầu máy bay không biết đã rơi ở đâu. Hành khách trong máy bay vẫn may mắn sống sót. Bọn họ không giống đám người của Tống Thư Hàng, nghênh đón uy lực của phi kiếm dùng một lần. Hơn nữa, lúc xảy ra sự cố, máy bay đã bị ảnh hưởng bởi cái trận pháp cấm không nọ, nên đáp xuống từ từ.
Trận pháp cấm không này không phải trực tiếp kéo các vật thể trên không trung xuống mặt đất, mà là cưỡng chế, giải trừ lực lượng của vật thể bay, sau đó lại có một cỗ lực lượng khác nâng vật thể ở giữa không trung, từ từ đáp xuống. Sau khi máy bay rơi xuống thảo nguyên, mặc dù có nhiều hành khách đã bị thương, nhưng vẫn còn sống sót. Nhưng bây giờ, hơn 20 vị hành khách đại nạn không chết, lại lập tức đối mặt với nguy cơ lớn hơn nữa. Trong nháy mắt đã có hơn 50 con đại tinh tinh đen lao nhanh đến chỗ máy bay rơi. Chưa đợi các hành khách kịp phản ứng, 50 con đại tinh tinh kia đã tản ra tạo thành một vòng tròn, bao vây 20 vị hành khách lại. Sau khi những con đại tinh tinh đen này bao vây các hành khách, liền lôi dây thừng ra, xem bộ dạng thì hình như muốn trói nhóm hành khách này lại. Trong nhóm người lập tức có tiếng thét của phụ nữ và tiếng trẻ con khóc vang lên. Chúa ơi, đây là gì thế này? Một chú da đen dùng tiếng Anh bật thốt, giọng của anh ta bẩm sinh đã hơi to, nên nhất thời át cả tiếng thét của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con luôn. Trong ấn tượng của chú da đen này, thì đàn tinh tinh bình thường có nhiều nhất 30 con thôi, nhưng đàn tinh tinh hơn 50 con này là ở đâu ra đây? Với cả, đại tinh tinh còn có thể lấy dây thừng trói người á. Đây là đại tinh tinh kiểu gì chứ? Tiếng thét vang dội của chú da đen khiến cho đàn đại tinh tinh chú ý đến. Sau đó, một con đại tinh tinh cường tráng đi ra khỏi đàn, bước đến trước mặt của ông chú da đen, gầm to một tiếng. Hình như, tiếng kêu sang sảng của ông chú da đen khi nãy bị đàn tinh tinh xem như hành động khiêu khích thì phải. Sau đó, một con đại tinh tinh cường tráng rút cái chùy trong ngực ra, đập về phía ông chú da đen như một chiếc xe công thành. Chân của ông chú da đen nọ lập tức mềm nhũn ra. Đại tinh tinh cường tráng xông đến trước mặt chú da đen, đập một cú đánh ông chú da đen kia ngã ra đất ngất xỉu. Xì, trên mặt của đại tinh tinh lộ ra vẻ khinh thường thấy rõ. Tiếp theo, nó lấy dây thừng ra, thuần thục trói ông chú da đen lại. Đây đúng là cảnh tượng đau thương. Nhưng không biết tại sao, khi con đại tinh tinh kia dùng dây thừng trói chú da đen lại điêu luyện nhường ấy, lại khiến mọi người cảm thấy như có một cây kim đâm phải huyệt cười của mình, khiến họ cảm thấy buồn cười. Sau khi cho chú da đen lại xong, con đại tinh tinh cường tráng này quay lại gầm thét với mọi người, hú hú hú. Sau đó, hai tay của nó điên cuồng đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình, làm động tác kinh điển của bọn tinh tinh. Các vị khách còn lại đều bị dọa sợ hết hồn. Có người liều mạng lấy điện thoại ra gọi, bấm gọi vào một dãy số nào đó, có người la hét, nước mắt không ngừng rơi. Có người co do run rẩy. Trong 20 vị khách trên máy bay thì có đến 12 người đều là phụ nữ yếu ớt. 8 người đàn ông còn lại thì có 4 người là công nhân viên chức bình thường, người hơi phát tướng. 4 người còn lại, một người là ông chú da đen vừa bị đại tinh tinh cường tráng trói lại. Một người là một cậu nhóc con đáng yêu. Một người là một vị giáo sư già tóc bạc trắng. Người cuối cùng là Joseph đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng. Ngoại trừ Joseph và ông chú da đen vừa bị trói khi nãy coi như sức chiến đấu ra, còn lại đều là nhóm bỏ đi. Đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh trên máy bay khi nãy đều đã bị biến thành đốm sáng tan biến trong ánh hào quang cả rồi. Cảnh tượng này thật sự làm người ta tuyệt vọng mà. Cô nàng Lục Phi trốn ở trong nhóm người, nhỏ giọng hỏi, chị ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chị gái họ Lục nhíu mày, nhỏ giọng thở dài, phiền phức rồi, bị bao vây thế này. Theo tình hình bây giờ của chúng ta, không cách nào chạy thoát khỏi đàn tinh tinh này được. Joseph ở bên cạnh, cắn răng yên lặng đứng bảo vệ hai người. Con gái hắn biến mất tiêu trên máy bay, bây giờ hắn tuyệt đối không thể để hai cô gái nhỏ này xảy ra chuyện gì nữa. Joseph nhìn chằm chằm vào 50 con đại tinh tinh hung thần ác sát trước mặt, giờ đã lâm vào đường cùng. Bây giờ, nếu không đứng dậy phản kháng, thì chỉ còn có đường chết. Nhưng nếu phản kháng, 20 người già yếu bên cạnh đấu với 50 con đại tinh tinh to lớn mạnh mẽ kia, xem thế nào cũng thấy không có phần thắng. Có lẽ, bây giờ là lúc mình phải sử dụng tuyệt thế võ học mà sư phụ đã dạy. Joseph dùng lực nắm chặt tay. Joseph có lòng tin tuyệt đối với sư phụ Tống Thư Hàng, hắn tin sư phụ của mình chỉ cần vung tay một cái nhẹ là có thể đánh nổ cả không khí, nên võ công mà sư phụ truyền thụ lại cho mình chính là tuyệt thế thần công. Mặc dù mình chỉ mới luyện hơn một tháng nhưng Joseph cảm thấy bản thân bây giờ đã cường đại lắm rồi. Hú hú hú, lúc này, con đại tinh tinh cường tráng đó lại gầm thét với đoàn người, dùng sức vỗ ngực. Những con tinh tinh đen khác ở đằng sau nó cũng giống to, cầm dây thừng đến gần đoàn người. Động tác của bọn nó rất có trật tự, nhìn sơ qua trông không khác gì một nhóm người đang hành động.
vẻ mặt Đại Tinh Tinh cường tráng tỏ ra khá hài lòng. Sau đó, nó lại lấy dây thừng ra, giơ tay bắt lấy tiếp viên hàng không bên cạnh. Cuối cùng Joseph đi ra, phẫn nộ quát, dừng tay. Đại Tinh Tinh cường tránh nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Joseph. Ánh mắt Joseph lộ ra hung quang, vẻ mặt đanh lại. Tiếp sau đó, hắn bắt đầu thi triển chiêu thứ nhất của thời đại vẫy gọi, động tác mở đầu. Đầu tiên, đứng thẳng, tay trái giơ lên, mắt nhìn tay trái. Bước thứ hai, chân phải bước lên phía trước, khuỵu gối lại, đồng thời lòng tay trái hướng vào trong từ từ hạ xuống, mắt nhìn tay phải. Bước tiếp theo, chân phải về vị trí cũ, hai tay giơ lên cùng lúc lòng bàn tay hướng ra bên ngoài hơi ngẩng đầu lên. Joseph nhìn Đại Tinh Tinh cường tráng với vẻ khiêu khích. Đại Tinh Tinh cường tráng đứng đực ra một lúc. Sau đó nó lộ ra vẻ mặt suy tư. Tiếp đó, nó lại lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu cảm rất sinh động, giống hệt như con người. Cuối cùng Đại Tinh Tinh cường tráng đứng thẳng lên. Tay trái của nó giơ lên, mắt nhìn tay trái. Chân phải của nó nhấc lên, đồng thời lòng bàn tay trái hướng vào trong từ từ hạ xuống, mắt nhìn tay phải. Sau cùng, chân phải của nó về vị trí cũ, hai tay giơ lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài hơi nâng đầu. Động tác tuyệt đẹp, lưu loát vô cùng, hoàn toàn không giống mới làm lần đầu tiên. Trông là thấy vui mắt rồi. Chương 287, không có suối quẩy nhất, chỉ có suối quẩy hơn. Không thể nào, nó chỉ nhìn một cái thôi đã có thể học được công pháp luyện thể của mình rồi sao? Joseph trừng to hai mắt, rõ ràng đây chỉ là một con Đại Tinh Tinh xấu hoắc mà thôi, tại sao khả năng học hỏi bắt chước của nó lại mạnh tới vậy chứ? Lúc này, con Đại Tinh Tinh cường tráng ở trước mặt rung đùi đắc ý, cuối cùng lại quay sang giơ một ngón giữa lên với Joseph. Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy con người, hơn nữa, chúng nó cũng đã học được rất nhiều thứ từ con người. Đúng là ngông cuồng, khi nãy chỉ là động tác khởi động đơn giản nhất mà thôi. Joseph cắn răng, bắt đầu thi triển chiêu thứ hai của thời đại vẫy gọi, thư kinh hoạt mạch quyền. Được rồi, cái tên này là do tự Joseph ảo tưởng rồi bịa ra thôi, thực ra tên của nó là vận động mở rộng. Đầu tiên, Joseph đứng thẳng người dậy, tiếp theo hai tay siết lại thành quyền giơ lên cao, lòng bàn tay chỉ hướng về phía trước. Tiếp theo thì nửa khuỵu xuống, đồng thời hai tay đánh quyền xuống phía dưới, lòng bàn tay hướng về phía sau. Xong xuôi thì đứng dậy, hai tay đồng thời giơ lên, tiếp ép theo lại đánh xuống. Đánh quyền xong thì chân trái cong lại đưa về phía trước, đồng thời hai cánh tay giơ lên, quyền biến thành trưởng, hơi ngẩng đầu lên. Sau đó đứng thẳng lại như cũ, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Con Đại Tinh Tinh cao to kia mở to hai mắt nhìn Joseph rồi gãi gãi đầu. Joseph nhếch nhếch cười, thức thứ hai này phức tạp hơn thế thứ nhất nhiều lắm, Đại Tinh Tinh dẫu gì cũng chỉ là Đại Tinh Tinh mà thôi, chắc là không học được thức thứ hai đâu nhỉ. Nhưng đúng lúc này, con Đại Tinh Tinh cao to kia lộn ngược ra sau một cú, đứng thẳng dậy, sau đó hai tay tạo thành quyền giơ lên cao, lòng bàn tay thì phải hướng về phía trước. Tiếp theo lại hơi khuỵu xuống, đồng thời hai tay đấm xuống đất, cuối cùng, con Đại Tinh Tinh cao to kia đứng lại với tư thế cũ, hít sâu vào một hơi, phun ra một ngụm chọc khí. Ngay cả động tác hít thở mà nó cũng bắt chước được y chang. Cũng giống hệt như lần trước, nó bắt chước toàn bộ động tác của Joseph một cách hoàn mỹ. Sau khi làm xong một Alan, trên mặt của Đại Tinh Tinh to con kia lộ ra vẻ thòm thèm chưa thỏa. Đột nhiên, nó phất tay thật mạnh. Ở phía sau lưng hắn, 50 con Đại Tinh Tinh kia giống như nhận được tín hiệu gì đó. Chúng nó bắt đầu vỗ tay đập chân, miệng thì hô to, hú. Hú, 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 hú. Trong tiếng giống vang trời này, con Đại Tinh Tinh cao to nọ lại bắt đầu thi triển chiêu vận động mở rộng này. Hơn nữa, tốc độ nó làm càng lúc càng nhanh. Tiếng gầm to của hơn 50 con Đại Tinh Tinh ở đây cũng càng lúc càng nhanh hơn. Tới phút cuối, con Đại Tinh Tinh to lớn kia dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần Joseph để làm lại hết động tác vận động mở rộng. Con Đại Tinh Tinh nó làm nhanh gấp 3 lần trông cứ như bị bấm tua nhanh vậy. Sau khi làm xong, con Đại Tinh Tinh cao lớn kia giơ hai tay lên. Hơn 50 con Đại Tinh Tinh ở sau lưng nó đồng loạt reo lên hoan hô. Con Đại Tinh Tinh cao lớn xoay tròn giống như một vị vua. Đón nhận những tiếng hoan hô trắng trợn của bầy Đại Tinh Tinh. Cuối cùng, nó quay người lại lần nữa, môi mấp máy, hừ mũi thật mạnh, làm ra biểu cảm, khinh thường, vô cùng sinh động của bầy Đại Tinh Tinh ở trước mặt mọi người. Chấm. Phía sau, mọi người bị bao vây đã hoàn toàn ngu người.
Bọn họ căn bản không biết phải dùng vẻ mặt gì để biểu đạt cõi lòng rối như mớ bòng bong của mình, trong này có 7 phần là sợ hãi, 1 phần bực mình, 1 phần kinh hỉ, thêm 1 phần ngu người. Cô nàng Lục Phỉ kia dè dặt hỏi lại, chị ơi, đây là thi múa với nhau à? Chị gái nhà họ Lục im lặng một lát rồi nói, chắc là đang thi đấu đấy nhỉ? Mà thi kiểu gì thế này? Cái này tên là, thời đại vẫy gọi, đấy chị, em từng lên mạng tra rồi, cô nàng Lục Phỉ trả lời. Lúc trước sau khi cô xem đoạn clip mà Gia Cát Nguyệt đăng lên web trường xong thì còn đặc biệt đi tìm hiểu xem bài tập thể dục mà Joseph biểu diễn là gì, sau khi kiểm tra đối chiếu và xác minh xong thì biết rõ nó chính là thời đại vẫy gọi. Ồ, nhớ tới Gia Cát Nguyệt, Lục Phỉ lập tức tìm kiếm trong đám người, quả nhiên, Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương không có ở trong nhóm người này. Còn cả Tống Thư Hàng, Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ và Nha Y nữa, bọn họ cũng không ở đây. Lục Phỉ nhớ lại, trước khi máy bay gặp nạn, Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương đang định tới phòng điều khiển xem tình hình của Tống Thư Hàng thế nào. Xem ra, mấy người bọn họ đã lạc mất mọi người ở đây cùng với đầu máy bay rồi. Thời đại vẫy gọi á? Hóa ra là cái này, bài thể dục này có mấy phần thế? Chị Lục hỏi. Lục Phỉ cố nhớ kỹ lại, lúc sau mới trả lời, tổng cộng có 10 phần ạ. Chỉ có 10 phần thôi sao, chị Lục dõi mắt nhìn khắp nơi. Hơn 50 con đại tinh tinh vây quanh mọi người kín bưng không một khẽ hở. Trừ phi mọc cánh bay ra, chứ không thì căn bản chẳng có đường thoát nào hết. Nếu thế, đợi ông chú người nước ngoài này biểu diễn xong 10 phần của bài thể dục đó, con đại tinh tinh kia đấu với ông xong, thì sẽ tới lúc chúng nó phát động tổng tiến công à. Phải nghĩ cách gì đó, nghĩ ra cách chạy thoát khỏi đây trước khi ông chú Joseph này biểu diễn xong 10 phần của bài tập thể dục mới được. Chị Lục cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Trong khi cô đang cố gắng nghĩ cách thì ông chú Joseph kia cũng bắt đầu làm động tác thứ 5, vận động ngực. Bởi vì con đại tinh tinh đã dùng kỹ năng làm nhanh rồi, nên Joseph cũng liều mạng luôn, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tập thể dục. Cho nên, nhoáng một cái ông đã làm xong động tác thứ 5. Chị Lục buồn bực ôm đầu, chết tiệt, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thế này, bất kỳ mưu kế gì cũng thành vô dụng hết cả. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì 10 động tác của ông chú Joseph sẽ hết mất. Ít nhất cũng phải nghĩ cách gì đó kéo dài thời gian thêm chút nữa, để còn nghĩ cách thoát thân mới được. Lúc này, Lục Phỉ ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi hơn 20 vị hành khách may mắn sống sót kia, xin hỏi, có ai biết nhảy múa gì hay không ạ? Nhảy múa, các hành khách kia đầu tiên là ngây ra, sau đó thì hai mắt sáng rỡ lên. Đúng vậy, hình như đám đại tinh tinh kia rất thích bắt chước hành động của con người từ hành động, thi đấu của đại tinh tinh và Joseph là có thể thấy được điểm này. Nếu đã như thế, có thể đi lên nhảy nhảy múa múa cái gì đó để khơi dậy sự hứng thú của đám đại tinh tinh này. Hơn nữa, có một số động tác nhảy múa có độ khó rất cao, thể trạng của đám đại tinh tinh rất khó bắt chước những động tác đó. Thậm chí nói không chừng sẽ có một số động tác khiến cho bầy đại tinh tinh hỗn loạn, tạo thành cơ hội cho mọi người chạy trốn. Tôi biết, lúc này, có một giọng nói vang lên. Mọi người vội quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Kết quả nhìn thấy ông chú da đen bị trói cứng ngắc kia đắc ý nói, tôi là cao thủ đấy. Được rồi, có lẽ mấy ông chú da đen đều giành vụ nhảy nhót. Nhưng bây giờ dù ông có là quán quân cuộc thi vũ đạo thế giới cũng bằng thừa mà thôi. Ông bị trói kín như cái bánh tét thế kia, lại còn bị một con đại tinh tinh vịn lại. Chẳng ai dám lên tháo dây cho ông đâu. Khụ khụ, hay là để tôi thử xem, một người đàn ông hơi béo đứng ra, cười khổ, lúc còn trẻ tôi cũng từng đi học múa. Nhưng sau này, anh ta bắt đầu đi làm rồi, nên không ra ngoài đường nhảy nữa. Bởi vì anh ta đã có gia đình, phải cố gắng nuôi sống gia đình mình, nên hắn không thể tiếp tục ngông nghênh như những người trẻ tuổi được. Trước kia anh ta cũng có một body rất chuẩn, nhưng vì công việc mà dần dần trở thành hơi béo, cũng không biết khả năng nhảy của anh ta bây giờ còn được tới đâu nữa. Cố lên nhé ông anh. Lúc này, cậu nhóc non trẻ kia bắt đầu cổ vũ cho ông anh béo này. Ông anh béo hít vào một hơi thật sâu. Cắn răng một cái, tự bơm lá gan, đi tới chỗ Joseph. Chỉ chờ sau khi Joseph chấm dứt 10 động tác thể dục thì ông anh này sẽ bước lên thay ngay, nhảy vài đoạn, để xem đám đại tinh tinh này có hứng thú mà bắt chước nhảy theo hắn hay không. Nếu như có thể khiến cho đám đại tinh tinh này hứng thú thì đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, thì không cần nói tới cũng biết kết cục là gì rồi. Cũng không biết với vóc người của mình bây giờ thì có làm được mấy động tác đó hay không nữa. Ông anh béo nghĩ thầm trong lòng, anh ta bắt đầu khởi động thân thể. Nói không chừng,
đây sẽ là lần múa cuối cùng của hắn trong cuộc đời này. Có thể dùng thứ mình từng thích nhất để làm thứ tô điểm cho lúc cuối đời, có lẽ cũng là một kết cục không tệ. Chấm. Mấy phút sau, Joseph dùng tốc độ nhanh hơn gần 8 lần để tập xong động tác cuối cùng của thời đại vẫy gọi. Hắn đang liều mạng để tăng tốc, hai tay cua nhanh đến mức có cả tàn ảnh luôn. Cũng là nhờ cả tháng nay, mỗi ngày ông đều kiên trì tập bài tập thời đại vẫy gọi này những 30 lần, biến nó gần như trở thành động tác bản năng, nên mới có thể làm ra được tốc độ nhanh cỡ này. Con đại tinh tinh ở trước mặt nghiêm túc đứng im tại chỗ, nhìn Joseph làm xong động tác này. Tốc độ nhanh gấp 8 lần, nếu như nó không nhìn kỹ thì sẽ lỡ mất mấy nhịp. Sau khi Joseph làm xong thì thở hồng hộc nhìn chằm chằm con đại tinh tinh, im lặng không nói gì. Sau khi con đại tinh tinh cao to kia xem xong thì suy tư một lát lâu. Sau đó nó đứng dậy vù vù vù, nó dùng tốc độ nhanh gấp 10 lần để múa xong động tác cuối cùng này. Sau khi đã đánh xong động tác cuối cùng với tốc độ nhanh gấp 10 lần, con đại tinh tinh cao to kia tiếp tục nghênh đón tiếng hoan hô ngập trời của bầy đại tinh tinh. Joseph thầm thở dài. Sư phỏ à, ta đã cố gắng hết sức rồi, Joseph nói. Đáng tiếc, hắn vẫn không luyện được tới cảnh giới đánh ra khí được, vẫn chưa trở thành võ lâm cao thủ chân chính, đúng là đáng tiếc. Ông anh à, làm tốt lắm, tiếp theo cứ để đó cho tôi, lúc này, ông anh béo ở sau lưng yên lặng bước tới, vỗ vỗ vai của Joseph. Joseph nghi hoặc nhìn anh béo kia. Ông anh béo này bước lên, đưa mắt nhìn đám đại tinh tinh, hắn lại giơ tay làm động tác khiêu khích muốn thi đấu vũ đạo. Chấm chấm. Con đại tinh tinh to lớn nghi hoặc nhìn Joseph ở bên cạnh, rồi lại nghi hoặc nhìn ông anh béo nọ. Lúc này, ông anh béo kia bắt đầu nhảy. Anh ta dùng toàn bộ sinh mệnh để nhảy một bài múa rất có thể là lần múa cuối cùng của mình, các động tác mà trước kia anh ta không dám làm, bây giờ đều được anh ta phát huy ra với trình độ vượt xa bình thường. Ông anh béo cảm giác bài múa sau cùng này của mình, quả thật là lần múa tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh ta. Ở sau lưng anh ta, những người may mắn còn sống sót đều hoan hô vang dội, tiếng hoan hô này chính là để khẳng định điệu múa của anh ta. Mà lúc này, con đại tinh tinh nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc trên mặt ngày càng rõ hơn. Một lát sau, nó gãi gãi đầu. Sau đó, nó vỗ vỗ một con đại tinh tinh cũng cực kỳ cường tráng ở bên cạnh, nhưng chỉ thấp hơn đồng loại một chút. Con tinh tinh lùn này bước lên trước. Nó xông về phía ông anh béo đang múa. Sau đó, nó đập một phát đánh ông anh béo kia ngất xỉu. Sau đó móc ra một sợi dây thừng, trói anh ta lại. Tiếng hoan hô của mọi người nín bặt, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu không nói năng được gì. Nhảy múa không thể khiến đám đại tinh tinh này tò mò bắt chước theo à? Thế thì tại sao một bài tập thể dục có thể khiến cho đám đại tinh tinh tò mò chứ? Tại sao chứ? Con đại tinh tinh thấp bé kia tha ông anh béo về lại trong bầy đại tinh tinh. Sau đó, con đại tinh tinh to lớn trước mặt giơ hai tay lên, lại dùng sức đấm ngực của mình huỳnh huỳnh, ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào Joseph. Chiến ý ngút trời. Lẽ nào chỉ có thể liều mạng thôi sao? Joseph nghĩ thầm. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng để tự thêm can đảm cho mình. Xông thẳng về phía con đại tinh tinh to lớn kia không chút sợ hãi. Một bên khác, nhà của Tống Thư Hàng ở đường Bạch Kình, thành phố Văn Châu. Hôm qua, nhà của dì Lý kế bên đột nhiên chuyển đi, nghe nói có một người nhà giàu bỏ ra số tiền lớn tới mức khiến gia đình dì Lý căn bản Khô Ninh thể nào từ chối được để mua lại nhà của bà. Người nhà giàu nó cũng vội vàng chuyển vào ở ngay luôn. Vân Vũ đạo trưởng ngâm nga ca hát, trên tay cầm theo chút quà vặt, lắc lư đi tới nhà của Tống Thư Hàng. Hắn bấm chuông nhà của Tống Thư Hàng. Mẹ Tống xuống mở cửa rất nhanh. Xin chào, ông tìm ai thế? Ồ, là ông à, mẹ Tống nhìn thấy Vân Vũ đạo trưởng thì bật thốt kêu to. Đây không phải cái người bị thương nặng mà hôm trước Tống Thư Hàng đưa về nhà à? Sau đó người này đi ngay trong đêm, lại còn tiện tay cuốm luôn một cái chăn của nhà bà. Chào đại muội tử, là tôi đây, tôi tên Lý Vân. Vân Vũ đạo trưởng lộ ra một nụ cười thật thà phúc hậu, mấy ngày trước cũng may nhờ có cậu em Thư Hàng giúp đỡ, nên vết thương của tôi mới khỏi nhanh như thế. Lần này tôi đến viếng thăm trước là để cảm ơn, sau là gần đây tôi mới mua một căn nhà ở gần đây, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là hàng xóm rồi. Nói xong thì Vân Vũ đạo trưởng nhiệt tình đưa mấy món quà lên. Sau khi mẹ Tống nhận lấy mấy món quà xong, lại nhìn nụ cười thật thà phúc hậu của Vân Vũ đạo trưởng lập tức có ấn tượng tốt với hắn ngay. Ông anh đến là được rồi, quà cáp làm gì chứ? Mau vào nhà ngồi một chút đi.
mẹ Tống cười nói. Vậy tôi không khách khí nữa, vào xin ly nước uống vậy, Vân Vũ đạo trưởng lại cười đến là thành thật, hắn đến đây làm gì ấy à? Đương nhiên là muốn vào nhà của Tống Thư Hàng để ăn ké khối ngộ đạo thạch trên người Tống Thư Hàng, tiện bề đột phá tiểu cảnh giới ngũ phẩm trước mắt rồi. Sau khi vào nhà, Vân Vũ đạo trưởng lại không thấy Tống Thư Hàng đâu. Nên hắn mỉm cười, thuận miệng hỏi, ô, Thư Hàng tiểu hữu không có ở nhà à? À, sáng hôm qua nó đã ra ngoài du lịch với bạn học rồi. Nghe nói muốn đến một hòn đảo nghỉ dưỡng nào đó ở Biển Đông chơi, mấy đứa thanh niên là thế đấy, nghỉ hè cũng không chịu ngồi yên ở nhà, chứ muốn đi chơi thôi, mẹ Tống bưng trà lên, mỉm cười nói. Đi chơi mất rồi, lại còn đi ra nước ngoài cơ á. Có cần phải trùng hợp đến thế không chứ? Vân Vũ đạo trưởng cảm thấy choáng váng. Cũng may dù sao hắn cũng là tu sĩ đã sống mấy trăm năm, tuy rằng nửa đời người của hắn đều bị phong ấn. Nhưng kinh nghiệm tùy cơ ứng biến của hắn thì phong phú lắm. Trong lúc mẹ Tống còn chưa phát hiện ra hắn đang đần thối mặt ra thì hắn đã cười tiếp, thế khi nào thì Thư Hàng về. Lần trước đi gấp quá, tôi còn chưa kịp cảm ơn nó nữa. Nhanh thì 7-8 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng gì đấy, mẹ Tống thuận miệng đáp, Tống Thư Hàng từng nói chuyến này đi chừng 7-8 ngày, nhưng lỡ như gặp cô bé Vũ Nhu Tử kia thì nói không chừng sẽ kéo thêm vài ngày nữa ấy chứ. Khóe miệng của Vân Vũ đạo trưởng co giật. Mẹ nó, vậy mấy hôm nay hắn phí công vất vả chạy lẻn vào mấy chục nhà, đi trộm của mấy chục tông môn, khó khăn lắm mới chắc mót được một khoản tiền, rồi lại vội vàng chạy tới gần nhà Tống Thư Hàng mua nhà hắn vất vả như thế là vì cái gì kia chứ? Là vì để sớm ngày ăn ké ngộ đạo thạch của Tống Thư Hàng. Chương 288, là thực hay là giả? Đối mặt với trận mưa đá do bầy đại tinh tinh ném tới, Tống Thư Hàng chỉ có thể phát huy thân pháp, quân tử vạn lý hành, tới mức tận cùng. Nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh né cơn mưa đá dày đặc này. Không thể tiếp tục kéo dài như thế này nữa, Tống Thư Hàng liếc mắt nhìn Cao Mỗ Mỗ, Lâm Thổ Ba và Nha Y đang bị trói ở một bên. Phải nhanh chóng giải quyết cho xong bầy đại tinh tinh này, nếu cứ kéo dài, lỡ như xảy ra chuyện gì không may, thì không thể bảo đảm an toàn cho đám bạn cùng phòng được. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, vội vàng vẽ một phần chú văn của lôi phù ở trong lòng bàn tay của mình. Lúc này, con đại tinh tinh xông lên trước tiên gầm lên, nhào tới trước mặt Tống Thư Hàng, trong tay của nó còn cầm theo một cây đao dài. Cũng không biết lúc nãy đám đại tinh tinh này giấu vũ khí ở chỗ nào, bây giờ tự nhiên lôi ra hết. Là đao sao, Tống Thư Hàng nắm chuẩn cơ hội, thân hình lóe lên một cái, tông vào trong ngực của con đại tinh tinh kia. Sau đó, hắn giơ tay túm lấy cổ tay của con đại tinh tinh này, chộp vào trường đao trong tay nó. Miệng quát to một tiếng, trưởng tâm lôi. Lôi phù trong lòng bàn tay bị kích hoạt. Trong tiếng lôi điện nố lép bép, trường tâm lôi xuất hiện trong tay của Tống Thư Hàng, sau đó Tống Thư Hàng nện thật mạnh lên lồng ngực của con đại tinh tinh kia. Ô ô ô, con đại tinh tinh kia kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, ngực bị đánh thủng một lỗ lớn, miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Sau khi nó ngã xuống đất thì co giật mấy cái rồi nằm ngay đơ. Đám đại tinh tinh khác thấy thế thì đều tức giận gầm to, điên cuồng nhào về phía Tống Thư Hàng. Hỏa diễm đao, cánh tay cầm đao của Tống Thư Hàng lật lại, kích hoạt kỹ năng hỏa diễm đao ở trên chiếc nhẫn đồng cổ nọ. Trên trường đao có một ngọn lửa bốc lên phừng phừng, Tống Thư Hàng kéo thanh trường đao rực lửa nọ, chân dùng thân pháp quân tử vạn lý hành, xông về phía bầy đại tinh tinh. Tốc độ của hắn quá nhanh, giống như lóe lên một cái đã xẹt qua người 9 con đại tinh tinh ở trước mặt. Ánh sáng của hỏa diễm đao xẹt theo một đường rích rắc. Lúc ánh lửa trên thân đao vụt tắt thì 9 con đại tinh tinh xông tới gần hắn nhất đều ngã xuống huỳnh huỳnh, nối gót con đại tinh tinh đầu tiên, cùng nhau làm bạn dưới suối vàng. Đám đại tinh tinh còn lại lập tức khựng lại hết, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ cực kỳ hoảng sợ. Tống Thư Hàng lợi dụng cơ hội này, vận chuyển tinh thần lực dùng, tinh thần uy áp, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua bầy đại tinh tinh kia. Uy áp đè về phía chúng. Đám đại tinh tinh còn sống lập tức rú lên rất quái dị, quay đầu chạy tứ tán khắp nơi. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không đuổi theo đám đại tinh tinh đang bỏ chạy thục mạng kia. Bỏ chạy là đu rồi, hắn cũng không có sát ý mạnh cỡ đó. Hắn cầm trường đao trong tay, đi về phía đám bạn cùng phòng, chuẩn bị cắt đứt sợi dây trói rồi đánh thức bọn họ. Nhưng khi hắn bước ra được 2 bước thì trên thanh trường đao trong tay hắn đột nhiên lại phát ra quang mang tựa như ngọn lửa. Sau đó, trường đao đột nhiên biến thành từng đốm sáng rơi rớt xuống đất tựa như hạt cát. Tống Thư Hàng sững sờ,
hắn lập tức nhớ tới chuyện Cao Mỗ Mỗ đã nói với hắn lúc ở trên máy bay. Những vị hành khách bị biến mất trên máy bay khi ấy cũng như thế, trên người phát ra ánh sáng giống như ngọn lửa, sau đó hóa thành từng đốm sáng rồi biến mất. Giống hệt như thanh đao này. Tống Thư Hàng lập tức quay đầu lại, nhìn về phía những con đại tinh tinh bị hắn đánh chết kia. Quả nhiên, trên người của con đại tinh tinh bị trưởng tâm lôi và đám đại tinh tinh bị hỏa diễm đao giết chết cũng phát ra ánh sáng giống như ngọn lửa, sau đó biến thành đốm sáng rồi tan biến từ từ. Đây là gì thế này? Tống Thư Hàng nhíu mày. Đám đại tinh tinh này vô cùng chân thực, nhưng cảnh tượng xuất hiện sau khi chúng nó chết lại khiến cho người ta cảm thấy quá đỗi hư ảo. Trông cực kỳ hư ảo, nhưng lại vô cùng chân thật. Lẽ nào đây là thực tại ảo? Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cái sa mạc nóng bỏng của Bạch Tôn Giả. Chẳng lẽ hòn đảo thần bí mà mình đang ở bây giờ là một phiến thiên địa được tạo thành từ thực tại ảo sao? Lẽ nào những nhân vật bị chết trong thực tại ảo đều sẽ biến thành đốm sáng rồi tan biến hay sao? Tống Thư Hàng còn chưa từng thấy cảnh, Tống Thư Hàng bị thích khách giết chết liên tục trong thực tại ảo mới của Bạch Tôn Giả. Cho nên hắn cũng không biết nhân vật bị giết chết trong thực tại ảo sẽ biến thành thế nào. Nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không liên tưởng cảnh tượng trước mắt thành thực tại ảo rồi. Không đúng, hòn đảo thần bí chắc chắn không thể nào là thực tại ảo được. Cổ Hồ Quan Chân Quân và Bắc Hà Tiền Bối trong nhóm Cửu Châu số 1 từng lấy được một số bảo vật trên hòn đảo thần bí. Mặc dù chúng chỉ là một số bảo vật cấp thấp, nhưng hòn đảo thần bí này chắc chắn không thể là thực tại ảo được, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Hơn nữa, dù nó có phải là thực tại ảo hay không thì mình cũng không thể xem thường được bởi vì dù là ở trong thực tại ảo đi nữa, nếu như chết đi thì cũng là thật sự mất mạng. Bởi vì dù nó là ảo giác, nhưng vẫn là hiện thực. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng bước tới nhặt ba lô của mình lên. Lại dùng bảo đao bá toái cắt đứt sợi dây trói trên người của Cao Mỗ Mỗ, Lâm Thổ Ba và Nha Y. Trên người của bọn Cao Mỗ Mỗ đều có vết thương, may mà không ảnh hưởng tới mạng sống. Thư Hàng sờ lên chiếc nhẫn đồng cổ trên tay mình, dùng tinh thần lực kích hoạt pháp thuật chữa trị trên nó. Chiếc nhẫn đồng cổ này, mỗi ngày có thể kích hoạt kỹ năng hỏa diễm đao nhị phẩm 3 lần, số lần dùng pháp thuật chữa trị thì nhiều hơn một chút. Mỗi ngày có thể dùng 8 lần, nhưng chỉ có thể dùng riêng cho từng người, hơn nữa chỉ có hiệu quả của pháp thuật chữa trị cấp 2 mà thôi. Tụ linh trận thì có thể duy trì liên tục mãi mãi. Chấm chấm. Sau khi dùng pháp thuật chữa trị cho ba người Cao Mỗ Mỗ xong, chỉ lát sau thì ba người bọn họ đều lục tục tỉnh lại. Ủa, Thư Hàng, đây là đâu thế? Cao Mỗ Mỗ xoa xoa huyệt thái dương của mình, cậu cảm thấy đầu mình đang đặc quánh như hổ vậy. Ở trên hòn đảo lơ lửng mà bọn mình trông thấy khi còn trên máy bay, Tống Thư Hàng đáp. Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu như nơi này là hòn đảo thần bí thì lúc rời khỏi đây mình sẽ mất hết ký ức à? Khoan đã! Các tiền bối có nói qua, lúc rời khỏi hòn đảo thần bí, đều là các tu sĩ tự mình chủ động lập nên phong ấn ký ức về những đoạn trí nhớ liên quan tới hòn đảo thần bí. Như vậy, nếu như là người bình thường, trong người không có khí huyết, không có cả chân khí lẫn linh lực, vậy bọn họ phong ấn ký ức của bản thân kiểu gì đây? Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương. Thôi vậy, mấy chuyện này để sau hãng nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải nghĩ cách rời khỏi hòn đảo thần bí này cái đã. Về phần rời khỏi hòn đảo thần bí này kiểu gì ấy à, trong đầu hắn lập tức nhớ tới bản đồ của hòn đảo thần bí nhìn từ trên không xuống mà hắn gặp được ở trong mơ. Thảo nguyên, rừng cây, cái hồ hình trăng non và tòa thành cổ khổng lồ nọ. Trước tiên cứ đi tới tòa thành cổ kia xem qua đi đã, biết đâu lại tìm được manh mối rời khỏi hòn đảo thần bí ở nơi đó. Không thể ở bên ngoài quá lâu được, trên hòn đảo này có thứ yêu thú có thể đuổi giết cả linh hoàng kim đan ngũ phẩm đấy. Hòn đảo lơ lửng, Cao Mỗ Mỗ cười khổ nói, tao đang nằm mơ à? Tống Thư Hàng, tao cũng mong là mình chỉ đang nằm mơ. Những người khác đâu rồi? Lâm Thổ Ba nhìn quanh, phát hiện chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Chắc là đã lạc với bọn mình rồi, lúc ấy bọn mình ở trong khoang lái của máy bay, những người khác lại ở phía sau. Cho nên mấy người chúng ta mới ở chung một chỗ, Tống Thư Hàng nói. Nha Y nép mình trong lòng Cao Mỗ Mỗ, hỏi tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước tiên phải đi tìm những hành khách khác cái đã, bạn học Lục Phỉ và chị gái của cô ấy, còn có anh em Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương, cùng với Dây Dây vẫn còn ở khoang hành khách ở đằng sau. Có lẽ bọn họ đang ở chung với những hành khách khác, Tống Thư Hàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ở trên hòn đảo thần bí tràn ngập nguy cơ khắp nơi này, sức của một mình Tống Thư Hàng rõ ràng rất nhỏ bé.
mong là mình có thể đưa bạn bè tới tòa thành cổ kia an toàn. Còn có những hành khách khác nữa, chỉ cần không có ai mang ác ý muốn gây rối thì Tống Thư Hàng cũng sẽ đưa bọn họ tới tòa thành cổ kia. Cũng đúng, trước tiên phải tìm mấy bạn học Lục Phỉ về cái đã, Cao Mỗ Mỗ quen tay muốn đẩy mắt kính, nhưng lúc máy bay gặp sự cố thì mắt kính của cậu ta đã bị rơi mất rồi. Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể sờ sờ mũi, có thấy xác máy bay ở đâu không? Nếu như có sự cố thì chắc phải thấy khói bốc lên chứ. Chúng ta đi tìm chỗ nào Cao Cao nhìn xuống thử xem, mong là có thể thuận lợi tìm thấy bọn họ, Tống Thư Hằng nói. Trong lòng hắn có chút lo lắng, trên hòn đảo thần bí này đầy ắp nguy cơ khắp nơi, ngoài ra, trong lúc tuyệt vọng thì mặt tối dơ bẩn của con người cũng sẽ biến thành một trong số những yếu tố nguy cơ. Mong là sẽ không xuất hiện người nào bị che mờ lý trí. Nỗi lo của Tống Thư Hàng bây giờ chỉ bằng thừa bởi vì những hành khách còn sống sót đều đồng lòng muốn đối phó với đám đại tinh tinh biết tập thể dục theo đài kia. Chấm. Lúc này, ở trong nhóm Cửu Châu số 1. Gần đây, bởi vì mất trí nhớ nên Cổ Hồ Quan Chân Quân ít khi lên mạng, lúc này đột nhiên ngoi lên, Bắc Hà đạo hữu, công ty sản xuất máy tập thể hình của ngươi còn không? Đệ tử trong đạo quán của ta lại phá gần hết mớ máy tập thể hình nữa rồi. Theo khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các môn phái tu chân cũng dùng một số máy móc tập thể hình, để cho các đệ tử nhất phẩm mới nhập môn dùng để rèn luyện thân thể, hiệu quả rất tốt. Bắc Hà Tán Nhân trả lời, ta không có đầu tư vào công ty sản xuất máy tập thể hình. Chỉ là có thuộc hạ của ta hợp tác mở xưởng sản xuất máy tập thể hình với người ta, nên ta đặt hàng một số máy tập thể hình cường độ cao với bọn họ mà thôi. Nhưng 3-4 năm trước, nhà máy sản xuất kia nhảy qua đầu tư bất động sản, nhưng xui xẻo lỗ vốn, nên đã đóng cửa lâu rồi. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Đợi Hoàng Sơn Chân Quân online đi, ta nhớ thuộc hạ của tiền bối có rất nhiều sản nghiệp máy móc, Bắc Hà Tán Nhân nói. Được rồi, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Nếu không được thì ta tự mua một nhà máy sản xuất máy tập thể hình cũng được, Cổ Hồ Quan Chân Quân đáp. Trong lúc hai vị tiền bối đang nói chuyện thì Bạch Tôn Giả online. Cổ Hồ Đạo Hữu, Bắc Hà Đạo Hữu, hai người các ngươi cũng online, đúng lúc ta đang có việc cần tìm các ngươi. Bạch Tôn Giả gửi một cái icon mỉm cười. Bạch Tôn Giả, Bạch Tiền Bối có chuyện gì thì xin cứ việc sai bảo. Bạch Tiền Bối, hai người giúp ta tổng hợp tất cả tư liệu về hòn đảo thần bí kia, cộng thêm một số suy đoán của các ngươi đi. Cổ Hồ Quan Chân Quân nghi hoặc hỏi lại, Bạch Tiền Bối có hứng thú với hòn đảo thần bí kia à? Ừ, ta vẫn luôn có hứng thú với nó, Bạch Tiền Bối trả lời, ngoài ra, chiếc máy bay mà Tống Thư Hàng ngồi vừa mới chui vào bên trong hòn đảo thần bí. Ta cần tìm thông tin về hòn đảo thần bí đó, để xem có thể đưa hắn an toàn rời khỏi đó hay không. Thư Hằng tiểu hữu vào trong hòn đảo thần bí đó rồi sao? Chương 289, xin chào, vết nhơ của đời ta. Đám người Tống Thư Hằng thuận lợi tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn cùng với số hành khách trên máy bay. May mắn thay, trên đường đi không có con yêu thú đáng sợ nào đuổi giết cả. Khi Tống Thư Hằng tìm thấy nhóm hành khách kia thì hắn cũng đần mặt ra luôn. Chỉ thấy có hơn 50 con đại tinh tinh đang bao vây chừng 20 vị hành khách, sau đó, 20 vị hành khách kia bị ép phải xếp thành một đội ngũ có 4 nhóm thẳng thớm. Ở phía trước 20 vị hành khách kia, có một con đại tinh tinh to lớn. Đang đứng múa bài tập thể dục, thời đại vẫy gọi, nó đang đứng làm mẫu. Sau đó, ở đằng sau là 20 vị hành khách với vẻ mặt vô cùng phức tạp, đang múa may tập thể dục theo con đại tinh tinh to lớn kia. Cảnh tượng kiểu gì thế này? Tống Thư Hàng thiếu chút nữa đã muốn trọt mù hai mắt của mình. Cho dù chúng nó có là đại tinh tinh thành tinh đi chăng nữa thì cũng có cần phải nhân tính hóa tới cỡ này hay không? Ở phía sau bầy đại tinh tinh kia, có một ông chú da đen, một ông anh béo, một vị giáo sư già, một tiếp viên hàng không, cùng với đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng là Joseph đã bị bầy đại tinh tinh cột lại như mấy đòn bánh tét, vứt nằm lăn lóc trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Cao Mỗ Mỗ đứng ở trên cao. Nheo mắt lại thành một cọng chỉ. Hắn bị cận thị, nên nhìn xa không được rõ lắm, nhưng vẫn ngồi bổ não tự tưởng tượng thôi cũng có thể biết được chuyện đang xảy ra ở phía trước. Đám đại tinh tinh kia đang dạy hành khách tập thể dục theo đài à. Lâm Thổ Ba lặng lẽ móc điện thoại ra, muốn quay cảnh này lại. Đáng tiếc là khoảng cách xa quá, quay không rõ được, chỉ toàn mấy đốm đen đen. Đang quay phim à, nhà y lẩm bẩm dù nói thế nào đi nữa. Chuyện đại tinh tinh dạy con người tập thể dục cũng hơi khó tin một chút. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên, trong số những người đang tập thể dục, có cậu nhóc không theo kịp tốc độ tập của mọi người, bị chậm mấy nhịp. Lúc này,
Trong đàn đại tinh tinh đang đứng ở xung quanh, có một con đại tinh tinh xông sộc tới như sói đói, xách cổ cậu nhóc kia lên. Đại tinh tinh thuần thục lấy dây cột cậu nhóc kia lại, kéo ra phía sau bầy đại tinh tinh, ném cậu ta vào làm bạn với ông chú da đen, ông giáo sư, vị tiếp viên hàng không và Joseph. Còn có cả trừng phạt nữa á. Thổ ba cảm giác hôm nay tam quan của mình rốt cuộc cũng bị vỡ nát tan tành rồi. Cao Mỗ Mỗ dở khóc dở cười, đây là ở trong phim hành tinh khỉ sao? Cảnh tượng trước mắt quả thật còn hư cấu hơn cả trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng nữa. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, sau đó nhỏ giọng nói, bọn mày đứng im ở đây, để tao đi lên xem. Mày đi xem một mình á, để tao đi với mày, Thổ ba cắn răng nói. Đúng đó, có đi thì mọi người phải đi cùng nhau chứ, Cao Mỗ Mỗ cũng cắn răng nói. Không sao đâu mà, tao chỉ đi lên xem thử thôi. Nếu như có nguy hiểm thì tao sẽ quay về ngay. Bọn mày cũng biết là gần đây tao đang tập luyện mà, nên chạy nhanh lắm, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên rồi nói. Cao Mỗ Mỗ và Lâm Thổ Ba nghe thấy thế cũng cảm thấy đúng lắm, lần trước Tống Thư Hàng còn giành được giải quán quân cuộc thi chạy của trường học mà. Nếu như hai người bọn họ đi cùng, nói không chừng còn thành cản chân hắn nữa. Cẩn thận nhé, tao nghe nói lũ đại tinh tinh kia mà chạy thì tốc độ cũng nhanh lắm, mày phải cẩn thận vào, chú ý an toàn, Cao Mỗ Mỗ dè dặt căn dặn. Tống Thư Hàng gật đầu, bọn mày nhớ nấp cho kỹ, đừng để bị phát hiện nhé. Sau đó, một mình hắn nhanh chóng đến gần bầy đại tinh tinh. Chấm. Trong quá trình tiếp cận bầy đại tinh tinh, Tống Thư Hàng âm thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, điều chỉnh tinh thần lực của mình lên tới trạng thái mạnh nhất. Nói tới chân ngã minh tưởng kinh thì không thể không nói một chút về trạng thái, chân ngã của hắn gần đây phong cách của chân ngã đã bị bóp méo rồi hoàn toàn. Trong thức hải, chân ngã vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Có lẽ là vì tu luyện công pháp, quân tử vạn lý hành, cho nên kiểu tóc của chân ngã lại biến thành kiểu búi cao của thư sinh cổ đại rồi, diện mạo thì tường hòa, mang theo ba phần khí chất thư sinh. Nói thế nào đây nhỉ, thay đổi từ cổ đổ lên của chân ngã khiến cho Tống Thư Hàng rất hài lòng. Nhưng phần phía dưới lại bị én thành kiểu cơ bắp cuồn cuộn, trông giống hệt như mấy vận động viên đi thi thể hình vậy. Từng khối cơ săn chắc, cứng ngắc, gồ ghề, đầy gân xanh. Trên cơ bắp của chân ngã còn loáng thoáng có thứ gì đó màu vàng chiếu sáng lấp lánh. Đây là kết quả sau khi tu luyện, bất động kim cương thân. Hơn nữa, nửa người trên của chân ngã không có quần áo, bên dưới cũng chỉ mặc có mỗi một cái quần cộc bốn màu. Đối với hình dạng này của chân ngã, Tống Thư Hàng đã tuyệt vọng mất rồi, bây giờ hắn chỉ có duy nhất mỗi một mục tiêu, ấy chính là chờ tới ngày mình vượt long môn, hóa hư thành chân. Biến khí huyết trong cơ thể thành chân khí, tới lúc đó, hắn nhất định phải tìm mấy bộ kiếm pháp đạo gia hoặc công pháp nho môn để tu luyện mới được. Nhất định phải thay đổi hình tượng của chân ngã lại mới được. Chấm chấm. Tống Thư Hàng nhanh chóng tới gần bầy đại tinh tinh. Trong quá trình khi hắn tới gần thì lại có 5-6 vị hành khách bị bầy đại tinh tinh trói gô lại ném qua chỗ Joseph vì không theo kịp động tác tập thể dục của con đại tinh tinh cao to nọ. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, tay siết chặt bảo đao bá toái đối phương có hơn 50 con đại tinh tinh, hắn không dám sơ suất, sợ đám đại tinh tinh kia phát điên lên sẽ làm hại tới hành khách. Sau khi tới khoảng cách phù hợp, Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện. Một tay cầm chặt bảo đao bá toái. Đồng thời, hắn vận chuyển tinh thần uy áp, dùng tinh thần lực mà hắn đã tích xúc bấy lâu lại, chuyển hóa toàn bộ trở thành thành uy áp chi lực, đè xuống chỗ của hơn 50 con đại tinh tinh ở trước mặt. Đồng thời, ngón tay của hắn ấn vào trên hộ phù thành phong gia tốc đeo trên cổ, có một tầng linh lực màu xanh quấn quanh người Tống Thư Hàng, khiến tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Tống Thư Hàng cần đợi cho tới lúc đám đại tinh tinh lộ ra sơ hở thì hắn sẽ lợi dụng tác dụng của thanh phong gia tốc để giải quyết phần lớn đám đại tinh tinh thật nhanh. Như thế, thì có thể khiến hành khách thoát khỏi nguy cơ. Tới lúc đó, có thể từ từ giải quyết đám đại tinh tinh còn lại sau. Chấm chấm. Tinh thần uy áp đè xuống chỗ đám đại tinh tinh, cũng bao trùm cả những hành khách bình thường. Trong lúc khẩn cấp, Tống Thư Hàng căn bản không kịp tập trung riêng từng nhóm. Dưới tinh thần uy áp này, toàn bộ đại tinh tinh đều cương cứng lại. Sau một khắc, trong lúc Tống Thư Hàng muốn thi triển hỏa diễm đao tiêu diệt một phần đại tinh tinh thì đám đại tinh tinh đột nhiên rú lên quái dị, khiến cho chim chú tứ tán. Chạy cực nhanh, chỉ mới một thoáng thôi mà đã chạy mất bóng chẳng còn một con đại tinh tinh nào. Tống Thư Hàng cứng đờ lại, hắn đã mở thanh phong gia tốc rồi, nhưng đám đại tinh tinh kia đột nhiên lại vắt giò lên cổ chạy mất tăm. Cảm giác đánh một đấm vào bông thế này đúng là khó chịu cực kỳ.
chẳng lẽ tinh thần uy áp của mình đã đột phá rồi à? Tống Thư Hằng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Sư phò lúc này, Joseph bị trói cứng ngắc như đòn bánh tét thấy Tống Thư Hằng xuất hiện thì hân hoan reo to. Hắn hớn hở giãy giãy nhào về phía Tống Thư Hằng. Còn mấy hành khách đang bị ép phải tập thời đại vẫy gọi hết lần này tới lần khác thì ngồi phịch xuống đất, có người lớn tiếng khóc la, có người vui vẻ cười lớn, cũng có người nằm dạp trên mặt đất, dùng đủ kiểu để phát tiết tâm tình của mình. Là bạn học Thư Hằng, Lục Phỉ và chị gái của cô cũng ngồi phịch trên đất không màn hình tượng, nhìn bóng dáng Tống Thư Hằng. Tuy rằng họ không biết vì sao Tống Thư Hằng vừa xuất hiện thì bầy đại tinh tinh kia đột nhiên bỏ chạy tán loạn. Nhưng mặc kệ chuyện là thế nào, chỉ cần bầy đại tinh tinh kia bỏ đi là đủ rồi. Chấm. Tống Thư Hằng nhìn pháp thuật phụ trợ thanh phong gia tốc trên người mình, sau đó hắn dè dặt bước một bước nhỏ lên trước, linh lực thanh phong trên người bao trùm, khiến cho thân thể của hắn giống như mất đi trọng lực, toàn thân nhẹ hẫng như không. Dưới chân như có gắn lò xò, có lực lượng vô hình nâng hắn nhảy lên. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều hành khách, Tống Thư Hằng nhảy như con châu chấu về phía Joseph. Vị tiên sinh tên Tống Thư Hằng này muốn làm gì đây? Phần lớn hành khách đều không hiểu hắn nhảy như thế để làm gì. Tống Thư Hằng vất vả lắm mới nhảy tới bên cạnh Joseph, xoa mồ hôi, ngồi xổm xuống vươn tay tháo dây thừng cho hắn. Sau đó lại mở dây thừng giúp những người bên cạnh. Ông chú da đen được cởi trói xong thì vui mừng phát khóc. Ông còn cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ vẫn còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Những người bị trói khác cũng có tâm trạng giống hệt như thế. Chấm. Sau khi cứu mấy người bị trói xong, Tống Thư Hằng lại vẫy tay với Lục Phỉ và chị gái của cô ở trong nhóm hành khách. Lục Phỉ và chị gái của cô lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng hỏi, Lục Phỉ, GC và GNN không ở cùng với các người sao? Lục Phỉ lắc đầu. Hình như hai người bọn họ lạc chúng mình rồi, mình còn tưởng là bọn họ ở cùng với cậu đấy chứ. Vậy sao, Tống Thư Hằng nhíu mày, người trên máy bay bị phân ra thành mấy nhóm, chuyện này đúng là đau đầu mà. Mình rơi xuống cùng một chỗ với Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ và bạn gái của cô ta, nhưng không ở cùng với Anhem nhà Gia Cát, để mình đưa mọi người tới chỗ an toàn trước đã. Sau đó mình sẽ nghĩ cách đi tìm GC và GNN sau cũng được, Tống Thư Hằng đáp. Nói xong thì hắn lại đưa mắt nhìn những hành khách xung quanh. Tất cả mọi người không ai có kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã cả, sau khi thoát chết khỏi tay đám đại tinh tinh thì vẫn không biết giữ cảnh giác, ai cũng ngồi phịch trên đất nghỉ ngơi cả. Đừng nói những người hành khách này, bản thân Tống Thư Hằng cũng không có kinh nghiệm sống ở nơi hoang dã cùng lắm chỉ mới xem qua vài chương trình hướng dẫn sinh tồn nơi hoang dã mà thôi. Thôi vậy. Trước tiên cứ đưa Lục Phỉ và những hành khách kia và mấy người Cao Mỗ Mỗ tới chỗ tòa thành cổ kia đã rồi tính. Tống Thư Hằng nghĩ thầm trong lòng. Chấm. Mọi người bình tĩnh lại trước đi đã, Tống Thư Hằng vỗ tay, lên tiếng. Dù sao thì cũng vì Tống Thư Hằng tới nên đám đại tinh tinh kia mới chạy, nên tạm thời các hành khách đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Khụ, tất cả mọi người cũng đã thấy rồi đấy, ở nơi này cũng không an toàn lắm. Ngoại trừ bầy đại tinh tinh kia ra thì vẫn còn những con dã thú khác tồn tại. Trước đó, tôi và bạn tôi đã từng thấy một tòa thành cổ ở chỗ kia. Nếu như mọi người đồng ý đi cùng thì tôi sẽ đưa mọi người tới tòa thành cổ đó, Tống Thư Hằng nói. Mấy người hành khách nhìn Tống Thư Hằng một cái, có vui mừng, có cảm kích, nhưng khó tránh khỏi có người cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của chính mình. Nhưng bây giờ Tống Thư Hằng không quan tâm được nhiều như thế. Nếu như đồng ý đi cùng với hắn, thì trên đường đi hắn sẽ ra tay giúp đỡ chút ít. Nếu như không muốn đi cùng hắn thì Tống Thư Hằng cũng không ép uổng gì. Hắn vẫn chưa tới mức não tàn đi van nài năn nỉ người khác để mình giúp đỡ họ. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, làm những việc mình có thể làm, dù sao thì miễn cưỡng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thực lực là cảnh giới nhất phẩm, ngũ khiếu đã mở được tới nhĩ khiếu. Xem trọng tình cảm, tâm tư tinh tế. Ồ, còn đồng ý chủ động đi giúp đỡ những hành khách còn lại à? Có thuộc tính người tốt sao? Chương 290, con thằn lớn bị thu nhỏ. Cuối cùng, vị giáo sư già kia, bốn cô gái và ba người thư ký hơi béo chọn tự mình lập nhóm đi riêng. Những người khác thì chọn đi theo Tống Thư Hằng tới tòa thành cổ kia. Vị giáo sư già này rất tò mò với hòn đảo kỳ quái này, người khác thì không biết, nhưng ông vẫn có thể biết được mấy loại thực vật thấp bé ở dưới chân mình. Cùng với đám đại thụ chọc trời ở phía xa kia là gì, chúng đều là những loại thực vật đã tuyệt chủng ở trên trái đất này.
những thứ thực vật vốn chỉ có thể xuất hiện ở trên sách vở, bây giờ lại ở sờ sờ ra ngay trước mặt ông. Cho nên, ông chọn ở lại nơi này, muốn nghiên cứu các loài thực vật quý hiếm đó, tốt nhất là có thể mang theo một số mẫu vật quay về theo như ông giáo sư thấy thì chỉ cần biết được tòa thành cổ kia ở đâu là ông có thể đến đó bất kỳ lúc nào. Được rồi, mấy người cuồng nghiên cứu bình thường đều rất lý trí, nhưng khi bọn họ nổi máu điên lên thì không ai cản nổi bọn họ. Trái tim yêu thương nghiên cứu nồng nhiệt của ông giáo sư đang bốc cháy rực lửa, cho dù vừa mới trải qua kiếp nạn đám đại tinh tinh kia thì cũng không cản nổi nhiệt tình nghiên cứu của ông. Còn bốn cô gái và ba người thư ký hơi béo kia thì rõ ràng đều có suy nghĩ riêng của họ. Tống Thư Hàng cũng không muốn ép uổng người ta. Bất quá, trước khi hắn dẫn đoàn người đi thì vẫn chỉ rõ tòa thành cổ kia ở nơi nào cho nhóm người của ông giáo sư biết. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc nhở các người một chút, nơi này rất nguy hiểm, không chỉ riêng gì đám đại tinh tinh kia, mà còn những nguy hiểm lớn hơn nữa đang rình rập, các người tự bảo vệ bản thân mình cho tốt nhé, Tống Thư Hàng nói. Những chuyện có thể làm được thì hắn đều làm cả rồi, lời nhắc nhở cũng rất thẳng thừng. Còn về sau, nhóm người của vị giáo sư này có nghe lời khuyên của hắn hay không, cuối cùng sống hay chết, thì phải xem số mệnh của chính bản thân họ. Chị em nhà Lục Phỉ, Joseph, cậu nhóc kia, ông chú da đen, tiếp viên hàng không hơi béo và 5 người hành khách còn lại đều đi theo Tống Thư Hàng. Sau đó, Cao Mỗ Mỗ, Nhã Y và Thổ Ba cũng chui ra khỏi chỗ nấp, tập hợp với bọn họ. Thư Hàng, khi nãy có chuyện gì xảy ra thế? Cao Mỗ Mỗ xem mà không hiểu ất giáp gì hết, sao mà Tống Thư Hàng nó mới chui ra thì đám đại tinh tinh kia thoát cái đã chạy vắt giò lên cổ hết là sao? Tống Thư Hàng cũng có phải mãnh thú gì đâu, hơn nữa dù có là vua rừng rậm như cọp beo đi ra, đối mặt với hơn 50 con đại tinh tinh khổng lồ mạnh mẽ như thế thì cũng chỉ còn nước cắp đuôi mà chạy thôi. Tao chỉ im im ngóc đầu lên một cái mà thôi, tao cũng chẳng hiểu gì hết luôn, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Hắn chỉ mới bung ra có một cái tinh thần uy áp thôi, ai mà ngờ đám đại tinh tinh này lại nhát cấy như thế chứ. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại nói, đừng nói nhiều nữa, trên hòn đảo này khắp nơi đều có nguy cơ, chúng ta cứ tới chỗ tòa thành cổ kia trốn trước đã rồi hãy nói sau. Cao Mỗ Mỗ yên lặng gật đầu. Đoàn người đi theo Tống Thư Hàng về phía tòa thành cổ kia. Hy vọng có thể một đường bình an, Bạch Tiền Bối, xin hãy chúc ta may mắn đi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Theo như các tiền bối trong nhóm miêu tả, thì linh hoàng ngũ phẩm, thậm chí là cả chân quân lục phẩm đều phải ăn nhiều đau khổ trên hòn đảo này, hắn chỉ là một con gà cùi bắp mới chỉ nhất phẩm, liệu có bị đám yêu thú trên đảo này ngược đãi đến chết hay không? Lúc này, nhất định phải có may mắn hộ thể mới được. Mà nói tới may mắn ấy hả? Cầu ai cũng không hữu dụng bằng cầu Bạch Tiền Bối. Theo như những gì Vũ Nhu Tử đã nói thì cầu nguyện trước Bạch Tiền Bối linh dữ lắm. Chấm chấm. Trên đường đi, Tống Thư Hàng khuếch tán tinh thần lực ra khắp nơi, duy trì bí quyết tinh thần trinh thám pháp. Nhờ vào thứ này, hắn đi đầu đội ngũ, tránh được rất nhiều dã thú hung dữ đang ẩn nấp. Nhưng hắn không sợ gì đám dã thú này, hắn chỉ mong không gặp phải yêu thú mà thôi. Nếu như gặp phải yêu thú thì Tống Thư Hàng đoán chừng tinh thần trinh sát của mình vừa mới chạm tới đối phương thì đối phương đã phát hiện ra đoàn người của mình mất rồi. Tới lúc đó, nói không chừng đám yêu thú ăn thịt kia sẽ có được một bữa no nê luôn. Chấm. Đội ngũ của Tống Thư Hàng nhanh chóng vượt qua bình nguyên, đi tới bên cạnh khu rừng, ở nơi này đã có thể nhìn thấp thấp thoáng bóng dáng tòa thành cổ ở phía xa rồi. Đúng là có một tòa thành cổ, ông chú da đen kích động bật thốt, hóa ra hắn cũng chẳng tin lời Tống Thư Hàng nói lắm, nhưng thấy mọi người đi theo Tống Thư Hàng nhiều thế nên hắn cũng đi theo cả đội luôn. Lục Phỉ khẽ nói, nhìn qua giống như một tòa thành cổ đại của Trung Quốc ấy nhỉ. Đúng là một nơi kỳ lạ, rõ ràng chị Lục cũng rất có hứng thú với nơi này. Bởi vì kích động, cho nên mọi người bất giác có hơi lớn tiếng một chút. Tống Thư Hàng vội vàng giơ tay nói, suỵt, mọi người cẩn thận một chút đi, đoạn đường tiếp theo chúng ta phải đi qua mép rừng đấy, đừng có làm ra tiếng động lớn. Mọi người nhớ tới đám đại tinh tinh đáng sợ, nhưng lại khiến họ dở khóc dở cười kia. Bèn im lặng cố dằn cơn kích động của mình, không dám gây ra tiếng động lớn nào. Sau khi bình tĩnh lại, Tống Thư Hàng dẫn theo mọi người đi tiếp về phía trước. Chấm chấm. Trong tâm lý học có một định luật thế này, nội dung chủ yếu của nó có ý thế này, nếu như mọi chuyện có khả năng biến thành xấu, thì mặc kệ khả năng này thấp tới cỡ nào, nó vẫn sẽ xảy ra. Cũng như tục ngữ có câu, sợ cái gì thì có cái đó. Khi mọi người cẩn thận đi tới, thì đột nhiên, ở bìa rừng cách mọi người chừng hơn 100 mét.
có một sinh vật màu xanh biếc khổng lồ chợt đứng dậy. Đám cây cối ở bìa rừng phải cao hơn 10 mét, nhưng khi sinh vật này đứng thẳng dậy thì nó còn cao gấp rưỡi hàng cây kia. Thân hình to lớn mạnh mẽ, toàn thân mọc đầy vảy cứng rắn, hai mắt lạnh lẽo như băng. Khủng long, Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Nhìn thì giống như thằn lằn hơn, nhưng kiểu như lớn hơn gấp mấy trăm lần ấy. Lâm Thổ Ba rành rẽ mấy loài sinh vật bò sát này hơn, nên nuốt một ngụm nước bọt nói. Xì xì, con quái cao chừng 13-14 mét gì đó thè lưỡi ra, con mắt khổng lồ nhìn về phía mấy người Tống Thư Hàng. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho người ta nhớ tới cảnh tượng khi thằn lằn ăn kiến. Nhưng bây giờ, nhóm người Tống Thư Hàng chính là lũ kiến nhỏ đáng thương đó. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước bọt, thể tích lớn cỡ này, cho dù hắn dốc toàn lực thi triển trường tâm lôi cũng không làm gì được nó. 14 mét, thể tích to cỡ này thật sự khiến hắn tuyệt vọng mà. Hắn âm thầm siết chặt bảo đao bá toái, chỉ có thể xem bảo đao này có thể phá vỡ phòng ngự của con thằn lằn khổng lồ này hay không. Trong lúc Tống Thư Hàng đang định liều mạng nhào tới, đột nhiên, hình thể của con thằn lằn to ùng trước mặt đột nhiên thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được. Cứ thu nhỏ lại mãi từ 14 mét xuống, từ cao hơn một thân cây, biến thành cao chừng một thân cây, rồi lại thu nhỏ lại tiếp, thu nhỏ nữa. Thoát cái đã biến mất không thấy đâu hết. Trong đầu Tống Thư Hàng xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, cho gì thế này? Đây là ảo ảnh à? Nha y nhỏ giọng hỏi. Mọi người gật đầu tán thành, dường như cũng chỉ có lời lý do này là có thể ra ý thích hợp lý vì sao con thằn lằn kia đột nhiên lại biến nhỏ lại, rồi đột nhiên lại mất tăm như thế. Sao cũng được, tôi thấy chúng ta đi tới tòa thành cổ kia cho nhanh thì hơn, Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước bọt, nói. Đồng ý. Tôi cũng thấy thế, mấy hành khách ở sau lưng rõ ràng đã bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ, cặp giò nội bộ nãy giờ muốn rụng rời nay thoáng cái lại khỏe như không. Tiềm lực cũng giống như khe ngực của mấy cô nàng ấy, cứ ép mạnh vào là kiểu gì cũng ra. Chấm chấm. Không phải là loại người tốt cứng ngắc kia. Chương 291, một đao bay đầu. Tống Thư Hàng cõng cậu nhóc kia trên lưng, dẫn tất cả mọi người chạy nhanh về phía tòa thành cổ kia. Bức tường thành của tòa thành cổ này đại để có kết cấu kiểu giống của Trung Quốc. Nhưng tạo hình của bức tường cao lớn kia trông cũng rất kỳ quái, nó được xây theo kiểu bậc thang như kim tự tháp, vô số tầng xếp lên nhau. Mỗi tầng cao chừng 10 mét, tổng cộng có 4 tầng. Ngay cả cổng thành cũng đã có độ cao tới 8 thước, rộng chừng 4 làn xe chạy. Một cánh cửa kim loại to hơn cái cửa đập nước mấy lần đóng chặt cửa thành. Trên cánh cửa kim loại khắc một số hoa văn thần bí, nhìn thoáng qua thì trông giống như một loại trang sức nào đó. Nhưng khi Tống Thư Hàng nhìn thật kỹ lại thì phát hiện ra, mỗi một phần hoa văn đều được sắp xếp với trật tự nhất định. Nhiều hoa văn gộp lại với nhau giống như tạo thành một trận pháp đạo thuật khổng lồ. Cũng không biết trận pháp này có công hiệu thế nào nữa. Quả nhiên, tòa thành cổ này là do tu sĩ xây nên. Có lẽ sẽ tìm được cách rời khỏi hòn đảo thần bí ở nơi này cũng không chừng. Tống Thư Hàng cảm thấy vững lòng hơn hẳn. Lúc này, những người đứng ở phía sau đều kinh ngạc nhìn vách tường cao hơn, cùng với cảnh cửa kim loại nặng nề này cửa lớn thế này, thì phải mở với đóng kiểu gì đây? Thư Hàng, chúng ta phải vào trong đó bằng cách nào đây? Cao Mỗ Mỗ hỏi, chỗ tòa thành này không có ai canh cửa, mà nhìn cánh cửa này cũng không giống cửa tự động, vậy thì đi vào kiểu gì đây? Tao cũng không biết nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tao tới tòa thành cổ này như mọi người mà, Tống Thư Hàng đáp, để tao đi chung quanh tìm thử xem sao, để xem có cách gì để đi vào trong tòa thành cổ này không. Mọi người ngồi nghỉ ở bên cạnh nhé, đừng có đi lung tung. Thực ra thì căn bản không cần Tống Thư Hàng dặn dò, chẳng ai muốn đi lung tung ở đây cả. Con thằn lằn khổng lồ cao mười mấy mét ban nãy đã dọa bọn họ sợ hết hồn rồi, chứ đừng nói gì tới cái đám đại tinh tinh khiến cho người ta dở khóc dở cười kia. Hơn nữa. Mọi người đi một đoạn đường dài ơi là dài từ Thảo Nguyên tới tòa thành cổ này xong thì đã muốn hụt hơi tới nơi rồi. Bây giờ mọi người cố gắng lê bước đi tới tòa thành này rồi, phải ngồi xuống dựa lên vách tường thở hồng hộc kia, căn bản chẳng còn sức đâu nữa mà đi tham thú khắp nơi. Tao vẫn còn sức, để tao đi tìm với mày, Thổ Ba đứng lên, cậu ta thường xuyên vận động, nên khỏe hơn mọi người một chút. Cao Mỗ Mỗ lắc lắc chân, cười nói thế thì để tao đi chung. Tòa thành cổ này to như thế. Có nhiều người đi tìm thì sẽ nhanh hơn. Không cần đâu, mày với Thổ Ba cứ ở lại chỗ này, chăm sóc Nha Y và bạn học Lục Phỉ đi, Tống Thư Hàng cười nói nếu như Cao Mỗ Mỗ và Thổ Ba cũng đi theo hắn.
chỉ còn lại có mỗi mấy cô gái là nha y với chị em Lục Phỉ ở đây thì hắn sẽ lo lắng lắm. Cao Mỗ Mỗ nhìn cô bạn gái nha y đã mệt lã trong lòng mình, thở dài một hơi rồi nói, vậy mày đi một mình thì phải cẩn thận nhé, tao thấy tòa thành cổ này là lạ thế nào ấy. Mày yên tâm đi, tao chạy nhanh lắm, Tống Thư Hàng cười nói. Sau đó, hắn phất tay, đi về phía bên trái, dọc theo bức tường thành. Sư phó ơi, chờ ta với, ta đi chung với người. Đúng lúc này, Joseph nhảy dựng lên, vội vàng đuổi theo Tống Thư Hàng. Thể lực của hắn khá tốt, đi suốt một chặng đường, ngay cả thổ ba cũng chịu không nổi, nhưng hắn thì vẫn còn sung sức lắm. Tống Thư Hàng nhìn vị đệ tử trên danh nghĩa này một cái, cười khổ gật đầu. Joseph hớn hở chạy vội theo cho kịp Tống Thư Hàng. Chấm. Đợi sau khi Tống Thư Hàng và Joseph đã đi xa xong. Thổ ba mới tò mò hỏi, mà này, sao ông chú Joseph này thành đệ tử của Tống Thư Hàng được nhỉ? Hắn đã từng xem cái clip mà Gia Cát Nguyệt đăng lên web trường, thật ra thì gần như toàn bộ sinh viên trong trường Đại học Giang Nam đều xem cái clip đó. Bất quá, điều khiến cho thổ ba ngạc nhiên chính là ông chú Joseph kia gặp Tống Thư Hàng khi nào, rồi tại sao lại thành đệ tử của nó nữa. Còn học bài tập thể dục thời đại vẫy gọi với Tống Thư Hàng, rồi coi nó như tuyệt thế thần công mà tu luyện nữa là sao? Thật ra chuyện này ấy à, mày cứ nghĩ tới cái tính tốt bụng của Tống Thư Hàng đi, xong là ra tiền căn hậu quả ngay thôi mà, Cao Mỗ Mỗ quen tay đưa lên định đẩy kính, nhưng mắt kính đã rơi mất rồi. Nên cậu ta chỉ có thể buồn bực sờ sờ mũi, chắc là lúc trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, Thư Hàng nó rảnh rỗi không có gì làm, nên chui vô góc nào đó trong trường tập thể dục, rèn luyện thân thế, còn cái bài tập thời đại vẫy gọi lại giống mấy chiêu đánh võ trong phim trường ấy mà. Tao đồ rằng ông chú Joseph này vốn đã rất thích công phu Trung Quốc. Sau đó thì sao, trong ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao, ông ấy tới trường Đại học Giang Nam đi tham quan một vòng, tình cờ bắt gặp Tống Thư Hàng nó đang tập thể dục. Rồi thì chắc do ông chú Joseph kia ngộ nhận tưởng đấy là loại võ công nào đó chăng? Sau đó chắc là ông chú Joseph chạy tới năn nỉ Thư Hàng dạy bài tập thời đại vẫy gọi này cho ông, mày nói xem, với cái tính của thằng Tống Thư Hàng, chắc chắn nó sẽ không từ chối cái chuyện còn con như dạy người ta một bài thể dục kiểu thời đại vẫy gọi này rồi, cho nên nó cũng thuận mini ghi dạy bài tập thể dục này cho ông chú Joseph luôn, Cao Mỗ Mỗ suy đoán thử. Quả thật khả năng suy luận của cậu ta không tệ chút nào, quá trình suy đoán này, ngoại trừ phần liên quan tới tu chân ra thì chúng phóc hết. Lục Phỉ đứng bên cạnh gật đầu nói, đúng rồi đấy, mình từng nghe Song Tuyết nói, từ nhỏ ba của cậu ta đã thích xem phim trường rồi. Cũng mê công phu Trung Quốc dữ lắm, sở dĩ ông lấy vợ Trung Quốc, cũng tự học tiếng Trung cũng là vì thích công phu Trung Quốc đấy. Có lý lắm, thổ ba ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, xem ra bọn mình đừng nên vạch trần giấc mơ võ học của ông chú Joseph này thì hơn. Cao Mỗ Mỗ ôm nha y nói, hơn nữa lần này cũng nhờ bài tập thể dục của chú Joseph, mới kéo dài thời gian của đám đại tinh tinh kia được như thế. Mọi người đều gật đầu, nhưng khi nhớ tới quá trình bọn họ bị đám đại tinh tinh kia ép phải tập bài thời đại vẫy gọi thì bọn họ lại cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây đúng là một trải nghiệm khiến người ta đau xót tới mức không thể nào quên được. Tôi quyết định rồi, chờ tới khi tôi sống sót quay về thì mỗi ngày tôi nhất định phải tập bài thời đại vẫy gọi này 3 lần đổ lên mới được, tiếp viên hàng không hơi mập kia siết nắm đấm, tuyên bố hùng hồn. Từ nay về sau mỗi ngày tôi phải tập 10 lần, ông chú da đen kia cũng cười hắc hắc, dùng tiếng Trung bập bẹ nói, tôi còn phải biên đạo bài thời đại vẫy gọi đó thành vũ đạo, truyền bá ra trong giới vũ công mới được. Một nữ hành khách trong có vẻ trí thức cười hì hì phụ họa, tôi về nhà cũng phải tập mỗi ngày một lần, không chỉ riêng bài thời đại vẫy gọi, tôi còn nhớ được bài chim con vỗ cánh nữa. Còn bài tập thế giới thật tươi đẹp với bài nhựa sống tuổi trẻ luôn. Mấy bài tập này hồi đó đi học tôi tập hoài ấy mà, một nam hành khách trẻ tuổi cười nói. Tôi nhớ hồi cấp 3 có học bài tên là điệu múa tuổi trẻ luôn, nhà y cũng cười nói. Mọi người chuyện trò vui vẻ với nhau, phát ra từng tiếng cười giòn giã nhẹ nhàng, dường như cảm giác áp lực trong lòng cũng giảm bớt phần nào. Sau đó, mấy vị hành khách may mắn sống sót bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình. Bản năng con người vẫn là sinh vật quần cư. Tụ thành một nhóm trong lúc nguy nan cũng là một loại bản năng. Trong lúc mọi người đang chuyện trò vui vẻ thì thổ ba đột nhiên chỉ vào một cái bóng đen trên không, kêu to lên, mọi người xem, kia là cái gì? Trên bầu trời, cái bóng đen kia đáp xuống cực nhanh, trông như đang rơi về phía tòa thành cổ. Là chim ưng. Hơn nữa, nó là một con chim ưng khổng lồ. Hai cánh dang rộng phải dài hơn 10 mét, thân thể của nó to như một chiếc trực thăng loại nhỏ.
con thằn lằn ban nãy cũng được, con hùng ưng bây giờ cũng thế. Chẳng lẽ mọi thứ ở trên hòn đảo này đều bị phóng to lên cả à? Hay có khi nào là bọn họ bị thu nhỏ lại không? Không chỉ có một con, đằng sau vẫn còn kìa. Cao Mỗ Mỗ kêu to, ở phía sau con chim ưng khổng lồ kia, vẫn còn có hai cái bóng đen cực lớn đang lao nhanh tới. Mau nấp tới gần cửa thành đi. Lúc này, chị Lục kêu lên thật to. Tuy rằng cửa thành bị đóng kín, nhưng vẫn thừa ra một đoạn chừng nửa mét đủ cho mọi người chui vào tránh né. Tuy rằng đây không phải nơi lý tưởng để nấp, nhưng đành chịu thôi, ở gần tòa thành cổ này, ngoại trừ vách tường kia ra thì ở ngoài là một mảnh bình nguyên, căn bản chẳng có chỗ nào để nấp cả. Tất cả mọi người vội vàng chạy về phía cửa thành, tất cả mọi người chen sát vào nhau, run rẩy nhìn con chim ưng khổng lồ ở trên bầu trời. Ông trời ơi, mong rằng mục tiêu của nó không phải là chúng ta, ông chú da đen tạo hình chữ thập ở trước ngực rồi lẩm bẩm. Chị Lục cười khổ một tiếng, nơi này chỉ có một mảnh bình nguyên rộng lớn, không có bất kỳ thứ gì cả. Ngoại trừ vách tường ra thì chỉ còn có mấy người bọn họ mà thôi. Từ hướng láo xuống của mấy con chim ưng ở trên trời thì có thể thấy, mục tiêu của chúng nó chính là ở dưới vách tường này. Nếu như ở trong thành cổ không có thứ gì làm mồi cho chúng được, thì mục tiêu của đám chim ưng đó chính là mấy người bọn họ. Chấm chấm. Một bên khác, Tống Thư Hàng và Joseph đi dọc theo bức tường một đoạn rất xa, nhưng bức tường này giống như kéo dài liên miên không có điểm cuối, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Cách vị trí cánh cổng thành còn lại theo như Tống Thư Hàng nhớ vẫn còn một đoạn rất xa. Lúc này, nếu như có Bạch Tôn Giả hay Đậu Đậu ở đây thì tốt rồi, có thể ngự kiếm phi hành, chớp mắt một cái là có thể bay tới chỗ cổng thành tiếp theo ngay. Thậm chí, chỉ cần dùng pháp thuật thôi miên mọi người một cái thôi, sau đó dùng một cái pháp thuật đưa mọi người bay qua khỏi cổng thành là có thể tiến vào bên trong tòa thành cổ này rồi. Trong lúc đang suy nghĩ thì trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao, lập tức nhìn thấy có ba con hùng ưng khổng lồ đang bay ở trên không. Một trước hai sau, bay thẳng về phía tường thành. Hai con hùng ưng bay hơi chậm ở phía sau đang phóng tới chỗ cổng thành. Còn con hùng ưng bay khá nhanh dẫn đầu kia thì đang lao tới chỗ Tống Thư Hàng và Joseph. Sư phò, chim chi, có con chim lớn kìa. Joseph cũng trông thấy con hùng ưng khổng lồ trên không trung đang bay về phía bọn họ. Đừng ở đằng sau ta, đừng có nhúc nhích, Tống Thư Hàng trầm giọng nói, tay phải vói về phía đằng sau lưng, cầm lấy bảo đao bá toái. Ở trong mắt người thường thì bảo đao bá toái nó là vô hình. Tuy rằng con hùng ưng ở trên trời có kích thước khá to lớn, nhưng chúng nó vẫn chỉ là dã thú mà thôi, cũng giống như với đàn đại tinh tinh kia mà thôi, không phải là yêu thú, nên chúng nó cũng không thể nhìn thấy bảo đao bá toái này. Rất nhanh, con chim ưng bay khá nhanh kia đã tấn công tới trước mặt Tống Thư Hàng và Joseph rồi. Nó kêu một tiếng thật to, vuốt chim khổng lồ chộp tới chỗ Tống Thư Hàng và Joseph, ý đồ một hơi túm luôn cả hai người bọn họ. Joseph cảm giác hai chân của mình đã nhũn ra. Khác hẳn với khi đối mặt với bầy đại tinh tinh. Tuy rằng lũ đại tinh tinh kia cũng rất đáng sợ, nhưng ít ra mấy con tinh tinh ở thế giới này không khác mấy so với ở bên ngoài. Nhưng con hùng ưng trước mặt này, chỉ riêng sải cánh thôi cũng đã 10 mét rồi. Đây là loại quái vật gì đây chứ? Đúng lúc này, Tống Thư Hàng vỗ nhẹ một chưởng lên người Joseph, dùng nhu kính đụng pháp của kim cương bản quyền pháp. Joseph chỉ cảm thấy thân thể bị hất một cái, sau đó mình bay thẳng ra bên ngoài, đúng lúc thoát khỏi móng vuốt tấn công của con hùng ưng nọ. Nhưng dù bị đập một chưởng vào ngực, nhưng hắn lại thấy không hề đau đớn chút nào. Võ công của sư phụ đã đạt tới cảnh giới thần kỳ cỡ này rồi sao? Nghĩ tới đây, cơn sợ trong lòng Joseph lập tức biến mất. Có sư phụ ở đây thì con hùng ưng khổng lồ này không là cái thá gì hết. Chấm. Tống Thư Hàng vận chuyển thân pháp, quân tử vạn lý hành, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của con hùng ưng nọ. Ngay sau đó, hắn nhảy vọt lên, thuận thế đạp lên móng vuốt chộp tới của con hùng ưng. Dùng vuốt ưng hùng dũng làm điểm mượn lực, Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, thân hình xoay tròn một vòng trên không để tích lực đạo, bảo đao bá toái chém thật mạnh về phía cổ của con hùng ưng khổng lồ, muốn lợi dụng sự sắc bén của bảo đao bá toái để chém bay đầu của con chim ưng khổng lồ này. Phải giải quyết con chim ưng này thật nhanh mới được, bởi vì còn những hai con chim ưng khổng lồ khác đang tấn công về phía cổng thành. Tống Thư Hàng không thể lãng phí thời gian được. Hùng ưng không thể nhìn thấy bảo đao bá toái đang ở trong trạng thái tàng hình trên tay Tống Thư Hàng, nhưng giác quan thứ 6 của dã thú rất nhạy bén, khiến nó cảm nhận được nguy cơ lớn ập tới. Nó vô thức cúi đầu xuống,
dùng mỏ ưng mổ về phía cánh tay của Tống Thư Hàng. Keng! Trong lúc mỏ ưng cắm xuống thì lại va phải bảo đao bá toái. Ảnh lửa xẹt qua, ngay sau đó, mỏ ưng bén nhọn bị bảo đao bá toái chặt đứt ngọt xuất như cắt đậu hủ. Phải biết rằng, bảo đao bá toái dầu gì cũng là bảo đao chấn tông của Nguyệt Đao Tông, có thể chém vỡ phòng ngự của tu sĩ tứ phẩm. Một con hùng ưng bình thường còn không phải yêu thú như nó sao có thể ngăn cản được. Sau khi mỏ bị chặt đứt thì con chim ưng nọ lập tức kinh hãi. Nó chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ. Trong lúc bối rối, nó vỗ cánh điên cuồng, muốn bay lên cao để tấn công thêm lần nữa. Nhưng Tống Thư Hàng sao có thể để nó thoát được kia chứ? Hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng kích hoạt kỹ năng hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn cổ đồng không chút do dự, cổ tay lật qua, lập tức có một ngọn lửa hừng hực bốc lên trên thân đao. Tống Thư Hàng cách không chém về phía cổ của con chim ưng thêm một đao nữa. Ngọn lửa trên bảo đao bá toái bắn ra ngoài, biến thành một đao khí hỏa diễm hình bán nguyệt, chém lên cổ của con chim ưng nọ. Đao khí của hỏa diễm đao chính là đòn tấn công cỡ nhị phẩm, gần bằng với uy lực của tờ kiếm phù mà Tống Thư Hàng từng dùng. Lần này, con chim ưng kia không giữ được đầu của mình nữa rồi. Đầu chim ưng bay lên, miệng vết thương lại bị ngọn lửa đốt trọi, không phun ra lấy một giọt máu nào. Giữa không trung, Tống Thư Hàng quay một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Joseph đứng bên cạnh lau mép, đao khí phóng ra, đây là năng lực cùng loại với phóng nội công với kiếm khí đúng không? Đúng là y chang kỹ xảo hình ảnh trong phim trường luôn. Sau này sẽ có một ngày, ta cũng có thể làm được như sư phò đúng không? Hắn tràn ngập hy vọng đối với tương lai của mình. Joseph, ngươi cẩn thận một chút, ta chạy về chỗ cổng thành cái đã, sau khi Tống Thư Hàng đáp xuống thì lập tức nói. Được, sư phò, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Joseph đáp. Tống Thư Hàng gật đầu, phát huy thân pháp quân tử vạn lý hành, tới mức cao nhất, thân hình xẹt qua như tia chớp, chạy về chỗ cổng thành. Hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn còn dùng được một lần nữa, ngoài ra, trong tay hắn vẫn còn một tờ kiếm phù cuối cùng. Trên bầu trời, hai con hùng ưng còn lại đã sắp tới gần chỗ cổng thành. Chương 292, Tống Thư Hàng thế mà là võ lâm cao thủ thật à. Joseph chỉ cảm thấy lúc sư phụ chạy đi vô cùng tiêu sái, nhìn qua giống như Tống Thư Hàng chỉ đang thong thả dạo bước, nhưng thực tế, tốc độ lại nhanh kinh khủng, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của hắn chỉ còn lại một đốm nhỏ màu đen. Đây cũng là đặc điểm của công pháp nho môn phong độ, nhất định phải giữ được phong độ. Dù choảng nhau nhưng tóc tai vẫn gọn gàng, ấy chính là tu sĩ nho môn. Đây chính là khinh công sao. Joseph mở to hai mắt, bây giờ hắn chỉ cân nhắc mỗi một việc khó khăn lắm mới gặp lại được sư phụ lần nữa, và cũng đã biết được tên tuổi của sư phụ rồi. Vậy mình có nên thuận thế bám sát theo sư phụ luôn không? Tốt nhất là đi tới gần nhà của sư phụ để tiện bề học thêm chút công phu nữa ấy. Chấm. Hơn 10 giây sau, khi Tống Thư Hàng nhanh chóng chạy tới chỗ cổng thành thì hai con chim ưng lớn kia cũng vừa tấn công xuống. Chúng nó vươn vuốt chụp tới, vừa chào một cái đã bắt được con mồi. Một con hùng ưng tóm lấy Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen, một con hùng ưng khác thì tấn công hơi chậm hơn, bắt lấy cô gái trông có vẻ trí thức và tiếp viên hàng không hơi béo nọ. Cao Mỗ Mỗ, nhà y lập tức kêu to, muốn chạy nhào lên. Cũng may là chị gái của Lục Phỉ đứng bên cạnh túm lấy nhà y lại. Sau khi hai con hùng ưng bắt được mục tiêu thì vỗ cánh phành phạch tạo thành gió lớn. Thân thể khổng lồ của chúng nó bắt đầu bay lên trời lần nữa. Bên trong vuốt ưng, Cao Mỗ Mỗ thở dài nặng nề trong lúc nguy hiểm ban nãy, cậu ta đã đẩy bạn gái nhà y của mình ra, còn mình thì bị con chim ưng lớn này chộp lấy. Cậu ta thở dài, cảm giác gần đây mình xúi quẩy quá thể. Kể từ khi cái thằng Gia Cát Trung Dương kia vượt ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài tìm tới cậu thì cái thang điểm may mắn vốn vào hàng cực phẩm của cậu đã tụt xuống không phanh luôn. 10 ngày trước, chú mèo mà cậu nuôi bao năm nay đột nhiên xông ra ngoài đường, bị xe tông chết. Khiến cậu ta rất đau lòng. 9 ngày trước, ba con kim ngư cậu ta vừa mới nuôi, bởi vì mẹ hắn ở không chán quá nên bỏ đồ ăn hơi nhiều, khiến cả ba con no bể bụng mà chết. Khiến cậu ta đau lòng khôn xiết. 8 ngày trước, bộ tiểu thuyết mà cậu ta viết đăng lên mạng từ 2 năm trước, bởi vì tả sơ sơ về chỗ không nên tả, sau đó toàn bộ bị report. Rõ ràng cậu ta đã rất cẩn thận, tả né dữ lắm rồi. Nhưng vẫn bị bắt, khiến cậu ta tan nát cõi lòng. 3 ngày trước, khi cậu ta và bạn gái nhà y hẹn hò đi chơi, thì đột nhiên bị Gia Cát Trung Dương tìm tới tận cửa quấy giày, bị cắt đứt tuần trăng mật. Khiến lòng cậu ta quặn thắt.
Sau đó tới hôm nay, máy bay tự nhiên gặp sự cố, bọn họ phải vội vàng đáp xuống một nơi kỳ lạ. Bây giờ, cậu ta lại bị một con chim ưng bắt lấy. Sau đó, không bao lâu nữa, mình sẽ bị con chim ưng khổng lồ này nuốt vào trong bụng, sau đó sẽ bị nó tiêu hóa, rồi bị nó thải ra chỗ nào đó. Đúng là một câu chuyện quá đỗi thê thảm. Trong lúc Cao Mỗ Mỗ đang suy nghĩ bung bét lung tung thì bên dưới đột nhiên có bóng người chạy tới. Tốc độ của bóng người kia cực kỳ nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của xe hơi. Chính là Tống Thư Hàng. Nhìn thấy thằng bạn tốt cùng phòng của mình, Cao Mỗ Mỗ thầm cắn răng. Cậu ta cố ngăn dòng nước mắt không được khóc, trước khi chết, cậu ta phải giữ lại hình tượng một trang nam nhi hảo hán cứng cỏi cho nhà y mới được. Thư Hàng, giúp tao chăm sóc nhà y thật tốt, kiếp sau bọn mình lại làm ăn hem. Cao Mỗ Mỗ gào lên rất đỗi bi tráng, ra sức hô tay với Tống Thư Hàng. Nhà y ở chỗ cổng thành lập tức bật khóc. Chấm. Tống Thư Hàng thầm cắp răng, vẫn đến muộn mốt bước. Nhưng cũng may là không trễ lắm, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Xuống đây, cho tao. Tống Thư Hàng tức giận gầm lên một tiếng. Tiếng như sấm rền, đinh tai nhức óc, khiến cho con hùng ưng đang tung cánh trên trời cao bị dọa sợ. Thư Hàng, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Cao Mỗ Mỗ ở giữa không trung kêu to, lúc này, con hùng ưng đã kéo bọn họ bay lên cao hơn 10 mét rồi. Hai con hùng ưng vẫn đang ra sức vỗ cánh, lên cao thêm chút nữa thì bọn nó có thể đập cánh bay thẳng lên mây xanh. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nhảy lên chỗ bức tường thành, hai chân đạp lên tường. Sau một khắc, hắn lại chạy men theo bức tường. Bức tường thành cao 40 mét, chia ra làm 4 tầng theo dạng bậc thang. Mỗi tầng cao hơn 10 mét, vách tường thẳng đứng, không có chỗ nào có thể mượn lực được. Cho dù là cao thủ leo núi hàng đầu thế giới tới đây, nếu như không có thiết bị đầy đủ trợ giúp thì cũng chẳng làm gì được trước bức tường này. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng lại đạp lên nó chạy lên như đạp trên đất bằng, cứ chạy thẳng một mạch lên trên. Lúc này, định luật vạn vật hấp dẫn dường như không có hiệu quả đối với Tống Thư Hàng. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, cứ chạy mỗi 10 mét tường thành thì sẽ có một đoạn bậc để cho Tống Thư Hàng mượn lực. Sau đó, hắn có thể nhảy lên một cái, rồi lại chạy băng băng lên bức tường. May mà đoạn tường thành này được xây theo dạng kim tử tháp. Nếu không, lấy tu vi của thân pháp, quân tử vạn lý hành, của Tống Thư Hàng bây giờ, căn bản không cách nào một hơi leo lên bức tường cao cỡ này được. Mọi người đứng bên dưới cổng thành thấy thế thì ai cũng được mặt ra. Dựa vào hai chân thôi mà có thể chạy lên một bức tường thẳng đứng thế này, đây chính là bức tường cao hơn 40 mét đấy. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao? Tất cả mọi người lập tức nhớ tới cảnh ông chú Joseph mặt mày hớn hở gọi Tống Thư Hàng là sư phò. Chẳng lẽ Tống Thư Hàng lại là cao thủ võ lâm thật à? Loại sinh vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết với phim ảnh như cao thủ võ lâm thật sự có thật ở ngoài đời sao? Chỉ trong chớp mắt, Tống Thư Hàng đã chạy lên đỉnh của bức tường 40 mét kia. Lúc này hai con hùng ưng nọ cũng vừa bay tới độ cao này, Tống Thư Hàng đang ở ngang với chúng nó. Ở lại cho tao, Tống Thư Hàng cắn răng kêu to, hai chân của hắn dẫm mạnh lên tường thành, bàn chân giống như có gắn lò xò, bay vọt qua một khoảng cách xa gần 7 mét, đạp về phía con hùng ưng đầu tiên. Con hùng ưng đầu tiên kia đang quắp cô gái và tiếp viên hàng không nọ. Nó hoàn toàn không ngờ trên tường thành đột nhiên lại nhảy ra một sinh vật nào đó, nên hoàn toàn không chút đề phòng nào. Sau một khắc, Tống Thư Hàng đạp một cước thật mạnh lên lưng của con hùng ưng đó. Khí huyết trong bốn khiếu, tâm, nhãn, tị, nhĩ bộc phát. Toàn bộ sức mạnh bị Tống Thư Hàng dồn hết lên trên chân phải. Một cước này mang theo vạn quân chi lực, đạp thật mạnh lên lưng của con hùng ưng kia. Con hùng ưng kêu thảm một tiếng, sau khi bị đạp mạnh, nó bất giác rơi xuống bên dưới. Mà nương theo lực của cú đạp này, Tống Thư Hàng lại bật người nhảy lên thêm lần nữa, hai tay nắm chặt bảo đao bá toái, chém thật mạnh về phía con hùng ưng còn lại. Con hùng ưng chộp lấy Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen này mới là mục tiêu chính của Tống Thư Hàng hắn. Tống Thư Hàng cũng chẳng phải thánh nhân, càng không phải cao tăng đắc đạo, không thể nào xem chúng sinh ngang hàng được. Tuy rằng hắn đều quan tâm lo lắng cho an nguy của cả bốn người bị bắt nhưng so ra, hắn vẫn quan tâm an nguy của thằng bạn cùng phòng là Cao Mỗ Mỗ hơn. Hai con chim ưng này, Tống Thư Hàng đương nhiên muốn giải quyết con chim đang quắp Cao Mỗ Mỗ trước tiên. Tuyệt đối không thể để cho con chim ưng này chạy thoát, nếu không, hòn đảo thần bí này lớn như thế. Khắp nơi đều ngập tràn nguy cơ, tỷ lệ sống sót của Cao Mỗ Mỗ sẽ không tới một phần vạn. Chấm.
phải một chiêu giết chết nó, không thể cho nó có cơ hội chạy trốn được. Hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng vừa ra tay thì lập tức kích hoạt kỹ năng trên chiếc nhẫn cổ đồng không chút do dự. Mỗi ngày chỉ có thể dùng hỏa diễm đao 3 lần, đây đã là lần dùng cuối cùng. Nếu muốn dùng hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn cổ đồng này nữa thì phải chờ đủ 24 giờ đồng hồ sau khi chém ra đao đầu tiên mới được. Ngọn lửa sáng rực bốc lên trong tay Tống Thư Hàng, ngọn lửa phập phồng, đao khí tăng cao. Trong mắt của con hùng ưng kia lộ ra vẻ sợ hãi, bản năng của nó cảm giác được, ngọn lửa trong tay sinh vật nhỏ xíu này có uy lực đủ để giết chết được nó. Không thể để ngọn lửa này chạm phải. Con hùng ưng sợ hãi kêu vang, nó vỗ cánh điên cuồng, lên cao, phải lên cao hơn nữa. Chết đi cho tao, Tống Thư Hàng giơ tay hai chém xuống thật mạnh giống như lần trước. Hỏa diễm đao lại biến thành đao khí hình bán nguyệt .bay về phía cổ của con chim ưng nọ. Nhất định phải thành công đấy, Tống Thư Hàng ở giữa không trung cắn răng nói. Phập, đao khí của hỏa diêm đao chém về phía cổ của con hùng ưng. Con hùng ưng kia liều mạng, dùng hết sức đập cánh, tốc độ vươn cơ ơ của nó ngày càng nhanh hơn. Không thể xem thường ý chí sống còn của bất kỳ sinh vật nào, trong lúc sống chết trước mắt, tất cả các loài sinh vật đều sẽ bộc phát ra được tiềm lực kinh người. Lúc này, con hùng ưng này đã bộc phát toàn bộ tiềm lực của mình. Cơ hồ là trong nháy mắt khi đao mang của hỏa diễm đao chém tới, mắt thấy đã sắp chém trúng cổ của nó, thì đúng lúc này, con hùng ưng kia dùng sức vỗ cánh, thân hình dựng thẳng lên, ra sức ngưỡng cổ ra đằng sau. Đao khí của hỏa diễm đao xẹt qua chỗ cổ của con hùng ưng, đao mang chém gọn một mảng lớn lông cổ với lông ngực của nó. Cổ của hùng ưng túa máu, nhưng nó vẫn giữ được một mảng. Còn chưa ngỏm nữa, Tống Thư Hàng giơ tay trái của mình, trên đó lóe lên ánh sáng của một tờ bảo phù. Hắn đã có chuẩn bị từ trước, dù sao thì hỏa diễm đao chỉ là một năng lực kèm theo của chiếc nhẫn cổ đồng kia, hắn không thể khống chế đao pháp này hoàn toàn theo ý mình được. May mắn chính là hắn vẫn còn một tờ kiếm phù cuối cùng. Tuy rằng dùng một tờ kiếm phù có uy lực tương đương với một kiếm của tu sĩ tam phẩm thế này để đối phó với một con hùng ưng thì hơi phí. Nhưng vì cứu thằng bạn tốt của mình, Tống Thư Hàng không quan tâm nhiều như thế. Kiếm, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng. Nhưng, kiếm khí trong dự đoán lại không hề bắn ra. Sao có thể chứ, lẽ nào kiếm phù mất hiệu lực rồi sao? Tống Thư Hàng nhìn tờ kiếm phù trong tay, sau đó mặt mày trắng bệch. Bởi vì thứ trong tay hắn không phải kiếm phù, mà là một tờ phá tà phù. Lúc này, thân thể Tống Thư Hàng đã mất điểm tựa, đang rơi xuống dưới. Còn con hùng ưng đang quắp lấy cao mỗ mỗ thì vỗ cánh, muốn kéo dài khoảng cách với hắn. Tại sao có thể như thế? Tờ bảo phù trong tay mình sao có thể là phá tà phù được chứ? Bây giờ không đổi kịp nữa, bởi vì mấy tờ bảo phù còn lại đều đang ở trong ba lô rồi. Đáng chết, mình đã chủ quan quá mức, bởi vì sự chủ quan này, nên mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng để cứu bạn rồi. Nếu như một chiêu hỏa diễm đao kia của mình có thể đánh trúng hùng ưng thì mình sẽ không sơ sẩy như thế, nếu như thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút thì kết cục cũng sẽ không như thế. Trong lòng Thư Hàng cực kỳ tức giận. Hắn giận vì sự chủ quan của mình, giận vì thực lực của mình quá yếu kém. Cơn lửa giận này bốc lên ngùn ngụt trong lòng của Tống Thư Hàng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của một mảnh hỏa diễm. Chương 293, Hỏa diễm đao phiên bản đơn giản. Hỏa diễm đao đúng là một loại đao pháp rất bình thường ở trong tu chân giới này. Đẳng cấp của nó vào hàng nhị phẩm, nói cách khác, tu sĩ nhất phẩm thì không thể nào dùng một chiêu này một cách dễ dàng được. Dù là khi luyện chiêu hỏa diễm đao này, lúc thi triển, trên thân đao cũng chẳng có một tia lửa nào lóe lên cả. Chỉ có thể chờ khi tu sĩ chuyển hóa khí huyết chi lực trong cơ thể thành chân khí thì mới có thể vận dụng pháp môn của hỏa diễm đao, biến chân khí thành lửa. Ngọn lửa bốc lên trên thân đao có thể gia tăng lực phá hoại, cũng có thể biến hỏa diễm đao bắn ra ngoài thành đao khí hình bán nguyệt giống như Tống Thư Hàng làm khi nãy. Uy lực cận chiến rất khá, lại có lực sát thương tầm xa không tệ. Ở trong số các đao pháp bình thường của giới tu sĩ thì nó cũng được xem như một loại đao pháp không tệ. Nhưng Tống Thư Hàng từng nhìn thấy lúc ở trong trí nhớ của Lý Thiên Tô, hỏa diễm đao mà Xích Tiêu Tử đạo trưởng đã dùng vô cùng bá đạo. Lúc chém ra một đao thì trên thân đao sẽ bốc lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, ngọn lửa kia có thể thiêu rụi vạn vật, vĩnh viễn không tắt. Đó là một đao nuốt chửng cả đất trời, bao trùm toàn bộ thế giới ở trong biển lửa. Đối mặt với một đao do Xích Tiêu Tử đạo trưởng chém ra,
dù Tống Thư Hàng chỉ đứng một bên xem thôi thì cũng cảm thấy toàn thân nóng rực lên, miệng đắng lưỡi khô, máu chảy trong người như muốn khô cạn. Chấm chấm. Lúc này, trong đầu Tống Thư Hàng lại xuất hiện đoạn ký ức lúc Xích Tiêu Tử dùng nhánh cây làm đao, chém ra một chiêu hỏa diễm đao. Đoạn ký ức này rõ ràng là thế, thậm chí Tống Thư Hàng có thể nhớ rõ từng động tác nhỏ lúc Xích Tiêu Tử di chuyển tay của mình. Nhưng động tác thi triển đao pháp cũng không phải thứ quan trọng nhất chính là đao ý. Khi Xích Tiêu Tử đạo trưởng thi triển một đao kia, ngọn lửa đốt trời, đó chính là ý chí của Xích Tiêu Tử. Lúc này, Tống Thư Hàng tựa như lần đầu tiên thể nghiệm được rõ ràng đao ý của Xích Tiêu Tử. Giữa không trung, hắn bất giác xoay cổ tay, ngu ngơ bắt chước đao ý của Xích Tiêu Tử tiền bối. Sau một khắc, uỳnh, trên bảo đao bá toái có một ngọn lửa bốc lên. Chỉ là ngọn lửa này yếu ớt hơn ngọn lửa do hỏa diễm đao của chiếc nhẫn cổ đồng nhiều, giống như có thể bị tắt ngấm bất kỳ lúc nào, chỉ có một tầng lửa mỏng manh bao phủ bên ngoài bảo đao bá toái mà thôi. Tạm thời chúng ta cứ gọi nó là hỏa diễm đao phiên bản đơn giản hóa đi nhé. Thôi thì sao cũng được, nói chung là Tống Thư Hàng đã thành công rồi. Hỏa diễm đao mà nhị phẩm mới có thể thi triển, hắn lại có thể làm ra được ở cảnh giới nhất phẩm. Khí huyết chi lực trong bốn khiếu tâm, nhãn, nhĩ, tị trong cơ thể ùa vào trên bảo đao bá toái điên cuồng. Ngay cả năng lượng dự bị của linh quỷ trong cơ thể cũng tuôn ào ào vào bên trong bảo đao bá toái không dứt. Ánh mắt của Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào con hùng ưng đang bay trên cao. Hùng ưng bị dọa sợ, đã bay lên cao hơn, còn Tống Thư Hàng thì lại đang rơi xuống, khoảng cách của cả hai bên nháy mắt đã kéo dài ra hơn 10 mét rồi. Hây, Tống Thư Hàng lại vung tay lần nữa, cầm bảo đao bá toái chém nghiêng lên trên. Một ngọn lửa cực kỳ nhỏ bay về phía con hùng ưng kia. Tu vi của Tống Thư Hàng quả thật quá yếu, dù có linh quỷ giúp đỡ, nhưng đao khí của hỏa diễm đao mà hắn dốc toàn lực chém ra cũng không thể tạo thành đao mang hình bán nguyệt được. Chỉ có thể biến thành một đốm lửa nhỏ bay lên, nhìn qua giống như chỉ cần bị gió thổi phất qua một cái là tắt ngay. Đốm lửa này cũng không nhằm vào cổ của con hùng ưng kia nữa, mà bay về phía thân thể to ủnh của nó. Mặc dù ngọn lửa này khá nhỏ, nhìn qua cũng như lất phất là thế, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh. Trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng vừa mới chém nó ra thì một giây sau, nó đã đánh trúng thân thể to lớn của con hùng ưng kia. Lần này hùng ưng không thể nào tránh né được nữa. Thân thể của nó to quá, mặc kệ nó trốn kiểu gì cũng không thể thoát khỏi đốm lửa này. Hơn nữa, lần này bản năng của nó cũng không kích thích, nhắc nhở nó, khiến nó không cảm giác có nguy cơ gì. Bùm! Ngọn lửa nho nhỏ kia đánh lên người của con hùng ưng, sau đó vỡ nát. Cứ vỡ nát như thế, không tạo thành chút thương tổn nào cho con hùng ưng kia sao? Khác xa với một chiêu hỏa diễm đao lúc trước luôn. Chấm. Nhưng Tống Thư Hàng đang rơi xuống lại thầm thở phào một hơi. Hắn nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm của mình. Đúng lúc này, con hùng ưng đang bay trên trời đột nhiên kêu thảm một tiếng thật dài. Nó ra sức giãy giụa vỗ cánh, nhưng thân thể của nó vẫn cứ rơi xuống dưới. Đồng thời, trên lưng nó đột nhiên phụt máu. Một đốm lửa nhỏ cỡ như ánh nến xuyên qua lưng của nó. Đường máu bắn ra giống như tiếng hiệu lệnh tấn công, sau một khắc, trên người con hùng ưng đồng loạt phun ra tới mười mấy lỗ máu. Từng đốm lửa nhỏ xíu bắn ra từ trong những lỗ máu này. Trên mỗi ngọn lửa đều mang theo đao ý ngập trời vừa rồi, khi đốm lửa nhỏ kia đánh lên người nó, cũng không phải bị vỡ nát, mà là trực tiếp bắn vào trong cơ thể của hùng ưng. Đao khí của hỏa diễm đao triệt để cắt đứt sinh cơ của nó từ trong ra ngoài. Trước khi chết, con hùng ưng liều mạng giãy giụa, móng vuốt bất giác cũng buông lơi. Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen kia đồng thời rơi xuống. Thành công rồi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Tiếp theo phải bắt được Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen kia, bằng không, rơi xuống từ độ cao gần 40 mét thế này, thì Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen kia sẽ ngã tan thây mất. Tống Thư Hàng liếc mắt nhìn bức tường thành bên cạnh, bắt đầu tính toán tìm chỗ đặt chân. Tiếp theo. Hắn vỗ nhẹ lên sợi dây đeo trên cổ của mình một cái. Mỗi ngày có thể dùng thanh phong gia tốc 2 lần, đây là lần dùng cuối cùng của hôm nay. Sau khi kích hoạt pháp thuật của sợi dây đeo xong, lập tức có một tầng gió bao phủ lấy Tống Thư Hàng. Thân thể của hắn biến thành nhẹ nhàng hơn, nhưng quan trọng hơn chính là tầng thanh phong bao phủ quanh người hắn khiến cho tốc độ rơi xuống của Tống Thư Hàng giảm lại rất nhiều. Thân thể của Tống Thư Hàng giống như một nhàng liễu, nhẹ nhàng bay bay trên không trung. Đồng thời, hắn vói tay vào móc móc trong ba lô. Chấm chấm. Lúc này, chị em Lục Phỉ, Nha Y,
Thổ Ba và những hành khách khác đứng ở chỗ cổng thành đã há hốc mồm, kinh ngạc đần mặt ra. Biểu diện của Tống Thư Hàng khi nãy hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Chạy lên vách tường dựng thẳng đứng 40 mét, cùng với hỏa diễm đao khí dùng để chém vào người của con hùng ưng kia nữa. Cuối cùng, Tống Thư Hàng vẫn giết chết được một con hùng ưng có sải cánh dài tận 10 mét, đây thật sự là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Hắn thật sự là cao thủ võ lâm sao? Tiếp theo, dù Tống Thư Hàng có giơ tay, đánh ra 18 con kim long, miệng gào, giáng long thập bát trưởng, thì tất cả mọi người cũng chẳng thấy lạ nữa, thật luôn. Mà người kinh ngạc hơn cả những hành khách bên dưới đương nhiên chính là Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen đang rơi xuống từ trên trời. Lúc nãy Cao Mỗ Mỗ còn cho rằng mình sắp tiêu đời rồi. Trong lúc bị con hùng ưng kia quắp bay lên trời, cậu ta thậm chí còn cho rằng nếu như mình chết thì sau này cô bạn gái nha y đáng yêu của mình phải làm sao bây giờ, sau này cô ấy có tìm bạn trai khác hay không, có quên mất mình hay không. Nghĩ tới cảnh đó, Cao Mỗ Mỗ chỉ cảm thấy bực bội, chỉ muốn vò đầu bứt tóc mà thôi. Nhưng nào ngờ, thằng bạn cùng phòng của mình đột nhiên lại biến thân, hóa thành siêu nhân. Vừa có võ nghệ cao cường, lại có thể đạp lên hùng ưng, tay chém ra đao khí bốc lửa. Chỉ trong nháy mắt đã giết chết một con hùng ưng khổng lồ rồi. Đây thật sự là Tống Thư Hàng sao, sao nó uy mãnh dữ vậy cả. Thằng Tống Thư Hàng mà mình quen không thể nào được như vậy. Không phải là nó bị người ngoài hành tinh thay thế rồi đấy chứ. Tâm trạng của Cao Mỗ Mỗ lúc này quả thật giống như ngàn cơn sóng thần xô bờ, cứ hết lượt này lại thêm lượt khác. So với tâm trạng tựa như sóng dậy biển gầm của Cao Mỗ Mỗ thì suy nghĩ của ông chú da đen đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều lắm, heo gục phỉ me. Cứu tôi với, tôi sắp té chết rồi, a. Trong đầu của ông chú da đen lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi, ấy chính là ông không muốn chết, ông muốn sống, ai tới cứu mạng đi. Chấm chấm. Trên bầu trời, Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen rớt xuống cùng với thi thể của con hùng ưng. Tốc độ rất nhanh. Còn Tống Thư Hàng thì có gió của thanh phong gia tốc nâng đỡ nên giảm tốc độ rơi xuống lại. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, từ hơn 10 mét, biến thành chỉ còn chừng 3 mét mà thôi. Chính là lúc này, Tống Thư Hàng rút ra một sợi dây thừng thật dài ở trong ba lô sợi dây thừng này là sợi dây mà đám đại tinh tinh kia dùng để trói đám người Cao Mỗ Mỗ, lúc mở trói hắn tiện tay cầm lấy bỏ vào ba lô luôn. Bởi vì hắn cảm thấy ở nơi như hòn đảo thần bí này, nhất định sẽ phải có lúc cần dùng tới dây thừng, bây giờ đúng lúc phát huy được công dụng rồi. Lúc ấy đám đại tinh tinh kia dùng một sợi dây trói cả ba người Cao Mỗ Mỗ lại thành một cục, cho nên sợi dây này khá dài. Tống Thư Hàng chỉ cầm có một đoạn thôi, nếu lấy đủ nguyên sợi thì ba lô không đủ chỗ nhét. Tiếp theo, Tống Thư Hàng rót khí huyết chi lực còn sót lại trong cơ thể vào bên trong cánh tay, cầm lấy dây thừng ném về phía Cao Mỗ Mỗ. Bạc! Dây thừng nhờ có ảnh hưởng của khí huyết chi lực bay thẳng ra tới chỗ Cao Mỗ Mỗ. Sau đó, Tống Thư Hàng lắc nhẹ cổ tay một cái, sợi dây thừng linh hoạt quấn lấy Cao Mỗ Mỗ. Sau khi quấn lấy Cao Mỗ Mỗ xong, Thư Hàng thở phào, hắn cầm lấy đầu còn lại của dây thừng, làm lại như cũ, cuốn lấy ông chú da đen nọ. Nắm chặt sợi dây thừng, bằng không lỡ có ngã xuống thì đừng có mà trách tôi, Tống Thư Hàng kêu to. Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen kia vội vàng nắm chặt sợi dây thừng. Tống Thư Hàng nheo mắt lại, miệng khép lại, hắn nuốt một viên khí huyết đan. Khí huyết chi lực khổng lồ rót vào bên trong cơ thể của Tống Thư Hàng, khôi phục lại chút sức lực đã bị tiêu hao vì chiêu hỏa diễm đao khi nãy. Ngay bên dưới, con hùng ưng khi nãy bị Tống Thư Hàng đạp xuống lại quắp cô gái và vị tiếp viên béo nọ, điên cuồng vỗ cánh bay lên lần nữa. Lúc Tống Thư Hàng hạ xuống, vẫn luôn cố ý điều chỉnh góc độ, rơi xuống người của con hùng ưng này. Lúc này, con hùng ưng kia đã bay lên tới độ cao gần 25 mét rồi. Tống Thư Hàng một tay cầm dây thừng, thân thể nhờ thôi động thanh phong gia tốc, lúc này đã rơi xuống trên người của con hùng ưng đó. Xuống dưới cho tao, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng, khí huyết chi lực trong tứ đại khiếu huyệt lại dồn hết xuống chân lần nữa, hung hăng dẫm mạnh lên lưng của con hùng ưng. Con hùng ưng này lại sắm vai miếng đệm lót chân lần nữa, nó kêu to một tiếng, thân thể lại rơi xuống dưới tiếp. Nó điên cuồng vỗ cánh, cố gắng kéo thân thể bay lên cao. Đồng thời, nó quay đầu lên, dùng cái mỏ nhọn hoắc mổ về phía đám người Tống Thư Hàng. Tay trái Tống Thư Hàng nắm chặt dây thừng, đồng thời cổ tay lật lại. Bắt trước đạo ý của Xích Tiêu Tử lần nữa, hắn cũng phải xử lý cả con hùng ưng này mới được. Chấm.
Chương 294, nghiệt xúc, cút đi. Ngươi nhìn lầm rồi, đây không phải là hỏa diễm đao bình thường, một giọng nam trầm trầm đột nhiên vang lên, trong giọng nói của người đàn ông kia mang theo chút ý cười, đao pháp này khiến ta nhớ tới một vị bạn cũ từ rất lâu trước kia. Hỏa diễm đao bình thường đã là xài hách rồi, đây không phải hỏa diễm đao bình thường thì chẳng phải xài hách cao cấp hơn à? Ha ha ha, ngươi nói cũng đúng lắm, giọng nam trầm kia cười đáp. Không nói nữa, đám chim ưng đáng ghét kia sắp bị giải quyết xong cả rồi, ta chuẩn bị mở cổng thành đây. Giọng nam trầm kia đột nhiên ngăn lại, đợi một chút đã, ba con chim ưng này chỉ là nhóm đầu tiên của hôm nay thôi, đằng sau vẫn còn một đám đông sắp bay tới đấy. Gạch nối chấm, trước kia không phải chỉ có mấy con thôi à, sao hôm nay lại có nhiều thế, chọc giận ta thì ta sẽ thịt hết cả lũ đấy. Giọng nam trầm kia lập tức luống cuống, đừng mà, đây đều là vật thí nghiệm quý giá cả đấy. Chết vài ba con thì có thể xem như có lộc ăn, nhưng nếu như thịt hết cả bọn thì tiếc lắm, cứ đuổi đám còn lại đi là được rồi. Được rồi, vậy thì đuổi chúng nó đi vậy. Lúc này, bảo đao bá toái trên tay Tống Thư Hàng lại bốc lửa lên lần nữa, đây là hỏa diễm đao phiên bản đơn giản hóa gọi nó là hỏa mini đao. Sau đó, hắn cách không chém ra, một đốm lửa lập tức bay về phía cái mỏ của con hùng ưng. So với đao đầu tiên thì lúc này Tống Thư Hàng đã quen tay hơn chút đỉnh rồi. Ngọn lửa lập tức bén lên mỏ của con hùng ưng, sau đó tản ra lép bép, biến thành 10 đạo đao khí nhỏ như đốm lửa ánh nến, bắn về phía đầu của hùng ưng. Hùng ưng không kịp đề phòng, đầu lập tức bị bắn lỗ chỗ. Hộc hộc hộc, Tống Thư Hàng thở hồng hộc, khí huyết trong cơ thể lại tiêu hao sạch sẽ lần nữa. Cũng ngay lúc này, dược lực của viên khí huyết đan do Tống Thư Hàng nuốt vào bụng ban nãy lại nhanh chóng bổ sung lượng khí huyết bị tiêu hao lại. Con hùng ưng khổng lồ bị chém xong, rơi xuống từ trên không. A, cô gái và vị tiếp viên hàng không ở dưới móng vuốt của con hùng ưng lập tức sợ hãi kêu to, lúc này bọn họ đang ở độ cao chừng 20 mét. Tống Thư Hàng thở dài một hơi. Tiếp theo, hắn dùng lực nhảy xuống, kéo sợi dây túm cao mỗ mỗ và ông chú da đen kia nhảy về phía tường thành kế bên trước. A, lần này tới lượt ông chú da đen và cao mỗ mỗ kêu thảm. Bọn họ bị Tống Thư Hàng kéo, cuối cùng đáp xuống một đoạn tường thành thứ hai. Lúc rơi xuống có bị đập vài cái, nhưng không bị thương gì. Hai người ngồi chờ ở đây, Tống Thư Hàng nói xong thì lại nhảy xuống lần nữa, bay về phía con hùng ưng đang rơi xuống kia. Có lẽ vì con hùng ưng này trực tiếp bị bắn lủng đầu. Cho nên sau khi chết móng vuốt của nó vẫn ghim chặt, túm chặt lấy cô gái và người nhân viên hàng không kia. Muốn cứu hai người bọn họ ra thì phải chặt đứng vuốt ưng trước, rồi mới đưa bọn họ ra được, nhưng căn bản không đủ thời gian để làm thế. Vậy thì chỉ có thể lơ anh dụng thân thể khổng lồ của con hùng ưng này mà thôi, Tống Thư Hàng lập tức nảy ra chủ ý trong lòng. Tống Thư Hàng vò tới dưới người của con hùng ưng, quát khẽ một tiếng, quyền pháp căn bản một. Nhờ có Thanh Phong gia tốc giúp đỡ, hắn đánh một quyền thật mạnh lên người của con hùng ưng, đánh nó lật ngửa lại. Hùng ưng khổng lồ trở mình giữa không trung, giữ tư thế chổng vó lên trời, tiếp tục rơi xuống dưới. Lúc này, cách mặt đất chừng 10 mét. Có thân thể khổng lồ của con hùng ưng giúp giảm sóc, chắc là sẽ không chết người đâu nhỉ. Đáng tiếc là chỉ có thể dùng Thanh Phong gia tốc có 2 lần thôi, nếu không, lúc này lại dùng một cái Thanh Phong gia tốc lên người con hùng ưng này, làm giảm tốc độ rơi xuống thì hai người nằm trong vuốt ưng cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng không thể làm được gì nữa. Hắn chỉ kịp thuận thế leo lên người của con hùng ưng khổng lồ kia, mượn lực thi triển thân pháp, quân tử vạn lý hành, sau đó, hắn dùng lực nhảy về phía đoạn tường thứ nhất. Còn phải đưa cao mỗ mỗ và ông chú da đen xuống nữa. Thư Hàng, mau, mau lên, lúc này, cao mỗ mỗ đứng trên tường thành đột nhiên kêu to lên đầy lo lắng. Chỉ thấy cậu ta giơ tay chỉ lên trời cao, có thể thấy ở phía trời xa, có một đám chấm đen nhỏ đang bay về phía tường thành này. Nhìn qua chắc phải có hơn 10 con. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy da đầu dần dần. Hắn lập tức ném sợi dây thừng lên trên, để cho cao mỗ mỗ và ông chú da đen kia chụp lấy. Sau đó, hắn leo lên chỗ cao mỗ mỗ. Chấm. Lúc này, thi thể của hai con hùng ưng khổng lồ lần lượt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Chúng ta xuống dưới thôi, Tống Thư Hàng một tay vịn lấy cao mỗ mỗ, một tay thì túm lấy ông chú da đen. Xuống kiểu gì bây giờ? Cao mỗ mỗ tò mò hỏi lại. Chỗ này cao phải hơn 20 mét, không phải là trực tiếp nhảy thẳng xuống đấy chứ. Chạy xuống dưới,
Tống Thư Hàng nói xong thì túm chặt lấy Cao Mỗ Mỗ và ông chú da đen, dưới chân toàn lực thi triển thân pháp, quân tử vạn lý hành, chạy xuống dọc theo vách tường. Cao Mỗ Mỗ há hỏng kêu to. Không phải do cậu ta nhát gan, mà đây là bản năng của con người, giống như bị đập trúng mũi thì sẽ chảy nước mắt vậy. Khi con người bị người ta túm lấy, đầu dưới chân trên, sau đó chạy phăm phăm xuống từ một chỗ cao hơn 20 mét, mặc kệ là ai cũng sẽ hoảng sợ kêu to mà thôi. Loại cảm giác này còn kích thích hơn cả chơi nhảy bungee, ít nhất đi nhảy bungee người ta còn được cột một sợi dây. Lần này ông chú da đen bên cạnh không sợ hãi kêu to nữa, ông ấy chỉ nhắm tịt mắt lại, ôm chặt cánh tay của Tống Thư Hàng. Chấm. Mấy giây sau, Tống Thư Hàng mang theo hai người bọn họ an toàn đáp xuống đất. Đi tới chỗ cổng thành trốn đi, Tống Thư Hàng nói, đồng thời hắn cũng đi tới bên cạnh thi thể của con chim ưng khổng lồ kia. Cô gái và người tiếp viên kia vẫn còn sống, bọn họ đang giãy giụa leo ra khỏi móng vuốt của con chim ưng khổng lồ kia, người tiếp viên thì bị móng vuốt của con chim ưng cào rách ra vài chỗ. Cô gái kia còn thảm hơn chút nữa, trước khi chết con chim ưng còn siết chặt vuốt, thiếu chút nữa đã siết gãy eo của cô. Nếu không phải vì cô gầy hơn tiếp viên nọ thì bây giờ đã bị bóp lòi phèo luôn rồi. Tống Thư Hàng nhảy lên thi thể của con chim ưng khổng lồ kia, túm lấy cô gái và người tiếp viên. Đưa bọn họ nhảy xuống khỏi thi thể của con chim ưng. Đi thôi, Tống Thư Hàng nói. Trên bầu trời có hơn 10 con chim ưng khổng lồ đang bay tới. Nghĩ tới số lượng tận 10 con, Tống Thư Hàng cảm thấy da đầu tê dần. Giết có 2 con chim ưng thôi mà hắn đã phải vật vã như thế, nếu như 10 con bay tới thì hắn không dám chắc mình có thể bảo vệ được mọi người. Ngoài ra, đám người Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương vẫn còn đang ở bên ngoài nữa. Chấm chấm. Ở chỗ cửa thành, nhà y nhào vào lòng Cao Mỗ Mỗ khóc giống lắm, nắm tay nho nhỏ đấm thùm thụp lên ngựa Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ hạnh phúc tuôn trào, nhỏ giọng an ủi bạn gái của mình. Ông chú da đen kia nấp vào phía sau nhóm người, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn cũng coi như đáng thương, mới ló mặt ra đã bị bầy đại tinh tinh kia trói lại, tiếp theo cũng mới ló mặt ra lại bị con chim ưng khổng lồ kia túm lấy. Hôm nay chắc chắn không phải ngày tốt lành của hắn. Sau khi cô gái và người tiếp viên kia chạy tới chỗ cổng thì trên mặt lộ vẻ vui mừng vì sống sót sau kiếp nạn. Đứng im đó đừng có chạy lung tung, trên trời lại có thêm chim ưng bay tới kìa, Tống Thư Hàng đi tới chỗ cổng thành, mở miệng nói. Sắc mặt của mấy người hành khách kia cứng đơ, ép mọi người vội vàng nấp sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con chim ưng khổng lồ đang đến gần. Lại nói, có phải mình đã quên điều gì rồi không nhỉ? Tống Thư Hàng đứng ở chỗ cổng nghĩ thầm trong bụng, cứ cảm thấy hình như chỗ này thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Nghĩ ra rồi, là Joseph. Joseph vẫn chưa về, vẫn còn đang trên đường quay lại chỗ cổng này. Đừng có xảy ra chuyện gì nhé. Mà này, bây giờ chúng ta giống như đang chơi diều hâu bắt gà ấy nhỉ. Đám chim ưng khổng lồ trên trời kia là diều hâu, chúng ta là gà con, Tống Thư Hàng thì là gà mẹ nhỉ. Lúc này, cô nàng Lục Phỉ kia đột nhiên chớp chớp mắt. Lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cứng ngắc quay đầu lại, cười khổ một cái với cô nàng Lục Phỉ kia. Cô nàng này đúng là lạc quan thật đấy, chuyện tới nước này rồi mà vẫn còn nói đùa được. Khụ khụ, tôi không phải gà mẹ, tôi phải là gà cha mới đúng, Tống Thư Hàng cảm thán, tôi là con trai mà. Hi hi, Lục Phỉ bật cười. Hành khách nhìn về phía bóng lưng Tống Thư Hàng cũng không phải dạng đô con cao lớn gì, nhưng trong mắt mọi người lúc này. Bóng dáng của hắn vô cùng cao lớn, khiến cho người ta cảm thấy an lòng dù sao thì kế bên tường thành vẫn còn thi thể của 2 con chim ưng khổng lồ nằm đó, tô điểm cho bản lĩnh của Tống Thư Hàng. Đám chim ưng khổng lồ trên bầu trời ngày càng tới gần hơn. Bất quá, khi chúng nó bay tới một độ cao nhất định thì không hề lao thẳng xuống như lúc này nữa. Mặc dù chỉ số thông minh của chim ưng khổng lồ rất thấp, nhưng khi chúng nó nhìn thấy 3 cái xác của đồng loại nằm trên mặt đất thì chúng nó cũng sẽ cảnh giác. Chúng nó bắt đầu bay lượn vòng vòng trên không để thăm dò. Chấm chấm. Tống Thư Hàng siết chặt bảo đao bá toái, trong miệng ngậm một viên khí huyết đan, để có thể bổ sung khí huyết bất kỳ lúc nào. Đúng lúc này, phía trên tường thành đột nhiên vang lên một hồi âm thanh kỳ lạ. Nghe qua thì giống như có cái chốt gì đó được mở ra, sau đó có thứ gì đó bị đẩy ra. Âm thanh nó cũng không vang lắm, chỉ có người đã mở được nhĩ khiếu như Tống Thư Hàng mới có thể nghe thấy. Là vũ khí phòng ngự của tòa thành cổ này bị khởi động sao? Tống Thư Hàng nghe thấy xong thì trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Lúc này,
trên bức tường của tòa thành cổ vang lên tiếng ù ù chói tai, âm thanh đó nghe qua giống như tiếng rẻ lúc mở loa, cực kỳ chói tai. Mấy hành khách đứng sau lưng Tống Thư Hàng lập tức bịt kín lỗ tai lại. Nhiệt xúc, cút đi, đúng lúc này, một giọng nói cực lớn vang lên. Giọng nói này bừng bừng khí thế, uy nghiêm mà lại nặng nề. Bất quá, ngoại trừ có hơi bị lớn tiếng một chút ra thì âm thanh này cũng chẳng có lực lượng gì đặc biệt cả. Tống Thư Hàng còn đang thấy nghi hoặc thì đám hùng ưng trên trời lại liều mạng vỗ cánh, vội vàng bay tán loạn chạy thoát thân, tựa như nghe thấy tiếng động gì đáng sợ dữ lắm. Trong nháy mắt, hơn 10 con hùng ưng đã bay xa tít, chỉ còn lại một chếm đen nhỏ ở giữa không trung, sau đó biến mất tăm. Tống Thư Hàng cảm giác biến hóa kiểu này y chang trong phim vậy. Là chủ nhân của tòa thành cổ này thông qua thiết bị nào đó tương tự như loa để đuổi đám hùng ưng này à? Xem ra, chủ nhân của tòa thành cổ này đã phát hiện ra sự có mặt của nhóm người bọn họ rồi. Tống Thư Hàng suy tư xong thì thu hồi bảo đao bá toái, sau đó xoay người về phía tòa thành cổ, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, vãn bối Tống Thư Hàng, vô cùng cảm kích. Lại có âm thanh chói tai phát ra. Sau đó, nhiệt xúc, cút đi. Vẫn là cái giọng nói vang dội kia, khí thế ngời ngời kia, hũng vĩ kia. Tống Thư Hàng. Má, chẳng lẽ, nhiệt xúc, mà chủ nhân của tòa thành cổ này nói không chỉ riêng gì đám chim ưng kia, mà còn có ý bảo bọn họ cút đi à? Trong lúc Tống Thư Hàng đang rối rắm thì một lúc sau. Âm thanh kia lại vang lên lần thứ ba. Nhiệt xúc, cút đi. Vẫn là cái giọng nói vang dội kia, khí thế ngời ngời kia, hũng vĩ kia. Chương 295, yes, no. Trong lúc có ngàn vạn con đà mã tung vó chạy ầm ầm trong lòng của Tống Thư Hàng thì sau lưng lại có tiếng của Thổ Ba vang lên, Thư Hàng mày mau nhìn kìa, có chữ viết xuất hiện trên cánh cửa kim loại. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn thử, thì lập tức trông thấy trên cánh cửa kim loại được khắc hoa văn kia chợt hiện lên một lớp màn sáng. Trên lớp màn sáng này xuất hiện một dãy văn tự kỳ lạ. Chữ viết này không phải chữ Hán, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Đức, càng không phải là chữ Nga hay bất kỳ thứ ngôn ngữ thông dụng nào trên thế giới cả. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều có thể đọc hiểu nghĩa của chúng. Ngươi có nhớ nhà không? Ngươi muốn cảm nhận rõ sự ấm áp của gia đình hay không? Có muốn quay lại mái nhà mà ngươi ngày nhớ đêm mong hay không? Hỡi đứa con tha phương, hãy chọn đi là yes hay no? Hãy chọn đi, hãy chọn đi. Ba chữ này, quanh quẩn trong đầu mọi người tựa như có ma tính. Tất cả mọi người đưa mặt nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Tống Thư Hàng. Từ khi tận mắt trông thấy Tống Thư Hàng một mình chém chết hai con hùng ưng xong, khi đối mặt với cảnh tượng quỷ dị trước mặt, các hành khách lại nghĩ tới Tống Thư Hàng đầu tiên. Tống Thư Hàng khẽ cau mày, sau đó nói ra suy đoán của mình, có khi nào đây là cách để mở cửa không? Hoặc có thể, đây là cách để rời khỏi hòn đảo này thì sao? Sự lựa chọn xuất hiện trên cánh cổng kia có thể là cách để mở cửa. Nhưng ngữ khí của dòng chữ này giống như có ý muốn đưa người ta về quê nhà hơn. Thổ Ba đề nghị, hay là bọn mình cứ nhấn yes thử xem. Nếu như cửa mở thì chúng ta cũng có thể đi vào trong tòa thành cổ này rồi. Đợi tí đã Thổ Ba, lỡ như đây là cách rời khỏi hòn đảo này thì sao? Nếu vậy thì sau khi rời khỏi hòn đảo, chúng ta sẽ tới nơi nào đây? Còn nữa, cách rời khỏi nơi này sẽ là gì đây? Liệu có phải dưới chân đột nhiên có một lối đi, để chúng ta rơi xuống lối đi đó? Cao Mỗ Mỗ ôm bạn gái nhà y của mình, lo lắng hỏi lại. Mọi người lại quay sang nhìn Tống Thư Hàng lần nữa. Tống Thư Hàng nhún vai, tôi không biết. Hắn cũng có phải nhà tiên tri hay quả cầu ma pháp vạn năng đâu mà. Lúc này, ông chú da đen kia mới bước lên, cười ha hả, mặc kệ là mở cửa hay là về nhà, cái nào tôi cũng thích hết. Để tôi thử xem yes, tôi muốn về nhà. Tôi muốn quay về. Nói xong, ông chú da đen kia ấn mạnh lên mục chọn yes. Sau một khắc, ông chú da đen đột nhiên cảm giác toàn thân của mình trở nên ấm áp. Ấm áp qua đi, giống như được quay về với vòng tay ấm áp của mẹ yêu khi còn bé. À, đây là sự ấm áp của gia đình sao? Ông chú da đen cao giọng nói. Nhưng mấy hành khách đứng xung quanh lại nhìn ông chú da đen với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông chú da đen cúi đầu nhìn thân thể của mình, ôi chết tiệt. Trên người của hắn bốc lên một tầng quang mang trông như ánh lửa, cảm giác ấm áp khi nãy hắn cảm nhận được chính là do loại ánh sáng trông như ánh lửa này mang tới. Hơn nữa, loại ánh sáng trông như ngọn lửa này nhìn quen quá.
đây không phải loại ánh sáng xuất hiện trên người của mấy hành khách lục tục bị biến mất trên máy bay hay sao? Sau khi ánh sáng này bùng lên thì những hành khách kia đều biến thành đốm sáng tan biến mất tăm, sống chết không rõ. Đây mà là sự ấm áp của gia đình á. Ấm áp con em mày, ấm áp ông nội mày, ấm áp cả họ nhà mày. Cuối cùng, ông chú da đen quay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, gương mặt đen thui được ánh sáng kia chiếu rọi trông cũng có vài phần thần thánh lắm. Chú em này, anh thế này là sắp chết rồi phải không? Tống Thư Hàng im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời, chắc là ông anh sắp rời khỏi hòn đảo này rồi đấy. Thử nghĩ xem, có lẽ những người bị biến mất trên máy bay cũng không phải đã chết, mà là bị đưa ra khỏi máy bay. Không chừng đợi một lát nữa khi ông anh tỉnh lại thì sẽ quay về nhà mình đấy. Cho dù có chết, thì ít nhất cũng phải an ủi tâm hồn của ông chú da đen này một chút mới được. Nếu như trong lòng còn mang oán niệm thì sau khi chết sẽ biến thành oán quỷ thì sao? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì trên tường thành lại phát ra âm thanh ù ù kia tiếp. Sau đó, lại là cái giọng nói cực kỳ khí thế kia vang lên, nhiệt xúc, cút đi. Vừa mới dứt lời thì thân thể của ông chú da đen kia biến thành đốm sáng bắt đầu tiêu tán tựa như những hạt cát. Ông chú da đen phối hợp đến thế là cùng. Phác, cả lò nhà mày mới là nhiệt xúc. Ông chú da đen quay sang giơ ngón giữa với bức tường thành, dùng chút sức lực sau cùng của mình gào lên một tiếng. Tống Thư Hàng, Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ, những hành khách còn lại. Phải nói, tiếng Trung của ông chú da đen này tốt thật đấy, ngay cả cái từ mắng người hơi ít xài nhưng nhiệt xúc này mà cũng nghe hiểu được luôn. Dạo gần đây mấy người nước ngoài đang có phong trào đi học tiếng Trung à? Chấm, ông chú da đen kia nhanh chóng biến mất dạng. Tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này, cậu nhóc kia mới quay sang nhìn Tống Thư Hàng, anh Thư Hàng, ông chú da đen đó đã về nhà thật rồi sao? Đôi mắt của cậu nhóc đen láy và trong veo. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu cậu ta, anh cũng không biết chắc nữa, có lẽ là đã quay về, có lẽ là đã bị biến mất rồi. Cảm ơn anh Thư Hàng, cậu nhóc kia cười thật tươi, sau đó cậu ta đột nhiên chạy tới chỗ cánh cửa, nhón chân lên, cố vói bàn tay nho nhỏ ấn lên chỗ chữ Yes một cái. Tạm biệt mọi người. Em đi tìm ba và mẹ đây, trên người cậu bé ánh lên vầng sáng tựa như ngọn lửa kia, quay sang vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Ba và mẹ của cậu bé này đều đã hóa thành đốm sáng tan biến trên máy bay rồi. Cậu nhóc này vẫn luôn đi theo mọi người, không khóc không quấy, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, hoàn toàn khác với thằng nhóc tiểu hòa thượng no mặt mày nghiêm túc hiểu chuyện, nhưng trong khung lại là một đứa nhóc quậy phá ở nhà Tống Thư Hàng, đây mới là kiểu trẻ ngoan mà Tống Thư Hàng thích. Thuộc kiểu, nhòm mà muốn bế về nhà nuôi quá. Chấm. Cậu bé kia cũng biến mất trong vầng sáng. Ngoại trừ ông chú da đen với cậu nhóc kia ấn nút yes chọn rời khỏi đây xong, những người còn lại chỉ đứng im một chỗ, không ai bước lên thử cái lựa chọn này như bọn họ. Dù sao thì cũng không bảo đảm rằng sau khi nhấn yes thì sẽ được rời khỏi hòn đảo nhỏ này, hay là trực tiếp biến mất vĩnh viễn trong đốm sáng kia, nên đương nhiên mọi người không dám chọn bậy rồi. Mạng sống chỉ có một mà thôi. Đây cũng không phải như trong game, chết đi vẫn có cơ hội sống lại. Nếu như chọn yes là biến mất thì có lẽ chọn no sẽ mở cửa đấy, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn bước lên một bước, chuẩn bị ấn vào mục no kia. Đợi đã Thư Hàng, đúng lúc này, Thổ Ba bước lên kéo Tống Thư Hàng lại, để tao thử đi, nếu mày chọn no xong lại hóa thành đốm sáng biến mất thì lỡ như lát nữa đàn chim ưng kia lại tấn công bất ngờ thì ở đây chẳng ai đối phó với chúng nổi. Nên cứ để tao thử đi. Không được, cứ để cho tao thử đi, Tống Thư Hàng nói khẽ, ít nhất thì tao cũng có chút thủ đoạn, dù có bị hóa thành đốm sáng thì tao cũng có cách đối phó. Trong lúc nói chuyện, có một bóng người chạy sộc vào, thở hồng hộc, là Joseph đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng. Sư phò à, để ta, sư phò có chuyện cần, cứ để đệ tử lo, Joseph giơ tay kêu to. Sau đó, hắn chạy nhanh tới chỗ cánh cửa, giơ tay ấn lên chữ no. Con gái của Joseph đã bị biến mất ngay trên máy bay, cho nên nếu như có bị hóa thành đốm sáng thì hắn cũng không bận tâm lắm. Có lẽ cũng tiện đi tìm con gái mình luôn. Còn nếu như không biến thành đốm sáng thì có thể tiếp tục đi theo Tống Thư Hàng thêm một quãng thời gian nữa, chẳng thiệt đi đâu hết. Sư phò, sau khi Joseph ấn lên chữ no kia xong thì nói, nếu như chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này, thì chừng đó ngươi có thể đồng ý cho ta được chuyển tới ở gần nhà ngươi được không? Joseph nhân cơ hội nói ra lời thỉnh cầu của mình. Trước kia, hắn trông thấy Tống Thư Hàng dùng một quyền đánh không khí nổ lép bép, hắn cũng thấy kích động muốn chết. Hắn cảm thấy,
nếu như sinh thời có thể đạt tới cảnh giới cỡ đó của Tống Thư Hằng thì dù có chết cũng không có gì phải hối tiếc hết. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy một chiêu hỏa diễm đao phóng thẳng lên trời giết chết con chim ưng kia, khiến nhiệt huyết toàn thân của hắn trôi trào. Công phu Hoa Hạ có thể làm được tới cỡ này. Đây đã không chỉ là công phu nữa rồi, điều này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi người thường rồi. Joseph nghĩ thầm trong lòng, nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, cho dù có muối mặt thì cũng phải nghĩ cách đến ở gần nhà của sư phụ mới được. Hắn quyết định rồi mặc kệ Tống Thư Hằng có đồng ý hay không, đợi sau khi rời khỏi hòn đảo này, nhất định phải tới gần nhà Tống Thư Hằng mua một căn nhà mới được. Được, Tống Thư Hằng sảng khoái đồng ý. Có thêm một người hàng xóm cũng tốt. Hơn nữa, đợi tới một ngày nào đó, nếu như hắn tu luyện có thành tựu, thì cũng sẽ đưa cả nhà rời khỏi trần thế. Hắn cũng từng nghĩ rồi, nếu như tới lúc đó giữa hắn và Joseph mà có duyên sư đồ thật thì hắn sẽ giúp một phen. Nếu đã như vậy, thì Tống Thư Hằng đương nhiên sẽ không bận lòng trước mong muốn chuyển tới làm hàng xóm với hắn của Joseph. Joseph lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn. Một lúc sau, ủa, sao không có hiệu quả gì thế này? Joseph nghi hoặc hỏi, hắn đã ấn cái phần no này cả buổi rồi, sao chẳng có chút phản ứng gì hết thế này? Joseph nghi hoặc, lại tiếp tục ấn mạnh lên phần chữ no kia mấy lần nữa. Vẫn không có phản ứng gì sao? Lại ấn tiếp. Bốp bốp bốp, Joseph ấn liền tù tì mấy chục lần. Lần này, rốt cuộc cũng có phản ứng. Màn sáng trên cánh cửa lại xuất hiện một dòng chữ, ấn cái con khỉ ấy mà ấn, gấp đi đầu thai à. Không thấy cửa chính nó dày nặng như thế, cần tốn thời gian mới mở được nó ra à. Joseph, Tống Thư Hằng, Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Nhà Y, chị em Lục Phỉ, những hành khách còn lại. Bất quá, nếu chọn no là mở cửa thì chẳng lẽ chọn yes là trực tiếp đưa người ta về nhà thật à? Cao Mỗ Mỗ sờ sờ mũi nói. Dù sao thì kể từ sau khi con hùng ưng kia xuất hiện xong, tam quan mấy chục năm của bọn họ đã vỡ nát tan tành cả rồi. Có lẽ, hóa thành đốm sáng kia thật sự có thể đưa người ta truyền tống xuyên không gian để quay về nhà chăng? Mấy thứ như tam quan này, lập lên thì khó. Chứ mà lúc vỡ thì cũng nhanh lắm, đấy là do phá hoại bao giờ cũng dễ dàng hơn gầy dựng lên mà. Chương 296, đơn giản như này, cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Nhưng bây giờ, trên người của tiếp viên hàng không nọ chẳng có ánh lửa nào bùng lên hết. Lẽ nào đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Cô tiếp viên béo béo kia nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, màn sáng trên cánh cửa lại hiện lên một hàng chữ khác, đừng có ấn ta nữa, ấn nữa là ta sẽ trở mặt đấy. Cô tiếp viên hàng không béo kia bị dọa sợ hết hồn, bây giờ cô ta thật sự bị dọa sợ chết khiếp, nhảy dựng về phía sau, Tibi đứng sau lưng cô ta thiếu chút nữa đã bị xô ngã ra đất. Ước chừng hơn 2 phút đồng hồ sau, cánh cổng kim loại nặng nề phía trước từ từ kéo lên. Có điều cánh cổng này cũng không hoàn toàn mở ra hết, chỉ kéo lên tới độ cao khoảng 2 thước thì dừng lại. Độ cao cỡ 2 thước như thế này cũng đủ cho mọi người đi vào nhưng mà lúc bước qua cánh cổng này thì vẫn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Cánh cổng kim loại khổng lồ như vậy treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cảm giác sơ sẩy một cái thôi là nó sẽ rớt thẳng xuống ấy, nếu lỡ mà nó rơi xuống thật. Thì người đứng bên dưới sẽ chết thảm lắm, có khi lại trực tiếp bị đè nát bét luôn ấy chứ. Vậy nên các hành khách đều bước qua cánh cửa thành treo lủng lẳng trên cao, sợ mình chạy chậm thì cánh cửa sẽ rơi xuống mất. Sau khi bình yên vô sự đi qua cổng thành xong, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mọi người đều tò mò nhìn vào bên trong thành. Bên trong cổng thành là một con đường rộng tít tắp, kéo thẳng vào bên trong. Hai bên đường trồng những cây cổ thụ cao hơn 10 mét, còn có cả một dòng suối nhỏ trong veo. Mà đứng bên cạnh cánh cổng thành này, có một lão giả mặc đồ cổ trang đứng chờ, giống như lão giả đã đứng đây đợi mọi người từ lâu rồi. Sau lưng lão giả còn có 15 người đàn ông cường tráng khỏe khoắn. Hoan nghênh các vị anh hùng đến từ phương xa làm khách ở nơi này của chúng ta. Lão giả mặc đồ cổ trang nghênh tiếp nhiệt tình, bắt đầu từ dây đứng đầu tiên, sau đó bắt tay toàn bộ mọi người vô cùng nhiệt tình. Lão giả này quá nhiệt tình như vậy, để cho mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không kịp thích ứng. Tới cuối cùng, khi lão giả mặc quần áo cổ trang kia nắm lấy tay của Tống Thư Hằng thoáng nhíu mày lại nhãn khiếu của hắn đã mở, cho nên có thể thấy được một vài chi tiết nhỏ. Hắn chú ý tới, ban nãy, khi lão giả này nắm tay từng người hành khách, tư thế, nụ cười, ngữ khí toàn giống hệt nhau. Đặc biệt là khi lão giả mặc đồ cổ trang luôn miệng nói, hoan nghênh,
hoan nghênh, ngay cả tiết tấu nhanh chậm và ngữ khí gần như không hề thay đổi gì. Loại cảm giác này không khỏi khiến Tống Thư Hàng nhớ lại cái giọng nói lặp đi lặp lại phát ra từ trên tường thành khi nãy, hành động của lão giả mặc đồ cổ trang này giống hệt như kiểu được lập trình sẵn như thế. Sau khi bắt tay Tống Thư Hàng xong, lão giả kích động nói, cảm tạ các vị anh hùng, cũng nhờ các ngươi đã giúp chúng ta ngăn chặn đợt tấn công của bầy chim ưng kia. Nói xong hắn dùng sức vỗ tay thật mạnh. 15 người đàn ông cao to mạnh khỏe sau lưng của hắn cũng vỗ tay thật mạnh. Cảm giác quái dị trong lòng Tống Thư Hàng lại càng rõ ràng thêm lúc 15 người đàn ông mặc đồ cổ trang kia vỗ tay, động tác giơ tay, chạm tay đều giống hệt nhau như khuôn đúc, giống như những người máy tinh vi vậy. Xin ông chớ khách khí, chúng ta cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi, Tống Thư Hàng thử thăm dò hắn vẫn hoài nghi không biết cái, hòn đảo thần bí, to lớn này có phải là thứ giống như thực tại ảo hay không, cho nên hắn mới thử thăm dò, để xem lão giả trước mặt này có đáp lời với mình hay không. Nếu như đối phương chỉ nói phần của mình mặc kệ câu hỏi của hắn thì đây rất có thể chính là thực tại ảo. Dù thế nào đi nữa thì mọi người cũng vẫn là anh hùng, chúng ta rất lấy làm cảm kích. Lão giả đối đáp rất nhanh. Sau đó, lão giả mặc đồ cổ trang lại nói thêm, không biết các vị có đồng ý cho chúng ta làm thịt mấy con súc sinh kia hay không, mặc dù mấy con súc sinh đó luôn làm phiền chúng ta. Nhưng chúng nó quả thật là món ngon rất hiếm có đấy. Các anh hùng vừa đi đường mệt nhọc, đúng lúc cũng cần thịt của những con súc sinh kia tẩm bổ một chút, giảm bớt mệt mỏi. Thế thì lão nhân gia cứ thoải mái làm chủ đi, đúng lúc chúng ta cũng đang đói bụng đây. Ngoài ra, xin lão nhân gia ngài có thể sắp xếp cho chúng ta một chỗ để mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát được hay không? Tống Thư Hàng lại hỏi dò lần nữa. Không thành vấn đề, trong tòa thành này cái gì không có, chứ chỗ nghỉ thì muốn bao nhiêu cũng có hết. Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả, tuy rằng tòa thành này rất lớn, nhưng phần lớn đều bỏ trống mà thôi. Trong lúc nói chuyện, lão giả mặc đồ cổ trang nhẹ nhàng phất tay một cái, 15 người đàn ông cường tráng kia lập tức tiêu sái đi ra khỏi thành. Trong đó 10 người phân làm hai tổ, khiêng hai con chim ưng to tướng bị Tống Thư Hàng giết chết. Còn 5 người khác đi dọc theo về phía bên trái tường thành, chắc muốn mang con chim ưng đầu tiên mà Tống Thư Hàng đã giết. Xin mời các vị anh hùng đi theo ta dẫn các vị đi vào nơi nghỉ ngơi, lão giả mặc đồ cổ trang lại nói, sau đó xoay người đi tít ở phía trước. Tất cả hành khách còn lại đều nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đáp, đi theo đi. Thật vất vả lắm chúng ta mới vào thành được, đương nhiên chúng ta phải đi vào một chuyến rồi. Chấm chấm. Dọc theo đường đi, lão giả mặc đồ cổ trang vẫn tràn đầy nhiệt tình như trước, lúc dẫn đường, còn không ngừng giới thiệu về tòa thành cổ tráng lệ này với Tống Thư Hàng. Lão giả mặc đồ cổ trang giới thiệu rất kỹ càng, thậm chí ngay cả một tấm bia đá trong tòa cổ thành đều được hắn kể ra lai lịch rõ ràng, bao gồm cả những lịch sử liên quan tới nó nữa, hành khách bên cạnh không ai xen mồm nói vào được. Tống Thư Hàng và lão giả vừa nói vừa cười, gật đầu phụ họa. Sau đó, nói mãi, đột nhiên, Tống Thư Hàng mỉm cười lên tiếng nói, lão nhân gia, người có đi đại tiện không? Ha ha, quả nhiên tiểu hữu cũng cho là như vậy à, lão giả mặc đồ cổ trang vuốt râu cười. Đối thoại, không khớp rồi. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề lại càng thêm thất lễ, lão nhân gia, mẹ người có phải là đại hầu tử không? Những lời này, Tống Thư Hàng nói rất mơ hồ, với lại tốc độ cũng hơi nhanh, nếu như có vấn đề thì hắn có thể vin cớ nói rằng mình buột mồm nói bậy, vốn đang định hỏi, lão nhân gia, chỗ các ngươi có con khỉ nào không? Mới đúng. Tất cả hành khách đứng bên cạnh đều ngây ra, không biết Tống Thư Hàng đang làm gì. Thế nhưng, lão giả mặc đồ cổ trang giống như không nghe thấy những lời mà Tống Thư Hàng vừa mới nói vậy, vẫn nở nụ cười như cũ. Lão còn nhiệt tình kéo tay của Tống Thư Hàng. Tiếp tục thân thiết giới thiệu về một phiến liễu trước mặt với Tống Thư Hàng, tới đây, anh hùng, người xem cây liễu kia mọc tốt không? Đừng xem thường bọn nó nhé, bọn nó đã có lịch sử lâu đời hơn 100 năm rồi đấy, nghe nói mỗi năm hái chồi non của nó xuống, phối chung với vài loại dược liệu khác thì có thể chế thành một loại rượu trà có tác dụng cường thân kiện thể đấy. Câu hỏi ban nãy bị lơ rồi à? Nhưng đoạn đối thoại này, vẫn có vấn đề. Trong lòng Tống Thư Hàng có chút áy náy, lại làm ra vẻ nhiệt tình. Nói thử, cha của ngươi là Đại Tinh Tinh. Ha ha ha, anh hùng cũng thấy gốc cây này rất tốt đúng không? Lão giả mặc đồ cổ trang vui mừng vuốt râu. Tống Thư Hàng gật đầu, vẻ mặt khen ngợi, ngươi là Đại Mã Hầu. Ha ha ha, anh hùng nói có đạo lý a. Lão giả cười trả lời. Tất cả hành khách đứng bên cạnh đều choáng váng, bọn họ ngoáy lỗ tai,
không biết là Tống Thư Hàng lên cơn điếc hay là lão giả mặc đồ cổ trang kia lên cơn nữa. Hay có khi nào cả thế giới đều điếc hết cả rồi không? Quả nhiên, đối thoại đã bị phá hỏng rồi. Tống Thư Hàng dùng sức xoa xoa khuôn mặt, quả nhiên lão giả mặc đồ cổ trang trước mắt này có vấn đề. Rõ ràng hắn đang vận chuyển theo một trình độ được dựng sẵn. Lúc ở cổng thành, ông ta có thể đối đáp lưu loát như thế, rõ ràng là giống như kiểu mấy robot trò chuyện nhận diện mặt, sẽ căn cứ vào những từ ngữ mấu chốt, lại thêm vẻ mặt của đối tượng, sau đó sẽ chọn lời trả lời chính xác. Sau khi vào thành xong, lão giả mặc đồ cổ trang bắt đầu mở ra hình thức giới thiệu về tòa thành cổ. Dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu về những thứ ở bên trong tòa thành cổ với bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nói chen vào được. Dù cho không phải là thực tại ảo thì có thể lão giả mặc đồ cổ trang này cũng là một thứ tương tự như khôi lỗi có trí năng. Mà thôi, bắt nạt một con người máy trò chuyện thế này căn bản chẳng có chút cảm giác thành tựu gì hết. Cứ trực tiếp hỏi về chuyện mình muốn biết luôn cho rồi. Lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, những hành khách chọn đáp án yes ở cổng thành thì sẽ được đưa thẳng về nhà à? Tống Thư Hàng hỏi dò. Đáp án trên cổng thành gì? Đó là cái gì thế? Lão giả mặc đồ cổ trang quay đầu lại, hỏi với vẻ nghi hoặc. Lẽ nào, lão giả mặc đồ cổ trang không có quyền trả lời về vấn đề này à? Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp, vậy lão nhân gia này, chúng ta phải làm sao thì mới có thể rời khỏi nơi này đây? Lần này, tất cả các hành khách đều nhìn về phía này với ánh mắt mong ngóng. Rời khỏi nơi này à? Lão giả mặc đồ cổ trang chỉ vào tòa tháp cao nhất ở trong thành cổ, có nhìn thấy tòa tháp cao cao đó chứ? Ở đó có một trung tâm giao dịch lớn, mặc kệ là ai, đều có thể dùng thứ gì đó trên người của mình để vào đó giao dịch, hòng đổi lấy thứ mà mình muốn. Không lừa trên gạt dưới, tuyệt đối trao đổi ngang giá. Có thể đổi được cơ hội rời khỏi nơi này ở trong đó sao? Tống Thư Hàng lập tức hỏi tới. Lão giả mặc đồ cổ trang lắc đầu, đã nói là không lừa già gạt trẻ, trao đổi đồng giá, thì sao có thể dùng cơ hội rời khỏi nơi đây để uy hiếp người ta được? Chỉ cần hoàn thành một lần giao dịch ở trong tòa tháp cao đó thì mặc kệ là giao dịch gì cũng được, chỉ cần làm xong thì có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Tống Thư Hàng ngây ra. Đơn giản như vậy thôi á. Nếu đơn giản như vậy, thì tại sao các tiền bối ở trong nhóm Cửu Châu số 1 lại gặp phải đủ loại kiếp nạn trên hòn đảo thần bí này như thế, tuy rằng chẳng bị vết thương nặng gì, nhưng cũng trải qua mấy trận ác chiến luôn ấy chứ. Cuối cùng còn rơi vào kết cục tự mình phong ấn ký ức để rời khỏi nơi này nữa là sao? Lẽ nào nơi các tiền bối tiến vào không phải cùng một chỗ với mình sao? Hay có khi nào kiểu mở phó bản của các tiền bối không đúng? Chúng ta đến rồi, đây này là nơi lão phu cai quản, mọi người có thể tùy ý ở lại trong các phòng ốc ở chỗ này. Một lát nữa, đợi mấy người trẻ tuổi kia làm thịt nhổ lông lũ súc sinh kia xong rồi thì ta sẽ trổ tài cho mọi người nếm thử. Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả nói, còn làm một động tác xào rau nữa. Làm phiền lão nhân gia rồi, Tống Thư Hàng đáp lời. Mặc dù chỉ là một nhân vật trí năng mà thôi, thế nhưng đúng là làm được đại ân cho mọi người, để bọn họ biết cách quay về, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực với tinh thần lực xong, hắn có thể đi tìm hai anh em Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương về đây, sau đó thông qua tòa tháp cao kia để rời khỏi đây. Như vậy, xin mời các anh hùng nghỉ ngơi thật tốt. Lão phu tạm thời không quấy rầy mọi người nữa, lão giả mặc đồ cổ trang nhiệt tình cười nói. Mọi người cũng khách khí nói vài câu với lão giả. Lão giả mặc đồ cổ trang xoay người định rời khỏi, thế nhưng... sau khi đi được hai bước, thì hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, cầm lấy tay của Tống Thư Hàng, nhiệt tình lắc lắc. Đồng thời, hắn dùng thanh âm chỉ có mỗi mình Thư Hàng mới có thể nghe thấy để nói, hoan nghênh đã tới thiên giới đảo, Tống. Thư Hàng. Mong ngươi chơi vui vẻ. Chương 297, ta chính là cửu đăng 300 năm trước đã xỉnh xịch ngươi đây. Sau khi nhiệt tình bắt tay Tống Thư Hàng xong thì lão giả mặc đồ cổ trang tỏ ra khá thỏa mãn, tung tăng rời khỏi, để lại một mình Tống Thư Hàng hóa đá bay theo gió. Thổ ba nhìn thấy mặt Tống Thư Hàng được ra thì nghi hoặc hỏi, Thư Hàng, lão nhân gia kia đã nói gì với mày thế? Không có nói gì hết. Lão nhân gia chỉ bảo bọn mình chơi vui mà thôi, Tống Thư Hàng đáp. Chỉ nói vậy thôi à? Thổ ba lại càng nghi hoặc hơn, vậy mày làm cái bản mặt trông như mới bị người ta hấp diêm xong là sao? Tống Thư Hàng vỗ vai thổ ba thật mạnh, thổ ba này, mai mốt về đi học lại ấy, tới giờ ngữ văn mày phải giỏng tai lên mà nghe giảng cho kỹ nhé. Cái ví dụ của mày khi nãy chả ăn nhập khỉ gì hết. Thổ ba,
Lúc này, Cao Mỗ Mỗ lại nói, mà nói này, mày có cảm giác mấy lời của lão nhân gia khi nãy đã nói không đáng tin chút nào không? Thật sự có thể thông qua giao dịch trong ngọn tháp của tòa thành này là có thể lấy được cơ hội rời khỏi hòn đảo này sao? Cho dù trước kia Cao Mỗ Mỗ chưa từng gặp phải mấy chuyện thần quái thế này bao giờ, nhưng ở trong phim và game, mỗi khi gặp phải kịch bản phim hay phó bản có nội dung tương tự như thế, thì có cái nào vượt qua dễ thế đâu. Tống Thư Hàng cười nói, mặc kệ là thật hay giả, mình cứ qua đó xem là biết. Bọn họ nhất định phải rời khỏi hòn đảo thần bí này, cho nên mặc kệ chuyện lão giả mặc đồ cổ trang kia nói là thật hay giả, bọn họ đều phải lên ngọn tháp kia xem thử mới được. Mọi người im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa tháp trong ngôi thành cổ này. Lúc này, cô gái trông có vẻ trí thức kia tò mò hỏi, các cậu nói xem, đợi sau khi chúng ta bước vào trong tòa tháp đó, người trong đó sẽ giao dịch thứ gì ô view chúng ta đây? Trên người chúng ta có thứ gì thích hợp để giao dịch với người ta à? Từ sau khi mọi người gặp tai nạn rơi máy bay xong, vất vả lắm mới leo ra khỏi cái xác máy bay kia, lại gặp ngay bầy đại tinh tinh quái dị nọ. Hành lý của mọi người vẫn còn đang ở trên máy bay, mấy thứ mang theo bên người thì chẳng được bao nhiêu. Cô gái kia vừa mới nói xong thì rất nhiều hành khách đều biến sắc. Cô tiếp viên hàng không lập tức sờ sờ móc móc trên người mình, lấy ra được mấy tờ danh thiếp, một cái thẻ mua sắm, một chiếc khăn tay, điện thoại, và một chum chìa khóa. Toàn mấy thứ linh tinh. Cô lập tức mếu máo, liệu khu giao dịch trên tòa tháp đó có nhận mấy thứ này không đây? Không riêng gì cô, rất nhiều hành khách đều sờ soạng lục lọi khắp người mình, sau đó ai cũng mếu máo y chang rõ ràng, thứ trên người bọn họ cũng không khá khẩm hơn tiếp viên kia là mấy. Cái tòa tháp thần bí kia cũng có phải vựa ve chai đâu, liệu họ có chấp nhận giao dịch mấy thứ này không đây? Một hành khách nữ lý nhí nói. Hay là chúng ta quay lại chỗ máy bay lấy lại chỗ hành lý trên máy bay nhỉ? Chúng ta đi kiểu gì bây giờ, cô đừng có quên trên trời vẫn còn một đàn chim ưng khổng lồ, trong rừng thì có một con thằn lằn khổng lồ đấy. Ông anh định nhảy thi với bầy đại tinh tinh ban nãy cười khổ nói, hơn nữa, cô đừng quên là vẫn còn lũ đại tinh tinh quái gì kia. Có vẻ như trí lực của bầy đại tinh tinh đó khá cao, nói không chừng đồ đạc trên máy bay của chúng ta đã bị chúng nó cố mất rồi. Mọi người nhớ tới đám đại tinh tinh kia. Không khỏi thở dài nặng nề. Đừng nghĩ nhiều làm gì, lát nữa ăn chút đồ ăn để cho lại sức xong thì đi vào tòa tháp đó xem thử. Nói không chừng chúng ta lại có sẵn thứ trong đó cần giao dịch thì sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Thật ra thì từ khi bước vào thành cổ tới nay, Tống Thư Hàng vẫn luôn suy tư tại sao hòn đảo thần bí này, hoặc gọi đúng hơn là thiên giới đảo này lại khiến cho nhiều hành khách bình thường đi lên đảo như thế. Lúc đầu hắn hoài nghi không biết có phải vì mình hay không. Có lẽ thiên giới đảo muốn kéo hắn lên đảo, còn những người hành khách này chỉ là bị chịu tội oan thôi, đây không phải là vì hắn tự kỷ. Dù sao thì hắn cũng là tu sĩ duy nhất trên máy bay, nếu như thiên giới đảo mà chọn ra mục tiêu thì khả năng kẻ đó là hắn sẽ cao nhất. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng lắm. Nếu như thiên giới đảo thật sự chỉ muốn kéo hắn lên trên đảo thôi thì có thể trực tiếp chộp riêng mình hắn lúc ở trên máy bay luôn rồi. Cho dù không thể làm được như thế thì thiên giới đảo này cũng có thể khiến cho toàn bộ hành khách trên máy bay biến mất, chỉ trừ lại mỗi mình Tống Thư Hàng trên máy bay cũng được rồi. Điều này thiên giới đảo hoàn toàn có thể làm được kia mà. Cho nên, có khi nào thiên giới đảo này có dụng ý gì đặc biệt cho nên mới cố ý chọn nhóm hành khách này ra rồi đưa tới đây? Nếu thế thì dụng ý đó lại là gì đây? Lúc này, khi hắn nghe lão giả kia nhắc tới khu giao dịch trong tòa tháp, thì trong lòng hắn chợt động. Nảy ra mưu kế thế này. Có khi nào là trên người số hành khách ở lại mang theo thứ gì đó khiến cho thiên giới đảo này cảm thấy hứng thú hay không? Nhưng trên người chúng tôi đâu còn thứ gì đáng giá nữa đâu, cô tiếp viên hàng không nhìn mấy thứ tạp nhạp trong tay mình, cô không tin là sẽ có người muốn giao dịch lấy mấy thứ này. Đừng sợ gì cả, tóm lại là đợi lát nữa đi lên tòa tháp kia xem xong rồi hãy tính tiếp. Có lẽ trên người chúng ta còn cất giấu bảo vật gì đó mà ngay cả bản thân của chúng ta cũng không biết thì sao? Tống Thư Hàng mở miệng an ủi. Tất cả hành khách đều an tĩnh lại, im lặng chờ dưỡng sức. Sau đó, thi thoảng lại có hành khách lặng lẽ nhìn về phía, quân tử vạn lý hành giá trị vũ lực mà Tống Thư Hàng thể hiện ra lúc giết chết con hùng ưng kia quả thật rất rung động lòng người, khiến cho các hành khách đều dục dịch. Bọn họ cũng giống như Joseph, hận không thể xin đi theo bên cạnh Tống Thư Hàng để học được mấy chiêu. Chỉ là bọn họ không mặt dày được như Joseph, nên nhất thời không biết phải làm thân với Tống Thư Hàng kiểu gì. Nhưng không sao cả, dù sao thì bọn họ cũng đã biết về sự tồn tại của Tống Thư Hàng.
đợi khi có cơ hội rời khỏi hòn đảo này rồi lại kiếm dịp nào đó móc nối quan hệ với Tống Thư Hằng cũng được. Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Còn mấy người bạn cùng phòng có quan hệ tốt với Tống Thư Hằng như Cao Mỗ Mỗ và Thổ Ba thì lại không muốn làm khó Tống Thư Hằng nữa. Dù sao thì ngày tháng bọn họ ở chung với Tống Thư Hằng hãy còn dài. Chấm chấm. Chừng 10 phút sau, lão giả mặc đồ cổ trang lại xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy hắn đeo tạp dề của đầu bếp, hai tay cầm một con dao chặt lớn, máu dính be bét khắp người, trên mặt mang theo một nụ cười rất rợn người. Mấy hành khách nữ nhìn thấy bộ dạng của lão giả mặc đồ cổ trang thì lập tức liên tưởng tới mấy tình tiết trong phim kinh dị, ai nấy cũng bị dọa hết hồn la hét liên hồi. Lão giả mặc đồ cổ trang vẫn giữ nguyên nét mặt cùng với nụ cười đáng sợ đó, nói như một NPC, những anh hùng đáng kính, ba con súc sinh kia đã được nhổ lông làm thịt xong, tiếp theo ta sẽ cho người đưa chúng nó lên, xin mời các vị anh hùng dùng thoải mái. Trong lúc ông đáng nói thì có 5 người đàn ông cường tráng xuất hiện sau lưng ông. Tay họ bưng hai nồi canh thịt có đủ sắc hương vị, chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người ta thấy đói bụng. Thấy thế, mấy hành khách sau lưng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn lão giả mặc đồ cổ trang với vẻ cảnh giác. Khóe miệng của Tống Thư Hằng co giật, lão nhân này có sở thích nặng đô quá. Hắn dám cam đoan, tâm trạng của lão nhân gia nhất định là rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng sợ hết hồn của các hành khách như thế này. 5 người đàn ông cường tráng kia đặt nồi to xuống. Lại múc một bát canh thịt đầy ụ cho các vị hành khách đang đói dã ruột ở đây. Các hành khách vừa đói lại vừa mệt, hơn nữa loại canh thịt này giống như có một loại ma lực nào đó hấp dẫn bọn họ. Sau khi nhận lấy bát canh thịt xong, các hành khách căn bản không kịp suy nghĩ cân nhắc xem nồi canh này có vấn đề gì hay không, chỉ vội húp liên tục. Tống Thư Hằng vốn còn định nhắc nhở Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ một câu. Nhưng hắn còn chưa kịp nói năng gì thì đám Thổ Ba đã húp lấy húp để bát canh thịt mất rồi. Tống Thư Hằng thở dài, nhận lấy một bát canh thịt, nhìn về phía lão giả mặc đồ cổ trang, lão nhân gia này, người cũng uống một chút đi. Lão giả mặc đồ cổ trang nhếch môi cười, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiếc quá đi, lão phu, chỉ, ăn, chay. Không, ăn, mặn. Ăn chay thì ăn chay, có cần phải nghiến răng nghiến lợi như thế không chứ? Tống Thư Hằng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bát canh thịt qua một bên. Yên tâm đi. Trong nồi canh thịt này không có vấn đề gì đâu, nồi canh thịt này xem như lão phu đền bù tổn thất cho các ngươi, lão giả mặc đồ cổ trang nhỏ giọng nói. Ta vẫn không dám ăn, Tống Thư Hằng thành thật trả lời, trước khi biết rõ về lão giả này, sao hắn dám ăn bữa thứ đối phương đưa chứ? Vậy thì thôi, nhưng ta vẫn giữ bát canh thịt này lại cho ngươi. Đợi khi nào ngươi muốn thì ăn cũng được, hình như lão giả mặc đồ cổ trang cũng đã đoán được Tống Thư Hằng sẽ từ chối bát canh thịt này. Nên hắn dứt khoát dọn bát canh của Tống Thư Hằng đi. Sau đó, hắn cởi chiếc tạp dề dính đầy máu me ném qua một bên. Sau khi ngồi im chờ các hành khách ăn canh xong, lão giả mặc đồ cổ trang cười hỏi, các vị anh hùng đã nghỉ ngơi xong cả rồi chứ? Nếu vậy thì lão phu sẽ đưa các ngươi đi tới tòa tháp cao của thành cổ để tiến hành giao dịch nhé. Các hành khách bất giác sờ lên bụng của mình, rõ ràng đó chỉ là một bát canh thịt bình thường, nhưng ăn xong lại cảm thấy no căng trước nay chưa từng có. Hơn nữa cảm giác như toàn thân thoáng cái đã tràn ngập sức mạnh, bọn họ cảm giác bây giờ mình có chạy một hơi cả chục cây số cũng không thành vấn đề. Đúng là bát canh thịt thần kỳ mà. Dọc theo con đường trong thành cổ, có lão giả mặc đồ cổ trang dẫn đường, mọi người đi vào bên trong của thành cổ. Cuối cùng đi về phía tòa tháp cao kia. Trên đường đi, số lượng dân cư trong thành cổ khiến cho các hành khách bối rối. Bởi vì số lượng dân cư thật sự quá ít. Ngay cả người ở trong nội thành cũng chẳng được mấy ai, khiến tòa thành cổ khổng lồ này giống như một tòa thành chết vậy. Chỉ thi thoảng mới có thể thấy loáng thoáng một vài bóng người. Điều này khiến cho các hành khách vẫn luôn sống trong các thành phố đông đúc tấp nập của Trung Quốc thấy không được quen lắm. Mọi người nhanh chóng đi tới bên dưới tòa tháp cao. Lão giả mặc đồ cổ trang đút tai tay vào trong ống tay áo, nói các vị, ta chỉ có thể đưa mọi người đi tới đây thôi. Các ngươi cứ trực tiếp đi vào từ cửa tháp. Sẽ tự có người tới đón các vị. Nếu như thuận lợi thì sau khi giao dịch xong, các vị sẽ lấy được cách rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chúc mọi người có thể đổi được thứ mà mình muốn, lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười nói. Mượn lời chúc của lão nhân gia, Tống Thư Hằng đáp. Sau đó, hắn dẫn theo đám người Cao Mỗ Mỗ, đi vào bên trong tòa tháp cổ. Chấm chấm. Mọi người vừa mới đặt chân bước vào trong tháp thì đột nhiên có cảm giác không trọng lực như khi bước vào trong thang máy. Một lát sau, hình ảnh trước mắt mọi người đột nhiên lại thay đổi,
biến thành một điện phủ bằng bảo thạch vô cùng khổng lồ. Tất cả đồ đạc trong điện phủ này đều được làm thành từ các loại đá quý đủ màu, kim cương các kiểu. Ngay cả cái bàn cũng dùng vô số bảo thạch ghép lại. Một số đồ vật như ly tách gì đó, đều cùng mấy viên bảo thạch cực lớn để khoét rỗng mà thành. Một cỗ khí tức thần hào đập thẳng vào mặt mọi người. Tiếp Viên Hành không thấy cảnh tượng trước mặt thì đau khổ sờ thứ trong ngực áo của mình, đừng nói là những thứ cô mang theo trên người, dù có bán luôn cả cô cũng không mua nổi một cục kim cương nhỏ nhất trong điện này nữa, bởi vì viên kim cương nhỏ nhất ở đây cũng phải to cỡ bằng bàn tay. Thế này thì để người ta giao dịch vui vẻ kiểu gì đây? Cô biết lấy thứ gì ra để mà giao dịch bây giờ? Người nghĩ như thế không chỉ có mỗi mình cô Tiếp Viên Hàng không, phần lớn hành khách đều cảm thấy bất lực y hệt thế. Ở tinh không chi gia này, chúng ta đều tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao đổi đồng giá, để các vị khách đều có thể yên tâm bán, an tâm mua. Một giọng nói thanh thúy vang lên khắp bốn phương tám hướng trong bảo thạch điện, tinh không chi gia chúng ta tuyệt đối không lừa trên gạt dưới, hàng thật giá thật, không hề lừa gạt. Nếu giả thì sẽ đền gấp 10 lần. Tống Thư Hàng. Cái kiểu quảng cáo treo đầy đường thế này khiến người ta cảm giác sự ngầu lòi của tinh không chi gia này thoát cái đã rất hạng thê thảm. Tiếp theo, xin mọi người cứ thả lỏng, sau đó trước mặt các ngươi sẽ xuất hiện một khung giao dịch. Dựa vào nguyên tắc trao đổi đồng giá, chúng ta sẽ liệt kê vật phẩm mà mọi người có thể dùng để giao dịch, cùng với vật phẩm mà chúng ta dùng để giao dịch với các ngươi. Đồng giá tuyệt đối, công bằng tuyệt đối. Giọng nói thanh thúy kia lại vang lên lần nữa. Mọi người nghe thấy thế thì đều hít sâu một hơi, cố gắng thư giãn đầu óc. Sau đó, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cửa sổ giao dịch do màn sáng tạo thành, những màn sáng này chỉ có riêng bản thân từng người mới có thể nhìn thấy. Lúc này, vị Tiếp Viên Hàng không kia đột nhiên kinh ngạc bật thốt, ủa. Các người chỉ cần sợi dây chuyền của tôi thôi hả? Cô nhìn về chỗ ngực của mình, sợi dây chuyền có mặt cá khắc gỗ nho nhỏ này là cô bỏ ra 30 đồng mua được ở trong một tiệm đồ cổ, lúc đó cô cũng không biết đây là thứ gì, lúc ấy chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu nên mới mua. Nào ngờ, thứ mà tinh không chi gia này muốn đổi lại là con cá gỗ nhỏ này. Chẳng lẽ con cá gỗ nhỏ này là bảo vật gì đó? Sau đó, cô tò mò nhìn về phía món đồ mà tinh không chi gia đặt lên để đổi lấy con cá khắc gỗ nhỏ kia. Một viên thanh xuân Mỹ dung đan, ghi chú cô có muốn 50 tuổi mà vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi 20 không? Cô có muốn giữ được vẻ xinh đẹp của tuổi 30 khi đã 70 không? Đừng lo! Một viên thanh xuân Mỹ dung đan này là có thể đẩy lùi vẻ già yếu của cơ thể con người, cô xứng đáng có được nó. Nếu như trước kia có người quảng cáo về cái thứ như thanh xuân Mỹ dung đan này ở trước mặt Tiếp Viên Hàng không thì cô nhất định sẽ mắng người đó là lừa đảo. Nhưng bây giờ, cô không thể không tin, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều vượt hẳn lẽ thường. Sau đó, cô nhìn về phía một thứ vật phẩm khác mà đối phương dùng để trao đổi. Một tờ tiêu nan phù, ghi chú tiêu tai giải nạn. Mang theo lá bùa này, có thể giải trừ một nguy cơ sống chết của cô. Cái phần ghi chú này thì có thiết tháo hơn phần kia nhiều. Những thứ để giao dịch chỉ có hai món, Tiếp Viên Hàng không suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát chọn thanh xuân Mỹ dung đan luôn. Đối với Tiếp Viên Hàng không mà nói, giữa một cơ hội giữ mạng với vẻ đẹp thì đương nhiên vẫn là vẻ đẹp thanh xuân có giá hơn rồi. Chúc mừng, cô đã giao dịch xong một vật phẩm với tinh không chi gia. Xin hỏi cô có chọn rời khỏi thiên giới đảo lập tức hay không, hay là chọn 24 tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi? Thanh âm kia lại vang lên. Đồng thời, trong lòng bàn tay của Tiếp Viên Hàng không có thêm một viên thuốc trong suốt, phát ra mùi thơm lạ kỳ. Cô quay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, giống như đang muốn trưng cầu ý kiến của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát xong thì nói, trên thiên giới đảo này đầy ắp nguy hiểm. Tôi đề nghị. Nếu như mọi người có thể rời khỏi nơi này thì cứ đi cho sớm thì hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình, không thể phân thân ra được. Nếu như gặp phải mấy mối nguy hiểm như con chim ưng khổng lồ kia thì tôi cũng không dám chắc là mình có thể bảo vệ được mọi người đâu. Mọi người nhớ tới bầy chim ưng ở chỗ cổng thành khi nãy, ai nấy cũng biến sắc. Thư Hàng tiên sinh, chúng ta gặp lại ở ngoài đời sau vậy, Tiếp Viên Hàng không gật đầu thật mạnh, cô nuốt viên thuốc trong suốt có mùi thơm lạ kỳ kia trước. Sau đó chọn lập tức rời khỏi thiên giới đảo. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Nhưng gặp ở ngoài đời á, tới lúc đó gặp lại chắc là cô chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra trên thiên giới đảo này đâu. Xóa ký ức chẳng phải chuyện khó khăn gì đối với những tu sĩ cường đại cả. Mà theo như kinh nghiệm của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thì chắc chắn không thể giữ lại được những ký ức về thiên giới đảo.
đợi sau khi rời khỏi thiên giới đảo thì hắn và cô tiếp viên hàng không này sẽ thành kiểu, gặp mà chẳng quen thôi. Chấm. Lúc này, cô tiếp viên hàng không kia chọn lập tức quay về. Sau đó, trên người cô bốc lên ánh sáng trông như một ngọn lửa, đây không phải ánh sáng xuất hiện trên người của hành khách lúc ở trên máy bay và ở ngoài cổng, biến người ta thành đốm sáng tan biến sao. Cô tiếp viên hàng không kia lập tức hoảng sợ. Thanh âm trong tinh không chi ra lập tức giải thích, đừng lo lắng, đây là cách đưa các ngươi quay về. Sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho các ngươi cả, đợi các ngươi tỉnh lại thì sẽ phát hiện mình đã quay về ngôi nhà ấm áp của mình. Nghe lời giải thích này, mọi người lập tức nhớ tới lựa chọn Yes và No ở ngoài cổng, hóa ra cái lựa chọn đó thật sự đưa người ta về với mái nhà ấm áp của mình. Joseph thở phào nhẹ nhõm, nói vậy thì lúc ở trên máy bay, con gái của hắn cũng đã được đưa về nhà rồi đúng không? Cũng có vài người thở phào nhẹ nhõm như Joseph, rõ ràng, bọn họ đều có người thân hoặc bạn bè bị biến mất ở trên máy bay. Có cô tiếp viên hàng không kia mở đầu, những hành khách khác bắt đầu tiến hành giao dịch. Các mục giao dịch có đủ loại, và cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Có người cần phải đổi cái áo khoác ra đang mặc. Có người phải đổi chiếc nhẫn đính hôn của mình. Thú vị nhất chính là ông chú biết nhảy kia, thứ ông ta phải đổi lại là một cái bớt có từ lúc mới sinh ra. Mà thứ ông ta nhận được lại là một chiếc vòng cổ bằng vàng rồng lớn chừng sợi xích chó. Ông ta đã muốn đi phẫu thuật xóa cái bớt từ lâu rồi. Bây giờ không chỉ có thể bớt được tiền đi phẫu thuật, mà còn đổi được một sợi xích vàng lớn thế này, xem như lời to. Còn thổ ba nhìn vào hạng mục giao dịch của mình xong thì cũng há hốc mồm ra. Thứ mà cậu ta phải giao dịch lại là một ống máu. Mà thứ cậu ta nhận được lại là một nồi canh thịt. Cũng là cái loại mà lão giả mặc đồ cổ trang đã cho bọn họ ăn khi nãy, hơn nữa, đây lại là mục lựa chọn duy nhất. Máu, canh thịt, thổ ba cảm thấy nghi hoặc. Nhưng cậu ta không ấn đồng ý ngay, mà liếc mắt nhìn Cao Mỗ Mỗ một cái. Sau đó cả hai lập tức quay sang nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai thằng bạn cùng phòng xong thì mỉm cười, nói, hai đứa bây đừng có củ nhây nữa, cứ hoàn thành lần giao dịch trước đã. Đợi rời khỏi thiên giới đảo này rồi nói sau. Vậy mày thì sao? Cao Mỗ Mỗ nghe thấy giọng điệu của Tống Thư Hàng giống như không định quay về cùng với bọn họ thì phải. Bọn mày đừng quên Gia Cát Trung Dương với Gia Cát Nguyệt chứ, tao phải đi tìm hai người đó về cái đã. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp lời, bọn mày cứ yên tâm đi, chờ tao đưa hai anh em bọn họ về xong thì sẽ lập tức về tìm bọn mày. Mày phải về nhanh nhé, thổ ba nói. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Thổ ba hít sâu một hơi, ấn nút giao dịch, sau đó lập tức có một nồi canh thịt ngon lành xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, trên người của hắn có một ngọn lửa bốc lên, sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Cao Mỗ Mỗ, Nhã Y, chị em Lục Phỉ cũng ấn nút giao dịch, rồi biến mất hệt như thổ ba. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình Tống Thư Hàng và Joseph còn đứng lại trong tinh không chi gia này. Sư phò, ta đi cùng ngươi, Joseph nói với vẻ kích động, hắn quyết định rồi. Phải theo sát sư phụ một tấc cũng không rời, để nhìn thần uy của sư phụ nữa. Ngươi cũng về trước đi, Tống Thư Hàng cười nói, không thì, tới lúc đó đừng hòng làm hàng xóm với ta. Nghe Tống Thư Hàng nói thế, Joseph mới thở dài, cũng không biết hắn giao dịch thứ gì, thân thể biến thành đốm sáng rồi tan biến đi. Cuối cùng, bên trong tinh không chi ra chỉ còn lại mỗi mình Tống Thư Hàng đứng đó. Chấm chấm. Tống Thư Hàng thở dài một hơi, sau đó... Hắn đột nhiên quay sang giơ ngón giữa lên với bảo thạch điện phủ của tinh không chi gia. Tiếp theo, hắn đút hai tay vào túi, rời khỏi tinh không chi gia này không chút do dự. Lúc đi tới cửa ra của bảo thạch điện phủ nọ thì vẫn là cảm giác giống hệt như khi đi thang máy kia. Sau một khắc, Tống Thư Hàng đã xuất hiện ở cửa ra vào của tòa tháp. Ô kìa, Tống Thư Hàng tiểu hữu, sao ngươi không đổi đồ đi, ra đây làm gì thế? Lão giả mặc đồ cổ trang nhìn về phía Tống Thư Hàng, cũng không thấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc gì, chỉ cười hỏi. Lão nhân gia đã biết rõ rồi thì cần gì phải cố hỏi chứ? Tống Thư Hàng nhíu mày, tinh không chi ra căn bản không muốn đưa ta về đúng không? Lúc ở trong bảo thạch điện đường khi nãy, trên người mọi người đều nhảy ra cửa sổ giao dịch. Nhưng trên người của Tống Thư Hàng thì lại không có gì hết dù rằng trên người hắn có rất nhiều bảo vật. Nếu nói không có người lén thao túng thì ai mà tin nổi? Ha 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 ha, lão giả mặc đồ cổ trang cười lớn. Hắn lại đưa bát canh thịt kia ra rồi nói, có muốn uống không? Tống Thư Hàng nhận lấy bát canh thịt, cắn răng nói, người sáng mắt không nói quanh co,
rốt cuộc lão nhân gia là ai, tìm ta có việc gì? Nếu như ta nói, vấn đề thật ra nằm ở trong bát canh này, vì ngươi không uống canh thịt, cho nên không thể nào giao dịch với tinh không chi gia thì ngươi có tin hay không? Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả hỏi lại. Tống Thư Hàng liếc mắt nhìn. Uống ngay đi cho nóng, yên tâm đi, nếu như ta mà có ác ý với ngươi thì có thể đè đầu ngươi ra chút hết bát canh này vào miệng ngươi rồi, lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười nói. Thư Hàng nghiến răng, bưng bát canh thịt này lên, hớp một hơi cạn sạch, bây giờ đã có thể nói được chưa, ngươi là ai? Tìm ta có việc gì? Chàng trai, ngươi hỏi câu này hay lắm, lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười. Tiếp theo, lão giả giơ một ngón tay gõ lên đầu, mái tóc hoa râm biến mất, chỉ để lại một cái đầu bóng lưỡng. Cái lưng vốn hơi gù nay cũng thẳng lại, mà mặt mày của hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Nháy mắt, đã biến thành một gương mặt có mày kiếm mắt sao, giữa đôi mắt anh khí lại không thể che lấp nổi dung nhan xinh đẹp. Đúng vậy, chàng trai, thí chủ, ta chính là cửu đăng 300 năm trước đã xình xịch ngươi đây. Cô nàng đầu bóng lưỡng kia xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng, sau đó cô ta vỗ tay, nhoẻn môi cười với Tống Thư Hàng. Chương 298, quên hết ân oán khi xưa. Cô nàng đầu chọc trước mắt vỗ tay, mặt mày hớn hở nhìn cảnh Tống Thư Hàng phun hết canh thịt ra. Sư thái, đợi đã, ta nghĩ chắc là cô nhận lầm người rồi, Tống Thư Hàng vội nói. Hắn nhìn cô gái đầu bóng lưỡng trước mặt, cô ta có đôi mày kiếm mắt sao, nhưng lại khó nén được vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia, đây đúng là cửu đăng hòa thượng trong trí nhớ của thông nương. Lại nói, cũng chỉ có yêu tinh dở hơi nhất đời như thông nương mới có thể nhìn nhầm cô nàng đầu chọc này thành một vị đại sư. Đây rõ ràng là một vị sư thái mà, nhìn phát là biết ngay. Tống Thư Hàng đã từng thử đoán xem thân phận của lão giả mặc đồ cổ trang là gì. Nhưng khi lão giả mặc đồ cổ trang đột nhiên biến thành một cô gái đầu chọc thì Tống Thư Hàng cũng bị sốc một chút. Trong lòng hắn lúc nào tựa như có đủ loại, ngựa, bò, dê, heo, chó chạy ầm ầm. Cho dù trước kia hắn biết rằng có thể cửu đăng hòa thượng đang ở trên hòn đảo thần bí này, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ cửu đăng lại xuất hiện kiểu này. Đợi đã, bây giờ không phải lúc nghĩ về mấy chuyện này. Vấn đề bây giờ chính là vị cửu đăng sư thái này đã coi hắn là thông nương đã bị cô ta phịch vào 300 năm trước. Nhất định là cô ta hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải. Chẳng lẽ vì thông nương đang ở trong túi của mình, mọc trên ngộ đạo thạch. Rồi vì thông nương ở sát mình quá nên vị cửu đăng sư thí này mới nhận lầm hắn thành thông nương à? Hay có thể nào là vì mình từng ăn thông nương, cho nên trên người có dính khí tức của thông nương, mới khiến cho vị cửu đăng sư thái này nhận lầm, cho rằng mình là thông nương, hoặc có khi cô ta nghĩ rằng hắn là thông nương đầu thai không? Dù sao đi nữa thì hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với vị cửu đăng sư thái này mới được, chuyện này liên quan tới sự trinh trắng lẫn thiết tháo của Tống mỗ đấy. Cửu đăng cô nương vỗ vỗ tay, rồi lại im lặng nhìn Tống Thư Hàng hồi lâu, cười mà không nói. Cái kiểu cười như không cười này của cô ta khiến cho Tống Thư Hàng càng thấy áp lực nặng nề hơn. Sư thái à, nhất định là cô hiểu lầm gì rồi, ta thật sự không phải thông nương đâu. Tống Thư Hàng nói cực kỳ nghiêm túc. Trên mặt của cửu đăng cô nương lộ ra nụ cười tươi rói như hoa nở, Tống thí chủ, người cũng thế thôi. Thật đấy, ta thật sự không phải là thông nương đâu. Cô xem, thông nương ở đây này. Tống Thư Hàng lập tức vói tay vào trong túi áo móc móc, muốn lấy ngộ đạo thạch ra. Nhưng lúc hắn đưa tay vào túi thì đột nhiên cảm thấy ngón tay đau điếng như bị cắn phải. Tay đứt ruột đau, đau đến tận tim. Không cần phải nói cũng biết, đây nhất định là do thông nương cắn hắn. Nhưng không phải thông nương mới mọc ra được cái chồi non có tí xíu thôi à. Lúc mới tới thiên giới đảo này, cô ta còn chưa biết nói chuyện nữa mà. Từ khi nào thì thông nương lại có cả miệng thế này? Lúc này, cửu đăng cô nương với quả đầu bóng lưỡng đột nhiên nheo mắt cười nói, Tống thí chủ, ta chưa từng nói ngươi là thông nương. Mắt của ta vẫn rõ ràng, thông nương là thông nương, Tống thí chủ ngươi là ngươi, hai người hoàn toàn khác nhau. Tống Thư Hàng đột nhiên cương cứng lại, ngay cả cảm giác đau đớn tới từ ngón tay bị thông nương cắn cũng không cảm nhận được gì nữa. Nếu đã biết rõ ta không phải thông nương rồi, vậy cái vụ 300 năm trước xình xịch ta là sao đây? Chẳng lẽ xuyên thời gian à? Mình của tương lai nào đó đột nhiên đi xuyên thời gian. Quay lại 300 năm trước, sau đó, bị cửu đăng sư thái phịch. Kể từ sau khi tiếp xúc với tu chân giới xong thì Tống Thư Hàng cảm giác trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Vượt thời gian cũng chưa chắc là không thể có. Trong lúc Tống Thư Hàng đang miên man suy nghĩ thì cửu đăng sư thái bắt đầu giải thích.
4 ngày trước, trong lúc đang bế quan u luyện, đột nhiên ta cảm nhận được thứ gì đó. Sau đó, không biết vì sao, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện đoạn ký ức của 300 năm trước. Đấy đúng là một đoạn ký ức, vô cùng thú vị, trong lúc Cửu đang nói chuyện, chợp cúi mắt xuống, không để ai thấy rõ ánh mắt của cô ta lúc này. Sau đó, điều thú vị nhất chính là, trong lúc ta nhớ lại đoạn ký ức năm đó, đột nhiên phát hiện trong đoạn ký ức khi ấy có thêm một số thứ rất lạ. Tựa như một lưỡi dao sắc bén sộc thẳng vào trong ký ức của ta vậy. 4 ngày trước, Tống Thư Hàng không khỏi nuốt nước bọt, hình như đấy là khi hắn ăn phải thông nương, rồi kết nối với thông nương, mơ thấy những gì cô ta đã trải qua trong đời thì phải. Thứ đột nhiên xuất hiện thêm mà Cửu Đăng cô nương nói không phải là kẻ đáng thương là hắn đấy chứ. Về phần thứ đột nhiên xuất hiện trong đoạn ký ức đó của ta là gì ấy à, có cần ta nhắc cho ngươi nhớ không hả? Tống, Thư, Hàng đạo hữu. Nụ cười của Cửu Đăng lúc này quả thật giống hệt như cơn gió xuân đầu tiên của năm mới, tuy rằng nhìn thì thấy xuân phong đầy mặt, nhưng bên trong lại mang theo cơn rét lạnh thấu xương. Quả nhiên là nói hắn nhưng việc tiếp thu ký ức của thông nương cũng là thân bất do kỷ thôi. Hắn có muốn dừng lại cũng không dừng được, lại còn phải tự thể nghiệm cái cảnh xấu hổ khi thông nương bị Cửu Đăng ấy nữa. Đáng thương biết nhường nào, lúc ấy hắn còn luôn mồm gào lên mau dừng lại đi, nhưng cái giấc mộng về cuộc đời của thông nương lại không chịu dừng lại. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hắn đáp cái này, ta cũng là người bị hại thôi mà. Người bị hại sao, Cửu Đăng sư thái cũng ngẩn ra. Một lát sau, cô đột nhiên giơ ngón tay cái lên với Tống Thư Hàng, ừ, cái từ người bị hại này dùng chuẩn lắm. Nhìn thấy Cửu Đăng lộ ra vẻ mặt như thế. Trong lòng Tống Thư Hàng không hiểu ất giáp gì, mình lại nói sai cái gì à? Tha cho ngươi đấy, nể tình ngươi tìm được một từ miêu tả tuyệt vời như thế. Cửu Đăng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tống Thư Hàng. Tư duy của vị Cửu Đăng sư thái này nhảy nhanh quá, Tống Thư Hàng phát hiện kiểu tư duy hắn cố gắng chui rèn từ kinh nghiệm nói chuyện với mấy vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, căn bản không theo kịp lối tư duy của Cửu Đăng sư thái. Hơn nữa, cái từ người bị hại này có gì đâu mà tuyệt vời. Sao lại già trúng đài của Cửu Đăng sư thái thế này? Đừng có mà nhăn nhó nữa, bỏ qua chuyện này đi. Việc quá khứ thì hãy để cho nó tan thành mây khói đi vậy. Cửu Đăng sư thái vỗ mạnh lên vai Tống Thư Hàng, cười nói. Thoát cái, hình tượng của cô ta đã chuyển từ phúc hắc thành vui vẻ nhảy nhót hân hoan, Tống Thư Hàng thật sự không thể làm quen được. Ta hiểu rồi, sư thái. Chuyện này, chưa từng xảy ra. Ta cũng chưa bao giờ biết việc này, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Không cần phải làm thế đâu, cũng không cần phải cố gắng quên làm gì. Thực ra ta cũng không định khiến ngươi quên đi nó, nếu không, chỉ cần ta dùng một cái pháp thuật xóa bỏ trí nhớ là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này rồi. Hơn nữa, ta là người trong Phật môn, giỏi nhất là mỉm cười giải ân cửu đấy, Cửu Đăng sư thái lại cười ha hả nói. Tống Thư Hàng gật gật đầu. Được rồi, giải quyết chuyện này xong rồi. Ngươi cứ quay lại tinh không chi ra giao dịch đi, sau đó là có thể rời khỏi thiên giới đảo này thôi, Cửu Đăng nói. Chỉ cần vậy thôi sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Chỉ vậy thôi, ta là người sảng khoái, làm việc dứt khoát, không thích dây dưa gì nhiều, Cửu Đăng sư thái vỗ vỗ bộ ngực của mình, hai cục thịt trước ngực run mạnh một hồi. Vậy ta đi thật nhé? Tống Thư Hàng dè dặt hỏi lại. Đi đi, tạm biệt, Cửu Đăng sư thái vẫy tay nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Một lúc sau, chương 299, Gia Cát Trung Dương và Gia Cát Nguyệt vẫn còn ở trên thiên giới đảo, bất luận họ còn sống hay đã chết thì ít nhất. Kìa, chẳng lẽ Tống đạo hữu tính định cư ở thiên giới đảo luôn à? Cửu Đăng đột nhiên vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng im lặng một lát rồi đáp khụ, ta có hai người bạn bị thất lạc khi cùng nhau lên đảo, giờ vẫn đang ở trên đảo này. Ta định tìm bọn họ trước rồi mới rời khỏi thiên giới đảo. Ồ, ngươi còn có hai người bạn đang ở thiên giới đảo hà? Cửu Đăng sư thái xoa cái cằm trơn bóng, có cần ta tìm giúp ngươi không? Trên thiên giới đảo này ta cũng có chút thủ đoạn đấy. Tống Thư Hàng đương nhiên là hy vọng được Cửu Đăng sư thái giúp đỡ, vì tuy không biết cô có địa vị gì trên thiên giới đảo nhưng hắn cảm giác hẳn là không thấp chút nào. Nếu được cô giúp sức thì việc tìm kiếm hai người Gia Cát Trung Dương sẽ dễ dàng hơn hẳn. Thế nhưng khi Cửu Đăng sư thái hồ hởi chủ động yêu cầu được giúp đỡ thì Tống Thư Hàng lại thấy có gì đó sai sai. Đủ loại qua lại, buông tay như không, điểm này có thể giải thích bởi Cửu Đăng sư thái là đại sư trong Phật môn, tinh thâm Phật Pháp. Thế nhưng sự nhiệt tình của cô lại có chút không thích hợp,
làm cho người ta cảm thấy cô đang vô sự xun xoe, đây là mình đang lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử hay sao? Nghĩ ngợi một chút, Tống Thư Hàng ướm hỏi. Cửu Đăng Sư Thái, ngươi có cần ta giúp gì không? Nếu cần thì xin cứ nói thẳng ra nhé. Ngươi nghĩ nhiều quá, ta không cần gì cả, chỉ là ta nhàn rỗi không có gì làm, vừa hay có thể đi dạo thiên giới đảo với ngươi mà thôi. Nói thế nào thì ta cũng có thể coi là một nửa chủ nhân ở đây, ngươi tới đây làm khách, việc đưa ngươi đi dạo trên đảo cũng là việc trong bổn phận của ta đấy. Cửu Đăng Sư Thái cười ha hả, còn cái này nữa, ngươi cứ gọi ta là Cửu Đăng là được rồi. Vậy thì, làm phiền Cửu Đăng cô nương vậy, Tống Thư Hàng đáp. Mặc kệ Cửu Đăng Sư Thái có chủ ý gì, dù sao hắn cũng chỉ cần tìm được anh em Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương về là được. Sau đó hắn sẽ đưa hai người họ vào tháp cao trong thành cổ, giao dịch xong xuôi, rời thiên giới đảo. Sau khi rời khỏi đây, dù là bị phong ấn ký ức hay xóa sạch luôn ký ức thì hắn cũng không còn quan hệ gì với thiên giới đảo nữa, đường lớn thênh thang, ai đi ngả nấy. Tống Thư Hàng vừa dứt lời thì Cửu Đăng đã giơ ngón cái với hắn. Từ cô nương này hay lắm, ta thích. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hắn phải làm thế nào mới có thể duy trì cùng đường sóng não với Cửu Đăng Sư Thái đây? 3 phút sau, Tống Thư Hàng và Cửu Đăng về đến cửa thành. Cửa thành kia vẫn mở ra 2 mét, không hề có vẻ gì là sẽ đóng lại. Cửu Đăng Sư Thái biết mình sẽ rời đi nên mới dứt khoát không đóng cửa thành này sao? Tống Thư Hàng suy đoán. Trong lúc suy tư, Cửu Đăng đã đưa hắn ra khỏi cửa thành. Sau đó, Cửu Đăng cô nương ra sức vỗ vào cửa thành một phát. Ngủ cái đếch, dậy quẩy đi. Ngay sau đó, trên cửa thành sáng lóe lóe bật ra 2 dấu chấm hỏi màu đỏ, thế rồi nó ngượng ngùng đóng lại. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Cửa thành này đang ngủ sao? Nhìn qua có vẻ nó cũng là một pháp khí, thậm chí còn là loại đã có khí linh. Tống Thư Hàng cảm thấy nó rất có cá tính. Sau khi vỗ cửa thành, Cửu Đăng nói với Tống Thư Hàng. Đi thôi, chúng ta đi tìm bạn của ngươi đi. Cửu Đăng cô nương có cách gì có thể nhanh chóng tìm bạn của ta không? Tống Thư Hàng hỏi. Cửu Đăng tự tin đáp. Yên tâm đi, có ta ở đây, tìm bạn ngươi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cứ đến vị trí các ngươi đặt chân lên thiên giới đảo rồi tìm kiếm theo khí tức của bọn họ là có thể nhanh chóng tìm ra họ rồi. Tiền đề là hai người bạn của ngươi chưa vào nhầm địa bàn của yêu thú nào đó rồi bị chúng nó nuốt chửng. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Thực ra chỉ cần là tu sĩ đã mở tỳ khiếu thì đã có thể tìm người theo mùi hương rồi. Thế nhưng Tống Thư Hàng không được huấn luyện chuyên môn nên vẫn chưa nắm giữ được kỹ xảo tìm người bằng mũi như thế. Sau đó Tống Thư Hàng miêu tả cho Cửu Đăng về địa điểm mà máy bay gặp tai nạn. Cửu Đăng bèn đưa hắn tới chỗ cái xác máy bay tàn. Đây là nơi thân máy bay rơi xuống, lúc đó trên máy bay có khoảng hơn 20 hành khách còn sống sót, Tống Thư Hàng giải thích, thế nhưng khi đó trong đám hành khách sống sót ấy lại không có 2 người bạn của ta, đoán có lẽ họ đã ở một phần khác của máy bay mất rồi. Ta hiểu, Cửu Đăng Sư Thái nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát rồi nói, lấy nơi này làm trung tâm, ta có thể cảm ứng được 2 nhóm người. Một nhóm là tốp nhỏ 8 người, khí tức của bọn họ đều từng xuất hiện ở gần phần xác máy bay này. Bây giờ họ đang lang thang trong rừng rậm, thật đúng là to gan. 8 người ở gần mảnh xác tàn của máy bay, chắc hẳn là tốp người của vị giáo sư già cùng nhóm với mình rồi. Nhóm nhỏ của họ đúng là có 8 người, xem ra họ không gặp yêu thú nào đáng sợ, cũng có thể do vận khí không tồi. Một nhóm khác có 4 người, có lẽ là mục tiêu mà ngươi muốn tìm kiếm đấy, có muốn đi xem thử không? Cửu Đăng nói. Vậy xin Cửu Đăng cô nương đưa ta lần theo tung tích của 4 người ấy đi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đi theo ta, Cửu Đăng Sư Thái phối hợp với Tống Thư Hàng một cách bất ngờ, chẳng hề có ý muốn phá rối. Coi bộ dạng cô nàng thì hình như cô thật sự không có mục đích gì cả. Thực sự chỉ là nổi hứng nhất thời thôi sao? Cửu Đăng nhanh chóng đi vào trong rừng rậm, tốc độ của cô nhanh đến mức Tống Thư Hàng phải thi triển bộ pháp quân tử vạn lý hành mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Thân pháp ngầu thật đấy, Cửu Đăng quay đầu nhìn Tống Thư Hàng rồi cười nói. Ta may mắn gặp được một vị tiền bối rất tốt, ngài ấy đã dạy cho ta bộ thân pháp này đấy, Tống Thư Hàng trả lời. Thân pháp ấy rất hợp với ngươi, Cửu Đăng gật đầu nói, ta đi nhanh hơn đây, đuổi kịp nhé. Nói xong, tốc độ di chuyển trong rừng của cô lại tăng thêm một bậc. Tống Thư Hàng nghiến răng dốc toàn lực vận chuyển quân tử vạn lý hành, gắng gượng bám theo Cửu Đăng. Không tồi nha. Thế mà vẫn theo kịp, Cửu Đăng quay đầu nhìn hắn rồi cười nói. Ta đã dốc hết toàn lực,
nếu cửu đăng cô nương đi nhanh hơn thì ta sẽ không thể nào theo kịp, Tống Thư Hàng nhân lúc thở lấy hơi lên tiếng đáp. Lúc này, cửu đăng ở phía trước lại giơ ngón cái lên. Dốc hết toàn lực, ta thích từ này. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Đến gần rồi, đúng lúc ấy, cửu đăng đột nhiên dừng lại, hít hít mũi. Khi cửu đăng đang nói thì Tống Thư Hàng cũng đã ngửi thấy mùi trên người Gia Cát Nguyệt. Hắn vội vàng nhìn theo hướng mùi hương bay tới. Bạn Tống, Tống Thư Hàng, tiếng nói yếu ớt từ phía trước vang lên. Gia Cát Nguyệt đan dựa vào một thân đại thụ cao chừng 100 mét, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn về phía Tống Thư Hàng, trông chẳng khác nào một con búp bê đáng yêu. Chương 300, cơn ác mộng hãi hùng của Gia Cát Trung Dương. Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn Gia Cát Nguyệt chỉ bé bằng con búp bê đồ chơi. Chuyện gì xảy ra thế này? Bạn Tống Thư Hàng, Gia Cát Nguyệt nhìn thấy Tống Thư Hàng thì nhanh chóng bò lên từ dưới tàng cây rồi guồng đôi chân ngắn cũng chạy về phía hắn. Tống Thư Hàng cúi gập người đón lấy Gia Cát Nguyệt đang sợ hãi, đồng thời liếc mắt nhìn cửu đăng một cái. Rõ ràng cửu đăng đang ở bên cạnh Tống Thư Hàng mà Gia Cát Nguyệt cứ như là không nhìn thấy cô vậy. Có chuyện gì vậy? Tống Thư Hàng đón được Gia Cát Nguyệt rồi vỗ nhẹ cô như một đứa nhỏ, sau đó hỏi. Hu hu hu, đáng sợ lắm, Gia Cát Nguyệt nghẹn ngào giải thích, chuyện là thế này, sau khi máy bay gặp tai nạn, tôi và anh trai tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong rừng, bên cạnh còn hai hành khách nữa. Sau đó chúng tôi cùng nhau hành động, chuẩn bị rời khỏi rừng đi tìm xác máy bay và những hành khách khác. Thế nhưng khi bọn tôi đang muốn rời khu rừng thì gặp ba quái nhân rất là khó hiểu. Vừa thấy bọn tôi thì họ đã tấn công, đã thế họ còn biết ẩn thân nữa. Tôi không nhìn lầm đâu, ba quái nhân đó đang đứng trước mặt chúng tôi thì đột nhiên biến mất. Anh em tôi và hai hành khách khác chỉ biết cắm đầu chạy trốn, sau đó bốn chúng tôi lạc nhau. Chuyện cổ quái hơn là tôi bị một quái nhân tàng hình đuổi theo, đang chạy tới trảng rừng phía trước thì tự nhiên thấy chân lạnh ngắt, sau đó thì biến nhỏ chỉ bằng bàn tay thôi. Cả quần áo trên người cũng nhỏ xíu lại luôn. Rồi tôi cứ trốn chui trốn lủi, có lẽ vì đột nhiên tôi biến thành bé tí nên quái nhân tàng hình kia không tìm thấy tôi, cuối cùng thì tôi chạy tới chỗ này. Rất lâu sau thì cơ thể của tôi dần dần khôi phục, thế nhưng chỉ to ra được bằng vóc dáng bây giờ thôi. Tuy ra Cát Nguyệt vẫn nức nở nghẹn ngào, thế nhưng vẫn có thể giải thích rành rọt từng chuyện đã xảy ra với Tống Thư Hàng. Chân lạnh ngắt, đột nhiên biến nhỏ. Tức là chạm vào trận pháp nào đó trên đảo thiên giới đúng không? Còn mấy tên quái nhân tàng hình kia là ai? Tống Thư Hàng nghi hoặc quay đầu sang nhìn cửu đăng bên cạnh. Cửu đăng cô nương, người có biết chuyện gì đã xảy ra không? Có nhiều nguyên nhân khiến cho thân thể tự nhiên biến nhỏ, nhưng nếu ở trong khu rừng rậm này thì hẳn đó là kiệt tác của một loại linh thú hiếm thấy. Ta cũng chỉ mơ hồ biết trên đảo thiên giới có tung tích của nó chứ chưa từng thấy nó bao giờ. Chắc là người bạn này của ngươi bất cần tiếp xúc với nó nên mới bị thu nhỏ lại. Có điều có vẻ như con linh thú kia vừa mới ăn cơm nên không đói khát, nếu không thì bạn ngươi đã thành calo của nó rồi, cửu đăng mỉm cười nói, còn mấy quái nhân tàng hình kia có lẽ là tu sĩ tiến vào đảo thiên giới. Ngươi cũng biết đấy, vì đảo thiên giới rất bí ẩn nên lúc nào cũng có tu sĩ muốn lên thám hiểm. Về phần vì sao mấy tu sĩ đó lại tấn công bạn ngươi thì ta không biết rồi. Tu sĩ vào đảo thiên giới đủ các thành phần Phật. Đạo, nho, ma, yêu, quỷ, cũng có cả các tu sĩ bản tính tà ác, họ thích giết chóc cũng là chuyện bình thường. Tống Thư Hàng âm thầm gật đầu, ngay khi biết có thể có kẻ địch tàng hình thì hắn đã lẳng lặng mở ra tiểu bí quyết tinh thần lực là tinh thần trinh thám pháp và cảnh giác. Thế nhưng liên lụy tới cả tu sĩ khác thì phiền to rồi đây. Hơn nữa ban nãy khi nghe thấy cửu đăng nói đến, linh thú hiếm thấy, thì hình như trong đầu Tống Thư Hàng chợt nhớ ra cái gì. Đúng lúc này thì Gia Cát Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn. Thư Hàng, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Quả nhiên Gia Cát Nguyệt không nhìn thấy cửu đăng sao? Yên tâm, đó là một người bạn của tôi, cô ấy vẫn đang ẩn thân để bảo vệ an toàn cho tôi đấy. Cũng nhờ có sự giúp sức của cô ấy nên tôi mới có thể tìm được mọi người, Tống Thư Hàng an ủi. Gia Cát Nguyệt yên lặng gật đầu. Đi thôi, tôi đưa cô đi tìm Gia Cát Trung Dương và hai hành khách kia trước đã, Tống Thư Hàng nói. Đang lúc nói chuyện thì ánh mắt của Gia Cát Nguyệt trong lòng hắn bỗng lộ vẻ kinh hoàng. Thư Hàng, cẩn thận. Sau lưng Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này đột ngột hiện ra, bởi vì trước đó hắn vẫn luôn tàng hình. Đây chính là quái nhân tàng hình mà Gia Cát Nguyệt đã nói. Pháp thuật tàng hình của bọn họ là một bí pháp đặc biệt, Tống Thư Hàng vẫn luôn mở tinh thần trinh thám pháp, và cảnh giác thế mà lại chẳng hề phát hiện ra có người đang tiếp cận mình.
Sau khi hiện thân, người nọ cầm một thanh côn kim loại nặng trịch bổ xuống đầu Tống Thư Hàng. Trên côn kim loại lập lòe lóe ra huyết quang, đây là biểu hiện đặc thù khi khí huyết chi lực bùng nổ. Hắn muốn giết chết Tống Thư Hàng bằng một côn này. Tống Thư Hàng không hề đề phòng bị đánh một côn, bổ nhào xuống đất. Gia Cát Nguyệt bé bằng búp bê trong lòng hắn văng ra một bên, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi. Quái nhân tàng hình này là một người đàn ông mặt mũi râu ria, mặc đồ đỏ hồng, đến cái thắt lưng cũng màu đỏ nốt. Phục sức quái quỷ cộng thêm tướng mạo của hắn giải thích vì sao Gia Cát Nguyệt lại gọi hắn là quái nhân, tên này chẳng phải ông chú quái dị bước ra đời thật thì là gì. Ông chú quái dị nhìn Gia Cát Nguyệt ngã xuống đất, liếm môi một cái rồi cười lên kỳ quặc. Ha ha, không ngờ ngươi còn có người giúp đỡ. Nhưng vô dụng thôi, tu sĩ gà mờ mới mở mấy khiếu huyệt này căn bản không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngươi đột nhiên thu nhỏ làm ta suýt nữa đã mất dấu ngươi rồi, có điều với hình thể nhỏ xinh thế này thì lúc nhâm nhi chắc là ngon lành lắm đây. Ông chú quái dị còn chớp mắt phải với Gia Cát Nguyệt một cái. Nửa đoạn trước chú quái dị nói thì Gia Cát Nguyệt không hiểu nhưng cô hiểu được nửa đoạn sau. Cô nàng tức thì thấy dạ dày cuộn lên, buồn nôn ghê tởm. Chú này, tôi không phải là gay. Ha ha ha, tiểu cô nương à, ngươi cho rằng lời nói dối nực cười đó có thể lừa gạt được ta hay sao? Cho dù ngươi ăn mặc như con trai, thế nhưng không gạt được đôi mắt đã chui rèn qua muôn vàn thử thách của ta đâu. Không còn thời gian rồi, trước khi hai sư đệ của ta đuổi kịp, ta phải lấy máu của ngươi trước mới được. Có thể chất xử nữ đặc thù của ngươi bồi bổ. Lần này ta nhất định có thể phóng qua Long Môn, tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm rồi. Chẹp chẹp chẹp, ông chú quái dị nói xong bèn cởi bỏ cái áo đỏ của mình. Bảo bối à, ta sẽ yêu thương ngươi thật chu đáo, hắn nhìn về Gia Cát Nguyệt rồi nháy mắt gợi tình. Sắc mặt Gia Cát Nguyệt trắng bệch cả ra, nếu lần đầu tiên của cô mà rơi vào tay ông chú quái dị này thì cô thả chết cho xong. Cô lặng lẽ cắn thử đầu lưỡi của mình, phải cắn lưỡi tự sát sao? Cắn lưỡi có chết được thật không? Phải cắn đứt từ chỗ nào, cắn đầu lưỡi thì có chết không đây? Đúng vào lúc này thì Tống Thư Hàng bên cạnh cô lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng bỗng xuất hiện ngay trước mặt ông chú quái dị nọ. Hắn dùng tư thế nửa ngồi, tay phải đặt ngay lồng ngực của kẻ kia. Trường tâm lôi, Tống Thư Hàng quát. Tiếng dòng điện vang lên rèn rẹt, lôi quang chói mắt ầm ầm đánh thẳng vào lồng ngực gã quái dị. Học, ông chú quái dị há miệng phun ra máu tương, ngực cháy đen lại. Năng lượng của trường tâm lôi dồn vào cơ thể hắn thậm chí đã trực tiếp nướng khô cả một phần nội tạng hắn rồi. Làm sao có thể, trường tâm lôi, làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng ngươi đã trúng một côn của ta rồi cơ mà. Ông chú quái dị ngã xuống đất, tay run run chỉ vào Tống Thư Hàng, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Côn kia của hắn không phải một phát tập não côn bình thường, mà là một kích nặng nề dồn hết khí huyết chi lực toàn thân. Một tên tu sĩ trông qua chỉ mới mở có mấy khiếu như thế làm sao mà chịu được một côn này của hắn. Tống Thư Hàng nghĩ lại mà kinh, pháp thuật ẩn thân của đối phương quỷ dị đến mức có thể lừa gạt cả tinh thần trinh thám pháp của hắn. Nếu không phải linh quỷ trong tâm khiếu kịp thời kích hoạt tiểu thuẫn phòng ngự vàng kim của nó, để cho côn kia đánh thẳng vào gáy hắn thì hậu quả đúng là khó lòng tưởng được. Chết tiệt, không ngờ ta lại chết trên tay một tên tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi. Ông chú quái dị giãy giụa mấy cái rồi không cam lòng nhắm nghiền mắt lại. Dùng lồng ngực nhận lấy một phát trường tâm lôi từ chính diện, cho dù là tu sĩ cảnh giới dược long môn nhất phẩm cũng không chịu nổi. Trung quy mà nói, đâu phải tu sĩ nào cũng có một linh quỷ phòng ngự hộ thân, may mắn như Tống Thư Hàng. Chúng ta đi tìm anh trai cô thôi, Tống Thư Hàng ôm lấy Gia Cát Nguyệt bé nhỏ rồi nói. Thế nhưng lúc này, Gia Cát Nguyệt lại ngây ra nhìn Tống Thư Hàng. Vừa rồi cô đã nhìn thấy cái gì? Trong tay Tống Thư Hàng đột nhiên bùng nổ ánh lôi điện, rồi hắn xử lý luôn ông chú quái dị biết tàng hình kia ư. Năng lực tàng hình, Tống Thư Hàng biết phát điện, đây là ông chú X-Men và phim dị nhân bản đời thực sao? Tức quá, mình mất máy quay rồi, nếu quay được hình ảnh ấy về thì có phải là ra một cái tít giật gân rồi không? Gia Cát Nguyệt bắt đầu phát bệnh nghề nghiệp. Muốn tìm anh trai của cô bé này sao? Ta vừa ngửi thấy một mùi hương giống với mùi của cô bé lắm, chắc đó là Gia Cát Trung Dương mà ngươi nói rồi, Cửu Đăng lên tiếng. Từ đầu đến cuối, cô không hề có ý nhúng tay vào. Thế nhưng Cửu Đăng chịu giúp hắn dẫn đường đã là tốt lắm rồi, Tống Thư Hàng cũng không hy vọng gì nhiều nữa. Có điều chúng ta phải nhanh hết tốc lực lên, bởi vì mùi của Gia Cát Trung Dương đang ở rất gần mùi của một quái nhân đấy, Cửu Đăng mỉm cười nói. Tống Thư Hàng biến sắc.
Sau đó Cửu Đăng tăng tốc dẫn đường phía trước, Tống Thư Hàng liều mạng vận chuyển quân Tử Vạn Lý Hành đuổi theo phía sau. Chỉ một loáng sau, Tống Thư Hàng đã tìm thấy Gia Cát Trung Dương. Lúc này Gia Cát Trung Dương đang bị một ông chú quái dị mặt mũi râu ria, mặc đồ đỏ, thắt lưng đỏ đuổi theo sát nút. Ông chú quái dị này chỉ có tướng mạo là có chút khác biệt, còn khí chất và ngữ điệu khi nói chuyện đều giống tên kia như đúc, tạm gọi hắn là ông chú quái dị số 002 đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.